chương 31 31 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiêu ngạn sơ lần đầu tiên cảm giác được xuất cũng không có gì dùng Người người này thế nào như vậy không tố chất chen ngang a? À? Mời ngươi trước đi ra ngoài xếp hàng, nơi này là cần xếp hàng Thực cho rằng có một trương xuất mặt là có thể muốn làm gì thì làm sao Bên ngoài rất nhanh sẽ bởi vì tiêu ngạn sơ trực tiếp tiến vào mà gây gỗ, một đám đều đang chỉ trích của hắn không tuân thủ quy tắc. Phòng bếp vốn chính là bán kiểu cởi mở, bên ngoài tiếng nói chuyện rất nhanh hội truyền đến nơi đây, ngu kiều khóe miệng trừ trừ, đối tiêu hiểu lâm nói. Đi tiếp một chút hắn. Đạn mạc nghe thấy của nàng thanh âm, lập tức đã hiểu, vội hỏi. Chủ bá nhận thức. Sẽ không là chủ bá trượng phu. Ngu kiều lúc này còn tại vùi đầu công tác, không có xem đạn mạc, cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh tiêu hiểu lâm liền xứng cười đem nhân mang tiếng vào đạn mạc cũng minh bạch thật là chủ bá trượng phu thoạt nhìn nhân khuôn cẩu dạng cũng không biết xứng không xứng đôi chủ bá nhân khuôn cẩu dạng trên lầu nhận thức thật vậy chăng tiêu ngạn sơ tắt thập phần ủy khuất tiến vào nói ta đều bị khi dễ nửa ngày hắn thật sự lần đầu tiên gặp loại tình huống này giải thích nhân gia cũng không nghe chỉ cho là trực tiếp gian mổ cái thổ hào đi lại tưởng nhân cơ hội theo đuổi chủ bá. Tiêu hiểu lâm trộn nở nụ cười. Ngu kiều bất đắc dĩ cười, cầm trong tay vừa làm tốt ba phần làm cho người ta xuất ra đi, kéo xuống khẩu trang, lộ ra hơi hơi có chút trắng bệt sắc mặt, nàng nói. Tốt lắm, tìm một chỗ tọa, ta lập tức hảo. Tiêu ngạn sơ vừa muốn gật đầu, thấy rõ bộ dáng của nàng, vẫn là lắc đầu cự tuyệt, nói. Không xong, ta còn là tùy tiện ăn chút, nhìn ngươi bộ dáng, nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Hoàn hảo, ta uống miếng nước. Ngu kiều lắc đầu, nói tốt 200, tuy có chút mệt, nhưng khẽ trắng môi, vẫn là có thể kiên trì. Trực tiếp gian phát sinh chuyện cũng bị quan kháng bên ngoài thực khách đã biết, này không đợi đến mọi người nhịn không được lớn tiếng nói. Chủ bá trước nghỉ ngơi, chúng ta thời gian đầy đủ, nhiều chờ một chút không có việc gì. Chủ bá không cần như vậy đuổi, muốn chú ý khả liên tục phát triển. Uống lên một ly nóng hầm hập nước đường đỏ, Ngu Kiều lại ngồi 5 phút đồng hồ, thế này mới đứng lên, tiếp tục, cuối cùng tiêu ngạn sơ vẫn là ở trong này ăn. Ngay tại phòng bếp, ngồi một cái tiểu ghế, bưng một cái mâm, trong mâm một nửa là gà xào cây đinh, một nửa là cơm, Ngu Kiều còn nói. Vô hạn lượng cung ứng, hôm nay cho ngươi ăn no. Mở tiệm, nàng vui vẻ. Tiêu ngạn sơ quẩn một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu từ từ ăn đứng lên vẫn là cái kia vị ăn ngon ăn cơm xong sau hắn lại lưu luyến không rời đi làm lúc gần đi còn nói buổi chiều ta đi lại chúng ta cùng nhau trở về ngu kiều cũng không quay đầu lại gật gật đầu đạn mạc ha 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 luôn cảm thấy chủ bá trượng phu thật đáng thương a à. giống như có chút nhìn quen mắt ta giống như cũng có chút nhìn quen mắt sau đó vài phút sau, một cái đạn mạc bắt mắt xuất hiện. Ta vừa mới theo đuôi hắn đi qua, người này vào tiêu thị tập đoàn, liền là chúng ta thị lớn nhất điện thương tập đoàn tổng bộ, ta nhớ lại đến hắn là ai vậy, là Tiêu thị thái tử gia. Cái kia, ta vừa mới nghe thấy trợ lý gọi hắn ca, kia có phải không phải? Muội tử, ngươi còn lại bạn gái sao? Ha ha ha, tiểu phú bà. Quả nhiên là thổ hào không nghĩ tới hào môn mọi người như vậy tiếp đất khí a tiêu hiểu lâm che miệng nở nụ cười nửa ngày không có đáp lời nàng không là chủ bá không cần để ý tới này đó ngu kiều cũng không để ý tới liên tiếp nấu cơm rốt cục ở hơn một giờ chiều thời điểm đem 200 phân đều làm xong hơn nửa năm phần bạo sao sò lụa sau đó được đến một mảnh thừa nhận cùng với trực tiếp gian lý một đống đánh thưởng sau nửa giờ ngu kiều liền bắt đầu trực tiếp quét dọn nhà ăn nhà ăn không tính đại, cũng không tính tiểu, bất quá mọi người đều phi thường phối hợp không có loạn quan rác, quét dọn đứng lên rất dễ dàng. 2 giờ đồng hồ, cơm điểm chính thức nghỉ ngơi, trực tiếp đóng, khác vây xem nhân viên cũng ly khai. Mà Ngu Kiều cùng Tiêu Hiểu Lâm tắt đi phụ cận một cái Mỹ Dung trong hội sở mát xa, mệt chết. Nàng quyết định từ đây giảm bớt tập thể hình thời gian, nhiều thời giờ đều dùng để. Mát xa. Đến 4 giờ chiều tân một vòng lại bắt đầu. Ngu kiều nhà ăn định giá cùng thông thường nhà ăn đều không sai biệt lắm, bất quá lợi nhuận vẫn là không nhỏ, trừ hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn tiền vốn, trước sân khấu kim chức tài vụ hạch toán một chút, phát hiện tỉnh kiếm 4.000 nhiều. Đương nhiên này thời kỳ còn có tiền điện nước, viên công phí dụng chờ, gia vị phí, tính toán xuống dưới, lợi nhuận liền 2 ba ngàn, nhưng là sau ngu kiều trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Buổi tối 6 giờ rưỡi, làm xong cuối cùng một phần, 7 giờ rưỡi, kết thúc công tác làm xong, Ngu Kiều tọa tiêu ngạn sơ xe về nhà, tiêu hiểu lâm tắt tọa bản thân xe, lúc gần đi hai người đều thập phần hưng phấn. Buôn bán ngày đầu tiên, Hoàng Mỹ. Nhất là bởi vì này nhất ba nhiệt độ, hơn nữa Ngu Kiều trực tiếp gian nhân vốn sẽ không thiếu, trực tiếp thượng học search, này hai ngày không có nhiều lắm qua, học search trực tiếp thượng thứ 9. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ăn qua Ngu Kiều làm cơm, không ai nói khó ăn, cơ bản đều nói tuyệt đối sẽ đi ăn lần thứ hai. Không quý, hương vị cũng là cao nhất, đương nhiên không thể liền một lần quên đi. Vì vậy hót sớt cùng với những người khác đánh giá, cả đêm, Ngu Kiều lại tăng mấy vạn phan. Ngày thứ hai như cũ, Ngu Kiều 9 giờ xuất ra nhìn lên, nhà ăn bên ngoài cũng đã chờ không ít trực tiếp ra người xem, hoặc là khác bị an lợi tới được nhân, nàng hướng người bên ngoài vẫy vẫy tay, bên ngoài nháy mắt vang lên một trận thét chói tai, nhưng ngu kiều đều kém chút sinh ra một loại bản thân là minh tinh lỗi thấy. Sau, ngu kiều lại tiến vào phòng bếp, làm chuẩn bị công tác, cho đến khi 11 điểm đến. Kinh doanh nhà ăn ngày mệt cũng vui vẻ, ngu kiều trên cơ bản là mỗi hai ngày nghỉ ngơi một ngày, trừ bỏ mấy ngày hôm trước, sau ngu kiều đều thập phần thành thạo. Nhân tiềm lực là vô hạn. Hôm nay, Ngu Kiều đang ở làm cuối cùng mấy phân, tốc độ cũng chậm một ít bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ nàng liền đi ra ngoài nhìn nhìn tiêu hiểu lâm tự nhiên cầm trực tiếp khí đi theo đi ra ngoài cửa trên vách tường đều dán tiến vào bổn điếm tương đương với cam chịu có thể xuất hiện tại trực tiếp màn ảnh tiền các thực khách cũng không có ăn xong lập tức đi mà là tọa ở bên trong tán gẫu mỗi một bàn cách đến độ tương đối khai bên trong trang giảm bớt tạp âm nội vách tường tường thanh âm điểm nhỏ có vẻ toàn bộ nhà ăn đều thật u tĩnh. lúc này ngu kiều đi ra ngoài, lại rõ ràng nghe thấy tranh chấp thanh. nàng theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một cái mặt phải bông y lão thái thái chính ôm hai tuổi tôn tử đang ở giận đổi trước sân khấu tiểu cô nương, nhường đưa tay thôi nhượng. vài cái thực khách tắt bay nhanh đứng dậy che ở trước mặt nàng. một người tuổi còn trẻ nam nhân nhíu mày nói: lão thái thái, nói tới nói lui, đừng động thủ a. À. lão thái thái mặt nhất hoành nói ta liền động thủ thế nào ngươi còn có thể đánh ta hay sao ngu kiều đi lại hỏi xảy ra chuyện gì nàng mặc một thân đầu bếp bạch y còn mang theo mũ vì thế lão thái thái hỏi ngươi là nơi này quản sự đúng ta là lão bản ngu kiều gật đầu lão thái thái lập tức lắc lắc mặt nói ngươi này lão bản làm như thế nào sinh ý liền chưa thấy qua đem khách nhân đuổi ra ngoài. Dựa vào cái gì không làm buôn bán A. À. Ta chỗ này chỉ tiếp đãi 200 cái đơn đặt hàng, ngài đã tới chậm, chờ ngày mai, hoặc là buổi chiều mở tiệm sớm một chút đi lại. Ngu Kiều lễ phép nói. Lão Thái Thái hừ một tiếng, nói. Ta mặc kệ, ta liền muốn ăn cái này. Trong lòng nàng nam hài khỏe mạnh tháo khỉnh, cũng liên tiếp chỉ vào khách khách nhân trong chén kia xem thập phần ăn ngon này nọ nói ăn ăn, hôm nay làm là phao tiêu ếch trâu, toan lạc đã nghiền, các thực khách đều ăn mồ hôi đầy đầu, kia mùi phỏng chừng chính là đầu sỏ gây nên, ngu kiều cười cười, cười kiên quyết lắc đầu, nói. Thật xin lỗi, mời ngài lần sau sớm một chút đến, chúng ta điếm quy cũ không thể hư. Người nào a, à, ta còn sẽ không đi rồi. Lão Thái Thái nhất hoành, trực tiếp ngồi dưới đất. Trong phòng ăn bởi vì ngu kiều yêu cầu, sau này vào khách nhân đều mặc duy nhất hài bộ, ván gỗ thập phần sạch sẽ, ngồi dưới đất cũng không bẩn, lão thái thái còn thuận thế đem tôn tử phóng trên mặt đất, liền lạnh như thế mắt thấy ngu kiều phản ứng. Trực tiếp khí đem sở hữu tình huống đều chi tiết nhớ ghi lại rồi, ngu kiều trầm mặt nhìn nàng xấu lắm bộ dáng, miếm miếm môi, nói. Đi, vậy đắc tội. Lão thái thái cho rằng nàng phải gọi bảo an đem nàng mang đi, đều chuẩn bị tốt chạm vào từ, kết quả ngu kiều trực tiếp lấy ra di động, bắt đánh 110 mở nhà ăn không là khai taxi taxi lái xe không thể cự tái hành khách nhưng nhà ăn là có thể nhất là ngu kiều trước liền đính cốt lắm quy định hiện tại sở hữu đơn đặt hàng đều phải hoàn thành nguyện ý tiếp đó là hảo tâm không đồng ý cũng không ai có thể nói nàng không là đặc biệt này lão thái thái quá phận lão thái thái sắc mặt khẽ biến bất quá nghĩ lại bản thân đều lớn tuổi như vậy cảnh sát đến đây còn có thể thế nào nàng ngoài mạnh trong yếu nói ngươi muốn thế nào? Ta cũng không làm cái gì a. Hết thảy chờ cảnh sát đến đây lại nói. Ngu Kiều lui về phía sau một bước, đối hai cái đứng ở một bên bảo an nói. Bảo vệ tốt hiện trường hoàn cảnh, cần phải chờ cảnh sát đi lại cũng là cái dạng này, ta đi vào trước đêm cuối cùng hai bàn đồ ăn làm tốt. Là. Hai gã bảo an lớn tiếng đáp. Ngu Kiều liền thật sự rất bình tĩnh trở về nấu cơm. Mà ở tiêu thị trong tập đoàn, Tiêu ngạn sơ đang ở xem xét văn kiện, đột nhiên di động vang, mở ra vừa thấy là hắn muội muội. Tẩu tử nơi này có nhân nháo sự, đã kêu cảnh sát, còn không đi tới biểu hiện một chút. Tiêu hiểu lâm đã sớm biết vợ chồng hai người cảm tình không tốt, ngay từ đầu đều ở riêng, không, chuẩn xác nói là phân phòng ngủ, phía trước còn chỉ là bỏ đá xuống giếng cười nhạo, sau này cảm thấy ngu kiều không sai, đã nghĩ nhường ca ca cùng tẩu tử hòa hảo, người một nhà thôi, nào biết lúc này đến phiên ngu kiều cứng mềm không ăn đối với bọn họ huynh muội lưỡng khách khách khí khí giống như là phổ thông hợp thuê giả hoàn toàn tìm không thấy một tia nàng thích tiêu ngạn sơ dấu vết ngược lại là tiêu ngạn sơ đối nàng nói càng ngày càng để ý tiêu hiểu lâm đều xem ở trong mắt này không nhất có việc đã nghĩ làm cho nàng ca đi lại xoát xoát tồn tại cảm sao cuối cùng mấy phân phao tiêu ếch trâu đều thượng bàn những khách nhân ăn cũng không ly khai nơi này phần lớn đều là ngu kiều trực tiếp người xem, bởi vì thích nàng, thích nàng trực tiếp cho nên chạy tới ăn, lo lắng ngu kiều chịu thiệt, vì thế cũng không đi rồi, thủ. Chờ ngu kiều làm tốt xuất ra, một đám còn nói. Lão bản yên tâm, chúng ta không đi, ở lại đây cho ngươi làm nhân chứng. Cảm ơn. Ngu kiều cười hít mắt nói, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nhường một bên người phục vụ đi mua ngọt đồng đi lại, một người một cái sau đó liền thấy toàn bộ trong phòng ăn tất cả mọi người ăn ngọt đồng mỹ tư tư xem kia trên mặt đất ngồi nhất lão nhất tiểu lão thái thái thở phì phì xem bọn họ hận bập bẹ ngứa trong lòng tôn tử liên tiếp lôi kéo lão thái thái nói muốn ăn một cái tiểu cô nương bị nhìn xem không có biện pháp nhịn không được đem bản thân liếm hai khẩu kem đưa qua đi lão thái thái trực tiếp ôm quá tôn tử nói ăn cái gì ăn a à, ai biết có hay không bệnh cái này triệt để đem các thực khách chọc giận, một đám bản khởi mặt đến đều tự nói chuyện với nhau, nhìn cũng không thèm nhìn nàng. Lão Thái Thái ẩn ẩn có chút bất an, tưởng rời đi, nhưng là bị hai cái bảo an ôm nhu, khuyên xuống dưới. Ta muốn cáo các ngươi khi dễ lão nhân. Lão Thái Thái quát. Ngu kiều. Gật gật đầu, nói. Ân, ừ, ta duy trì, bất quá đầu tiên ở ngươi báo cho tiền, ta muốn làm cho ngươi cái nghiệm thương báo cáo, không có chân thật thương, thì phải là ngươi cố ý oan uổng ta, ta sẽ yêu cầu ngươi bồi thường ta tinh thần tổn thất phí, cùng với hiện tại nhà ăn trì hoãn phí dụng đợi chút. Lão Thái Thái trố mắt dục liệt, run run chỉ vào ngu kiều. Ngươi! Tiêu ngạn sơ cũng đi lại, trên trán còn có chút mồ hôi, thập phần khẩn trương xuyên qua đám người, hỏi. Sao lại thế này? Không có việc gì. Ngu kiều nhàn nhạt lắc đầu, Tiêu Hiểu Lâm lôi kéo Tiêu Ngạn Sơ đến một bên đi kỹ càng nói chuyện tình trải qua, hắn mới trầm tĩnh lại. Bất quá một cái chạm vào từ, chút lòng thành. Gặp lại đến một cái xem rất hung hăng giúp đỡ, lão thái thái bỗng chốc cấm thanh, ông Tôn Nhi không nói chuyện. Ai báo cảnh? Cảnh sát khoan thai đến chậm, đẩy cửa tiến vào, đã bị nhiều người như vậy cảnh tượng dọa đến, tưởng cái gì đại sự, kết quả đi vào, chỉ là một cái lão thái thái cùng một cái bé sơ sinh ngu kiều đứng ra nói là ta nàng mang theo tôn tử ở trong này nhiễu loạn ta làm buôn bán camera cùng với của ta trực tiếp khí đều nhớ kỹ ngươi có thể xem xét lão thái thái sửng sốt kinh hô camera nàng theo bản năng nhìn nhìn đỉnh đầu rõ ràng không có a cảnh sát cũng kỳ quái nhìn nhìn bọn họ vào thời điểm liền phát hiện nơi này trang hoàng đặc biệt mỹ cũng không phát hiện camera vừa mới còn tưởng này chạm vào từ khả năng nói không rõ. Mà bên kia, tài vụ đã ở trên máy tính đem vài cái camera nội dung đều phim âm bản đến U bàn lý đưa cho Ngu Kiều, từ Ngu Kiều giao cho cảnh sát. Camera không rõ ràng, bởi vì trang hoàng thời điểm vì Mỹ quan ta ẩn giấu đi, tuyệt đối toàn phương vị vô góc chết, hơn nữa là hữu thanh âm A, cuối cùng một câu nói, Ngu Kiều là nhíu mày nhìn về phía lão Thái Thái, mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa đến phu nhân sắc mặt khẽ biến nhìn về phía cảnh sát cảnh sát đem u bàn thu hảo mặt khác hai cảnh sát đem lão thái thái nâng dậy đến nói tốt lắm chúng ta đều hồi cảnh cục nói không có đi hay không lão thái thái số chết lắc đầu nói cũng không có gì chính là ta mệt mỏi đi lại tọa một lát cảnh sát nở nụ cười xem nàng nói lão thái thái nhân gia mở cửa làm buôn bán ngươi đây là gây trở ngại nhân gia bình thường kinh doanh. Lão thái thái than thở nói, ai bảo nàng không bán cho ta. Cảnh sát nhìn về phía Ngu Kiều, Ngu Kiều giải thích nói, chúng ta này mỗi ngày giữa trưa chỉ bán 200 phân, ở nàng đến tiền nửa giờ, cũng đã không tiếp đơn đặt hàng, tương đương với vẽ mẫu thiết kế. Cảnh sát chỉ có thể nói, thì phải là ngài không để ý, lão thái thái, còn nháo không? Không xong không xong, ta đi ta đi được rồi lão thái thái ủy khuất ông tôn nhi rời đi gặp đương sự đều đi rồi ngu kiều cũng không tính toán nhất quyết không tha liền trực tiếp cùng cảnh sát nói lời cảm tạ cảnh sát nhịn không được nói ngươi này nào có đem sinh ý đuổi ra ngoài phải hiểu được biến báo ngu kiều cười khổ một chút cũng làm ủy khuất trạng nói này nhà ăn chỉ một mình ta đầu bếp a một khi quy củ đánh vỡ khẳng định không thôi một người hội yếu cầu ta lại lại thêm một phân đến lúc đó ta thân thể cũng khiêng không được a à. cảnh sát không nói chuyện rồi khoát tay mang theo những người khác rời đi tiêu ngạn sơ sững sờ xem trước mắt cảnh tượng hơi có chút nhẹn khuất nói này cây này bản vô dụng thượng ta a à? nói tốt anh hùng cứu mỹ nhân đâu cố tình gây sự ác nhân chỉ đơn giản như vậy đã bị làm đi rồi cảnh sát cũng như vậy phân rõ phải trái, liền điều tiết hai câu thì tốt rồi. Thất lạc, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, kết quả ngày thứ hai, Ngu Kiều khai trực tiếp, ở nhà nấu cơm, hôm nay là mỗi hai ngày liền có một ngày nghỉ ngơi ngày. Tiêu Hiểu Lâm không đồng ý làm cho nàng khai trực tiếp, cũng không nói cái gì nguyên nhân, Ngu Kiều chỉ có thể cường ngạnh mở ra, liền thấy đạn mạc thượng một đám xa là ai đi tại kia mắng chửi người, phòng quản đều quản không đi tới. Ngu Kiều nhìn một chút, tổng kết là một hạ mấy điểm, chính là Ngay cả lão nhân đều khi dễ, không có nhân tính Không phải một cái võng hồng nhà ăn, cư nhiên như vậy túng Còn dám khi dễ lão nhân, nhân gia lớn tuổi như vậy Thật nhiều đạn mạc, Ngu Kiều tổng kết vì lấy hạ mấy điểm Nói đúng là ngày hôm qua sự tình, biến thành nàng kinh thường lão nhân Không mua này nọ cấp lão nhân, còn không cấp lão nhân chỗ ngồi đợi chút Hơn nữa hắc phấn mang tiết tấu, nói nàng cần phải ở trực tiếp gian đánh thưởng tài năng đi ăn cơm linh tinh. Ngu Kiều nhìn dở khóc dở cười, bất quá cũng không nhường tắt đi trực tiếp, mà là nhường phòng Quảng Đình chỉ phong hào. Đạn mạc càng kiêu ngạo, nói. Sợ, còn không đi cấp lão nhân xin lỗi. Ghê tẩm, cũng xuất hát trực tiếp, lạc ánh mắt. Còn thảo hào môn nhân thiết, còn trực tiếp mỹ thực, trực tiếp ăn thỉ. Ngu Kiều chỉ cho rằng không phát hiện, trước mặt trực tiếp khí màn ảnh mở ra di động tiến vào Weibo, tiêu hiểu lâm sốt ruột nói. Đừng mở, chúng ta trước nghỉ ngơi hai ngày, ta đã nhường lộ lộ đi chế tác video clip, video clip xuất ra, bọn họ liền sẽ không nói lung tung. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 32 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngu kiều trực tiếp, cũng không phải quan chính nàng cùng tiêu hiểu lâm hai người còn có hai cái lương cao cam kết phòng quản cùng với một cái đối uây bộ ps chờ phương diện này thập phần quen thuộc nhân tài lộ lộ nàng luôn luôn tại âm thầm khống chế phan bình luận hướng gió từng cái hơi chút đỏ một điểm mọi người sẽ ở trên internet bị một ít bình xịt mắng ngu kiều tự nhiên không ngoại lệ bất quá nàng luôn luôn làm như không thấy tâm tính hảo đến bạo Lúc này Ngu Kiều ở màn ảnh trước mặt trực tiếp mở ra Weibo, di động tạp dừng nửa ngày, nàng còn có thể cười cùng màn ảnh tiền người xem nói. Xong rồi, những người này cho ta tư tính nhiều lắm, tư nhiên tạp. Weibo trọng thải một lần, thế này mới đi vào, Ngu Kiều làm chuyện thứ nhất chính là đem sở hữu tin tức đều cấp sang hết, sau đó lại nhìn hướng Weibo học sớt, có chút kinh ngạc nói. Tư nhiên đến thứ nhất, các ngươi đều lợi hại như vậy sao? võng dân thật dễ dàng bị kích động hơn nữa có thủy quân mang tiết tấu đợi chút quầy bộ học sức trực tiếp bắt tại thứ nhất hát gia mỹ thực chủ bá khi dễ lão nhân nàng điểm đi vào nhìn một chút ngắn mũi video clip xuất hiện đúng là trực tiếp thời kỳ hình ảnh đương nhiên vừa vặn lấy ra là nàng trên cao nhìn xuống xem lão thái thái nói chuyện cảnh tượng thấp kém nhất thủy mắng chữ người bình luận ngẫu nhiên nhìn đến vài cái vì nàng nói chuyện đều bị áp ở dưới cùng mưu kiều đổi mới một chút kết quả liền thấy kia dưới cùng bình luận bị cắt bỏ xem ra là có người ở có thể hắc nàng nha không biết nàng cản ai lộ bất quá chính trực không sợ gian tà mấy thứ này đối nàng không đến nơi đến chốn ngược lại có thể đề cao của nàng nổi tiếng vì thế ngu kiều nở nụ cười tiêu hiểu lâm quẩn lẩm bẩm nói ngươi cũng không thương tâm a à. thương tâm cái gì ta cũng sẽ không thiếu khối thịt ngu kiều lưu loát đương nhiên trả lời như vậy tâm tính không hiểu nhường đạn mạc đều sửng sốt một chút nói ta thế nào cảm thấy nàng không giống như là người như vậy a à? đúng rồi bằng không làm sao có thể như vậy bình tĩnh tri nhân tri diện bất tri tâm xem bên ngoài càng ngăn nắp không chuẩn nội bộ hơn ghê tởm cũng không nhất định ta tin tưởng chủ bá ta là ngày hôm qua nhìn trực tiếp chủ bá không có khi dễ lão nhân đừng giải thích rõ ràng có lục bá những người đó cũng không xem cố tình phải tin tưởng trên Internet kia lấy ra một điểm đoạn ngắn. Cho dù có hắc phấn mang tiết tấu, ở khắc phan duy hộ hạ, đạn mạc cũng chậm chậm bình ổn xuống dưới, ngu kiều cười cười, nói. Tốt lắm, ở chúng ta chờ đợi chân tướng thời điểm, cũng là muốn ăn cơm, ta đã đói bụng đã chết, đến nấu cơm. Nguyên liệu nấu ăn ngô mụ đã sớm chuẩn bị tốt, ở một bên đánh giúp đỡ, hắc tử nhóm còn nói là thực tế là ngô mụ nấu cơm, chỉ là camera lý xem rành mạch, Tất cả mọi người cảm thấy không có ý tứ, ngược lại im lặng xem khởi ngu kiều nấu cơm. Hôm nay làm là sữa đậu nành bánh quẩy, sữa đậu nành cơ trực tiếp ma, bánh quẩy tắt từ nàng rửa tay sạch sẽ cùng mặt, sau đó bay nhanh vãng một cái hoa quăng đến trong nồi tạt. Xem sau bên ngoài bán kiều. Tiểu gấp hai tiểu bánh quẩy ra nồi, khán giả đều phản phất nghe thấy được kia bánh quẩy mùi. Ta yên lặng đứng lên đi mua cái bánh quẩy, chủ bá, chúng ta cùng nhau ăn lại thêm một luôn cảm thấy hôm nay bánh quẩy tốt lắm ăn nha hảo đói ta rời giường chủ bá cố lên ta điểm cái ngoại bán vài ngày nay xem chủ bá trực tiếp ta đều béo thật nhiều ngu kiều chỉ là quét mắt sau đó bắt đầu chậm rãi nhấm nháp mỹ thực nàng làm không ít tiêu hiểu lâm cũng ngồi ở đối diện ăn nàng bởi vì ngu kiều bình tĩnh cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại chính ăn tiêu hiểu lâm trên di động truyền đến một cái tin tức nàng lập tức nói đều làm ra đến đây, ta ca kính xin phía trước cái kia cảnh cục quan phương tài khoản bác bỏ tin đồn, hiện tại chỉ cần đem điều này xoát đi lên là đến nơi. Ngu Kiều tùy ý gật gật đầu, xem không nhanh không chậm, người xem đều thay nàng nóng nảy, đột nhiên Ngu Kiều nói. Hiện tại uây bộ đều là thực danh nghiêm cẩn. Đúng rồi. Tiêu hiểu lâm mờ mịt gật đầu, lập tức nói. Hắc của ngươi là marketing hào, vô dụng. Ngu kiều mím môi, một mặt trầm tư đem ủy bộ thượng kia mấy cái chứng cớ đều phát một lần chờ sự tình lên men sau đó đưa điện thoại di động quang đến một bên phi thường nghiêm cẩn nói marketing hào cũng là cần chứng minh thư đăng ký thứ nhất thế thứ hai thế là cái gì cảnh tượng ngu kiều đã nhớ không rõ nàng trước kia cũng không ngoạn ủy bộ ở thế giới này một thân phận chứng có thể đăng ký nhiều ủy bộ nhưng đăng ký ủy bộ phải buộc định chứng minh thư cùng số di động bằng không căn bản không dùng được tiêu hiểu lâm sắc mặt có chút lạ dị nói cái kia marketing hào hào có thể là theo người khác người thường trong tay mua đến đạn mạc cũng nghe lời này điên cuồng nhắc nhở ngu kiều điểm ấy nhân gia cũng là vô tội ai cũng không biết bọn họ hội đem bản thân tài khoản dùng để làm này a à. đừng tìm người thường phiền toái tốt sao ngu kiều nhìn xem đạn mạc lại nhìn xem đồng ý tiêu hiểu lâm thập phần vô tội hỏi nhưng là lúc trước bọn họ cũng từ chuyện này chiếm được lợi nhuận a bọn họ tiếp nhận rồi này giao dịch mang đến ưu việt khẳng định cũng muốn nhận này giao dịch hậu quả xấu a marketing hào lợi hại như vậy tùy ý vu hãm người khác ta hôm nay liền làm một chuyện tốt về sau nhường công chúng nhân vật thiếu chịu một ít ra độc thật tốt thực xin lỗi ta đột nhiên hết lời để nói giống như tự hồ không sai a rất có đạo lý không thể chỉ hưởng thụ ưu việt, chờ có chỗ hỏng sau đã nói không liên quan ta sự. Đột nhiên bắt đầu đồng tình này marketing hào. Tiêu Hiểu Lâm dùng sức nuốt vào một nguồn bánh quẩy, nói: Ta bị ngươi nói ăn xong, tiền ta đến. Nàng là chuẩn bị nói tiền ta đến nghĩ biện pháp, còn chưa có nói xong, chính mình di động vang, vẫn là mẹ nàng đánh tới được. Huy, mẹ, như thế nào? Tiêu Hiểu Lâm đứng dậy đến một bên tiếp nghe điện thoại. Điện thoại bên kia, mẹ nàng có vài phần xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói. Chị dâu ngươi thế nào? Có hay không bị tức đến? Xem ra bọn họ cũng là biết chuyện này, tiêu hiểu lâm có chút buồn bực sờ sờ đầu, ai nói với bọn họ nha, miệng hồi đáp. Không có việc gì, nàng thần kinh thô lắm, không có việc gì vui chơi giải trí. Kia! Đúng rồi, ta với người ba đang nói muốn hay không cáo kia marketing hào, rất đáng giận. Tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng ai bảo nàng sinh Đại Bảo đâu? Đại Bảo còn nhỏ, hắn mẹ khả không thể xảy ra chuyện. Tiêu Mẫu ở điện thoại kia vừa nói xong, đều có chút tức giận. Tiêu Hiểu Lâm nhãn tình sáng lên, nói: Mẹ, giao cho các ngươi, Tẩu Tử vừa mới còn nói muốn Thỉnh Luật Sư cùng bọn họ lên tòa án, ngài cùng Tẩu Tử thật là có ăn ý lại có thủ đoạn. Tiêu Mẫu nhịn không được cười đắc ý, lập tức lại một bộ nghiêm trang nói ai cùng nàng có ăn ý a à? quên đi xem ở đại bảo trên mặt giúp nàng lúc này đây ba ngươi vừa vặn có cái luật sư đoàn thời gian này đều không có việc vừa vặn cho bọn hắn tìm điểm sự miễn cho lãng phí nhiều tiền như vậy cảm ơn mẹ tiêu hiểu lâm vui mừng muốn giơ chân treo điện thoại còn thật lâu bản thân bất lực cấp tốc chạy đến ngu kiều trước mặt đưa lỗ tai nhỏ giọng nói mẹ ta vừa mới nói muốn làm cho ta ba luật sư đoàn xúc động giúp ngươi lên tòa án Ngu kiều hoạt kê, có chút cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không hiểu áp lực. Bất quá nhất tưởng đến bản thân nhiều nhất tiếp qua một năm liền muốn cùng con trai của nàng ly hôn, người này hẳn là hội thư thái một ít. Lúc này Đạn Mạc đã bắt đầu trực tiếp trên Internet thay đổi bất ngờ, hot sớt bị tạp lên rồi, chân tướng nhường rất nhiều không xem trực tiếp nhân cũng biết, ngôn luận bỗng chốc nghịch chuyển, thậm chí so với trước kia nhiệt độ càng sâu. Phía trước là người khác cố ý mua hot sớt hắt nàng, chỉ là không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, liên lụy đến sản khoái này xã hội một cái thật thông thường vấn đề, chính là lão nhân. Vốn tính toán chỉ là ở hộp sớt đến ngược một hai vị hoảng một chút, nhưng ngu kiều yên lặng đi xuống là tốt rồi, cũng không tưởng trực tiếp bị đỉnh đến thứ nhất, khiến cho xã hội tính thảo luận, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy tiếng mắng. Mắng càng ngoan, tưởng thật tướng lúc đi ra, đánh bọn họ mặt càng đau, nhất là phương diện này quả thật là lão nhân không đúng vì thế đạn mạc bỗng chốc biến thành chủ bá thực xin lỗi là chúng ta không thấy được chân tướng đánh thưởng một cái nước sâu tiểu tỷ tỷ hiện tại của ngươi cái kia video clip đã ở vây bột hộp sức thứ nhất hiện tại thật nhiều nhân tự cấp ngươi xin lỗi a à. chủ bá là ta hiểu lầm ngươi thực xin lỗi chủ bá làm tốt lắm có một số người chính là già mà không kính chủ bá ngưu phê vừa mới tiêu thị tập đoàn chủ tịch ngải đặt ngươi nói ngươi là hắn con dâu không chấp nhận được người khác khi dễ. Chủ bá, người lão công xuất ra tỏ thái độ, nói muốn đem sự tình truy cứu đến cùng. Ngu Kiều thấy vậy, lập tức lấy qua di động xem vây trên cổ, quả nhiên lại tạc một vòng, nàng quẩn một chút, xem ra nhân tình bỗng chốc lại nhiều một cái, nếu không đến lúc đó đi, sẽ không cần này nhà ăn, chỉ cần tiền, sau đó lại bồi dưỡng cái đầu bếp đem điều này nhà ăn kế thừa đi xuống. Nàng đóng trực tiếp, nhường ngô mụ thu thập này nọ, sau đó đối tiêu hiểu lâm nói luật sư đoàn ở đâu tiêu thị tập đoàn sao đúng chúng ta hiện tại đi ân ừ. hai người xuất phát này tiểu khu quản lý nghiêm cẩn ngoại nhân vào không được tuy rằng tiểu khu khẩu thật đúng có không ít người đang chờ phỏng vấn nàng nhưng còn chưa có nhân thật sự đón xe tử lái xe kỹ thuật không sai rất nhanh sẽ đến tiêu thị tập đoàn hai người xuống xe liền bay nhanh lưu đi vào Tiêu hiểu lâm mặt chính là giấy thông hành, trực tiếp thông suốt đến bên trong tối thượng tầng. Vừa mới theo tiêu phụ văn phòng xuất ra tiêu ngạn sơ ngây ra một lúc, lập tức trên mặt hơn một chút tươi cười, tiến lên một bước muốn ôm lấy bọn họ đi bản thân văn phòng, miệng nói. Các ngươi thế nào đến đây? Ngu kiều nghi người né tránh, đi đến tiêu hiểu lâm bên kia, nói. Chúng ta đến cùng luật sư đoàn khơi thông. Tiêu ngạn sơ mâu quan ám ám, lại lập tức dường như không có việc gì nói. Ở dưới lầu, ta mang bọn ngươi đi. Hảo. Tiêu hiểu lâm vội gật đầu, đồng tình nhìn nhìn nàng ca, nội tâm lại cuồng tiếu, lúc trước ngươi đối ta lạnh lẽo, hiện thời ta cho ngươi trèo cao không dậy nổi, đặt sao hảo hiện thực hình dung A. Tuy rằng không tới trèo cao không dậy nổi trình tự, nhưng ngu kiều quả thật đối hắn cũng thành lạnh lẽo. Đến luật sư đoàn chỗ tầng lầu, vừa đi vào, chỉ thấy người ở bên trong đã ngồi vây quanh ở không ra học. Một cái đại công ty rất nhiều đều sẽ trang bị luật sư đoàn, đương nhiên trong ngày thường bọn họ cũng có thể tiếp thác sống, nơi sân cho bọn hắn dùng, nếu công ty ra vấn đề, bọn họ phải buông trong tay sở hữu nhiệm vụ, trước tiên theo vào. Ngô Kiều hiện tại thân phận là tiêu gia con dâu, cho nên bọn họ ở tiếp đến nhiệm vụ sau, trước tiên liền học. Thấy đương sự tiến vào, luật sư đoàn lão đại trương luật sư lập tức đứng dậy nên đón cũng mời Ngu Kiều vào chỗ tham dự thảo luận. Tiêu ngạn sơ sát không lên thủ, hơn nữa đỉnh đầu cũng có sự, đợi lập tức ly khai. Ngu Kiều cùng Tiêu Hiểu Lâm tọa ở cùng nhau, làm trương luật sư hỏi khi, Ngu Kiều đã nói. Đem sở hữu liên lụy tiếng chuyện này nhân, đều cáo một lần, có thể làm đến sao? Hoàn toàn không lưu tình. Như vậy khả năng đối ngài danh dự không tốt lắm. Trương luật sư nhắc nhở nói. Ngu Kiều buông tay, một mặt mờ mịt xem hắn nói danh dự ta muốn này làm cái gì có thể ăn sao có thể bán tiền sao mặc kệ nhiều như vậy trước làm cho ta thích lại nói lần sau này còn tưởng hát của ta nhân cũng phải suy nghĩ chút trương luật sư hảo không hắn không tốt hành nghề lâu như vậy chưa bao giờ gặp qua như tình huống như vậy hảo đương nhiên căn cứ luật sư đạo đức hắn còn là phi thường làm hết phận sự một chút ghi nhớ yêu cầu của nàng nói xong lời cuối cùng tiêu ngạn sơ lại chạy vào xuất ra một cái u bàn đưa cho trương luật sư nói ta chỗ này có đối phương lợi dụng marketing hào công kích ngươi chứng cứ ngươi xem có thể hay không dùng trương luật sư trước tiên đứng dậy đi thăm dò xem u bàn Ngu kiều tắt lễ phép nói lời cảm tạ đa tạ đêm nay muốn ăn cái gì có thể cho ngươi điểm đan ngô kiều là rất cảm kích tuy rằng một bữa cơm vô pháp triệt tiêu của hắn trợ giúp. Một bên khác luật sư đều ánh mắt có chút lạ dị, vợ chồng lưỡng, thế nào còn nói cám ơn a à, hào môn, làm không hiểu. Tiêu ngạn sơ không nhận thấy được, ngu kiều bình thường đều nói thói quen, hắn cái thô thần kinh, hắn chỉ chú ý tới gọi món ăn hai chữ, tức thời nhãn tình sáng lên, nói. Ta nghĩ ăn tiểu tôm hùng, một bồn lớn. Không thành vấn đề. Ngu kiều gật gật đầu. Tiêu ngạn sơ thỏa mãn, hỏi. Ngươi đều không muốn biết là ai hãm hại của ngươi sao? Ngu kiều nghĩ nghĩ, nói. Là chán ghét của ta nhân. Tiêu ngạn sơ. Lời này không tật xấu. Cuối cùng hắn cũng không có biện pháp thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Là hát trực tiếp một cái mỹ thực chủ bá, nàng là ở ngươi mặt sau trực tiếp, bởi vì luôn bị ngươi chọn lựa dịch hơn nữa đánh thưởng bản đa ngươi luôn luôn tại nàng mặt trên, nàng luôn luôn không ra được đầu, đã hạ xuống ngoan thủ, đi theo y trực tiếp chế tạo ra lần này phong ba. Y trực tiếp là hát trực tiếp đối thủ một mất một còn, Ngu Kiều hiện thời là hát trực tiếp thượng một viên lóng lánh minh tinh, hơn nữa phú hào nhân thiết, nhân gia đánh thưởng thiếu đều ngượng ngùng, bởi vậy cấp hát trực tiếp buôn bán lời không ít tiền. Y trực tiếp không làm nàng làm ai. Nhất là đại gia tộc bên trong, một khi con dâu trên người có chỗ bẩn khẳng định hội trước tiên đem con dâu kêu về nhà không nhường đi ra ngoài dọa người ngu kiều suy nghĩ một chút hát trực tiếp khác chủ bá phát hiện quả nhiên là nàng không biết phải nói nàng căn bản là không biết khác chủ bá ngu kiều vô tội nhún vai nàng liền cảm thấy trước mắt tiếp xúc nhân trung không có phát hiện bao nhiêu đối nàng có ác ý còn ác ý như vậy nồng liệt đến không tiếc làm trái pháp luật chuyện làm nàng đem những lời này nói ra khi Tiêu Hiểu Lâm đều nở nụ cười, mang theo vài phần châm chọc nói. Bọn họ khả không biết là đây là trái pháp luật, ngươi gặp qua có mấy cá nhân hội động thực cách thượng tòa án nha. Ngu Kiều hỏi lại. Vậy ngươi còn thích Mạnh Hoài An nha? Mạnh Hoài An không giống với. Tiêu Hiểu Lâm quyết đoán lắc đầu. Tiêu Ngạn Sơ trào phúng nói. Đừng độn phấn là tự mang lọc kính. Ngu Kiều cười cười, không tham cùng bọn họ trọng tâm đề tài nàng đem bản thân định vị nhất định minh xác bất quá cũng bởi vì này thứ phong ba nhường ngu kiều trước cửa hàng triệt để ở toàn võng phát hỏa chân tướng xuất ra sau đại gia ào ào xin lỗi cũng nhường không ít người cũng nảy sinh ra hứng thú đi lại xem một chút giống như là võng hồng đánh tạp ngu kiều cứ theo lẽ thường khôi phục buôn bán cũng không ai nháo sự mặt đối mặt mọi người đều tương đối thân cận mà bị nàng tố cáo này marketing hào cũng một đám phong hào phong hào thường tiền thường tiền, mất nhiều hơn được, vòng giải trí mọi người vụng trộn cảm tạ ngu kiều, ở không có rất nhiều lượng thủy quân hát sau, nhà ăn thanh danh cũng càng ngày càng tốt. Đã tới nơi này nhân, không có nói nơi này đồ ăn khó ăn, trừ bỏ một ít ngốc nghếch hắt, hiện tượng này cấp trường hợp, liền càng làm cho nghe nói qua nhân cảm thấy nên đến tham quan một chút. Ngày trải qua càng ngày càng tốt, thậm chí còn có một chút minh tinh vụn trộn đi lại nhấm nháp, sau đó bị ngu kiều trù nghệ thuyết phục chủ động bại lộ thân phận, hy vọng có thể nhiều đến đến một phần gì. Đều bị ngu kiều nghĩa chính lời nói cự tuyệt. Sau đó một đám đều ở vây trên cổ khóc chích chích lên án ngu kiều nhẫn tâm. Tuy rằng không là đặc biệt hồng, nhưng cũng đều là tương đối có tiếng, này nhất khác loại quảng cáo xuống dưới, ngu kiều trước cửa hàng, trực tiếp chờ tiền lời đều triệt để ổn định. Chỉ là đánh thưởng, một ngày tốt thời điểm đều khả năng có hơn 10 vạn, không tốt thời điểm liền mấy vạn mỗi lần đến cuối tháng đề hiện chia hoa hồng khi, là ngu kiều nhất vui vẻ thời điểm, vì trói chặt nàng, hát trực tiếp trả lại cho ký ước phí, sửa ký một loại khác hiệp ước, chia làm rất cao, chỉ là có hàng tháng cố định trực tiếp khi dài. Ngu kiều nhìn một chút, cũng đồng ý, tiền lập tức đánh tới tạp lý. Vì thế mở tiệm hơn nửa năm, chi phiếu lý đã có không sai biệt lắm 200 vạn, đủ nàng tương lai cấp bản thân một cái thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh ngay tại ngu kiều cân nhắc lối ra khi nàng thân thể này thân nhân đến đây tác giả có chuyện muốn nói trong chuyện xưa này nữ chính sẽ không thật sự cùng bất luận kẻ nào ở cùng nhau tiêu ngạn sơ là nguyên nữ chính nam nhân tuy rằng thủ đoạn không sáng rọi nhưng là đều thành sự thật nữ chính là không có khả năng tiếp nhận người khác nam nhân vô luận kia chuyện xưa này hoa trọng điểm a còn có bài này không có nam chính a chỉ có nữ chính nam nhân còn xưng không lên nam chính cái loại này. Nữ chính có chút thế giới hội cô độc cả đời, có chút thế giới, cũng sẽ tìm một thuận mắt kết hôn, dưỡng cái bánh bao cái gì. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 33 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lúc đó Ngô Kiều đang ở kiểm kê bản thân tài vụ, thuận tiện tính toán tương lai ở nơi nào định cư, đại bảo nàng khẳng định là mang không đi, nhưng tiêu gia cùng với nguyên nữ chính khẳng định sẽ không trách móc nặng nề của hắn, cho nên nàng liền bất kể. Chỉ cần nàng không cùng nguyên chủ giống nhau thương hại đại bảo, đại bảo liền sẽ không biến thành tự bế đứa nhỏ, của hắn tương lai cũng không cần thiết nhân lo lắng. Nhưng mà làm di động sáng lên khi, trong lòng nàng một cái lộc bột. Vừa tiếp nghe xong, liền nghe thấy bên kia ngu mẫu nói. Kiều kiều, tỷ tỷ ngươi đã trở lại, ngươi trở về một chuyến. Ngu kiều chớp mắt, có chút không phản ứng đi lại, ngu na trước tiên đã trở lại. Nguyên chủ tỷ tỷ ngu na cùng bạn trai trâu văn thành bỏ trốn, hẳn là ở cục cưng 2 tuổi mới chịu không nổi trở về, thế nào hiện tại sẽ trở lại? Ngu kiều theo bản năng hỏi ra đến đây. Thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Không bỏ trốn. Điện thoại bên kia, ngu mẫu khí mặt đều tái rồi, quát. Ngươi làm sao nói chuyện? ngươi tỷ đó là bỏ trốn sao? Nàng chẳng qua là cùng bằng hữu đi chơi một chuyến, còn không mau trở về. Ta không quay về. Ngu Kiều nói xong, treo điện thoại, sau đó trực tiếp tắt máy, tiếp tục kiểm kê tài vụ. Ngu Na cùng Ngu Kiều kỳ thực là song bào thai tỷ muội, bộ dạng cũng là giống nhau như đúc, Ngu gia cha mẹ đều không làm gì thích đứa nhỏ, trên thực tế bọn họ đều cũng không yêu nhau, kết hôn là vì một cái cần tiền, một cái cần sắc đẹp, thời gian dài quá tự nhiên tươi mới cảm không có đều minh mục trương đảm bên ngoài hồi nhỏ hai tỷ muội cũng không chịu bọn họ trân trọng ở cùng nhau năm tuổi tiệc sinh nhật hội thượng nguyên chủ cùng ngu na ngoạn nháo không cẩn thận đẩy nàng hạ bể bơi lúc đó là mùa đông trên bờ một đống tiểu hài tử xem cố tình khi đó cũng không có đại nhân một đám đứa nhỏ dọa choáng váng cũng không biết kêu cứu ngu na ở bể bơi lý từ chối hồi lâu kém chút đã chết cũng may cuối cùng còn là bị người cứu lên đến chỉ là từ đây thể nhược nhiều bệnh ba ngày hai bữa liền ngã bệnh hai người này ở ngu kiều gia gia yêu cầu hạ đối ngu na thập phần quan ái thời gian lâu cũng thật sự có cảm tình tại đây cái ở chung hình thức hạ ngu kiều là trực tiếp bị bỏ qua cái kia nếu không là nàng nghịch ngợm làm sao có thể phát sinh loại sự tình này vì thế ngu kiều tính tình càng ngày càng yếu đuối ngu na tính tình xem hào phóng thực tế xảo quyệt cường thế khắc nghiệt, luôn lấy kia kiện bể bơi sự tình đến uy hiếp Ngu Kiều. Lúc trước Ngu Kiều kê đơn cũng là có của nàng xúi dục, ở lâm bỏ trốn tiền, Ngu Na đã đem nàng dặn một lần, bởi vì nàng nhìn ra Ngu Kiều thích tiêu ngạn sơ, nhất định sẽ mắc câu. Trong tương lai, nàng sẽ minh bạch, tiền tài là cỡ nào trọng yếu, Ngu Na chịu không nổi nghèo khổ ngày, hơn nữa hai người chịu khổ, Trâu Văn Thành bản tính cũng bại lộ xuất ra, vì không hề bị đến của hắn tàn phá, ngu na liều mạng trốn tới. Ngu gia cha mẹ vì thích nữ nhi, tự nhiên liều mạng áp bức này đoạt tỷ tỷ vị hôn phu ngu kiều, bọn họ tất cả mọi người cảm thấy nếu không là ngu na buông tha cho, nàng làm sao có thể có hiện tại ngày lành. Cho nên nguyên chủ thiếu ngu na, cho nên nguyên chủ nên tùy ý ngu na muốn làm gì thì làm. Như vậy cha mẹ, ngu kiều bản thân là không tính toán để ý tới, nàng cùng bọn họ lại không có cảm tình cũng không lâu lắm ngô mụ bỗng nhiên đi lên gõ cửa nói thiếu phu nhân thiếu gia gọi điện về ngô kiều đề cao âm lượng hỏi hắn có chuyện gì nói là ngài điện thoại đánh không thông hỏi một chút ngài ở nhà sao ngô mụ nói ngô kiều nhất tưởng chỉ biết hẳn là ngô mẫu cho hắn gọi điện thoại liền trực tiếp trả lời ta không nghĩ để ý ngô gia bên kia nhân cho nên tắt điện thoại làm cho hắn cũng đừng quản ngô mụ có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là ứng. Vốn tưởng rằng bọn họ tìm không thấy liền tính, nào biết giữa trưa ăn cơm, tiêu ngạn sơ cư nhiên đem ngu mẫu mang đã trở lại. Ngu mẫu là theo tiêu mẫu không sai biệt lắm loại hình phu nhân, ngu gia cho tới nay đều rất có tiền, cho đến khi ngu phụ này một thế hệ kinh doanh không tốt, làm cho tài sản nhanh chóng héo rút. Thấy ngu kiều, ngu mẫu trước tiên oán hận trừng mắt, nói. Ngươi nhà đầu kia, Thế nào cũng không tiếp điện thoại a à. Ngu Kiều liếc mắt tiêu ngạn sơ, thấy hắn có chút lấy lòng cười cười, không để ý, chỉ là xem ngu mẫu nói. Ngươi có chuyện gì? Cho ngươi hồi một chuyến gia đều không biết sao. Ngươi xem ngươi, từ năm trước cả sau khi rời khỏi đây đến bây giờ luôn luôn không có trở về. Ngu mẫu nhẹ giọng kể lễ nói, trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, hoặc nhìn giống như là đối mặt không hiểu chuyện nữ nhi. Tiêu ngạn sơ ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói. Muốn không ngày mai ta với ngươi cùng nhau hồi đi xem đi. Nguyên chủ ở vừa gã đi lại không lâu, kỳ thực là đưa ra muốn tiêu ngạn sơ cùng nàng trở về, tiêu ngạn sơ đương nhiên không sẽ nguyện ý, hợp với vài ngày rỗi về nhà ngủ, sợ tới mức nàng cũng không dám nữa nhấc lên. Hắn khẳng định là nhớ tới này nhất ra, cho nên có chút xấu hổ. Ngu kiều nhu nhu tóc, có chút lười nhát ngồi ở trên bàn cơm, nói. Không đi, ngươi yêu đi bản thân đi. Ngu mẫu mộng một chút, thế nào này nữ nhi đột nhiên biến thành như vậy? Nàng oán hận cắn răng nói. Ngu kiều, ngươi làm sao nói chuyện? Ta là mẹ ngươi a. À? Nga. Ngu kiều quay đầu xem nàng, miếm môi cười, mang theo vài phần trào phúng, nói. Sau đó đâu? Ta đã đầy 18 tuổi, hộ khẩu cũng một mình thiên xuất ra, cho nên ngươi cảm thấy ngươi còn quản được ta sao? Ngươi, ngươi, ngu mẫu khí đầu đều hôn mê, ông cái tráng quơ quơ, tiêu ngạn sơ chần chờ một chút, vẫn là đi qua đem nhân đỡ, có chút khiển trách nhìn về phía ngu kiều nói, ngươi làm sao vậy? Có phải không phải ai lại chọc giận ngươi? Ngưu kiều lười xem bọn hắn biểu diễn con rể mẹ vợ tình thâm, ông ngô mụ rung rung rảy rảy đoan tới được cơm bắt đầu ăn, gấp một đũa món xào thịt đến miệng, tức hai hạ, hương vị vẫn là tốt như vậy nàng ăn chiếm được nhiên, không có nhận đến một điểm ảnh hưởng, ngu mẫu đều bị tiêu ngạn sơ đỡ ngồi trên sofa, cũng không thấy nàng có gì thần sắc biến hóa, nàng có chút không lo lắng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Dĩ vãng nàng nhẹ bỗng một câu nói, liền cũng đủ này nữ nhi kinh sợ nửa ngày, hiện tại. Nếu ngu kiều biết tâm lý của nàng, khẳng định hội châm chọc một câu, đây là điển hình ta đối với ngươi tốt thời điểm ngươi chính là cái bảo, khi ta không quan tâm ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Kính trọng nàng, khát vọng được đến nàng yêu nữ nhi đã buông tha cho sinh mệnh, có lẽ hiện tại đã sớm chuyển thế đầu thai đến một nhà tân nhân gia đi, ngu mẫu khóc cũng vô dụng. Tiêu ngạn sơ thật hiếu thuận đưa lên một chén trà nóng. Mẹ, ngươi uống trước thủy. Cảm ơn. Ngu mẫu tiếp nhận, huyệt thái dương lại đau lên, nàng nhìn nhìn ăn cơm ăn chính hương ngu kiều, khí càng đau. Tiêu ngạn sơ phát hiện ánh mắt của nàng, có chút không được tự nhiên cười cười, đứng dậy đến ngu kiều bên người đi, trực tiếp liền muốn đem nhân kéo đến. Đã nhuyễn không được, vậy cứng rắn, đây chính là nàng mẫu thân, làm sao có thể như vậy vô tình đâu. Nhưng mà tay hắn vừa đặt ở ngu kiều cánh tay thượng, ngu kiều mạnh một cước đem bàn ăn ghế dựa đá đến phía sau, thân thể cấp tốc xoay thân hướng hắn, sau đó một khác chân sủy ở của hắn sau đầu gối. Cuối cùng ngu kiều hai tay dùng sức, đem nhân cấp đánh cho quỳ trên mặt đất nhà ăn bên này bùng bùng động tỉnh ngu mẫu cũng nghe thấy được theo bản năng nhìn sang sau đó miệng liền trương thành trứng gà lớn nhỏ này này vẫn là nàng kia khúng núm nhị nữ nhi sao lúc trước kia một dòng hẹp hòi một điểm không giống ngu gia đứa nhỏ lòng đang cư nhiên ngu kiều ngu mẫu sụp đổ hô một tiếng xong rồi xong rồi nếu tiêu gia truy cứu đứng lên làm sao bây giờ Tiêu ngạn sơ tắt đen mặt tưởng dãy dụa, lại bị ngu kiều vững vàng áp chế, hắn không có để ý nhạc mẫu, gầm nhẹ nói. Ngươi cho ta buông tay. Còn tưởng công kích ta sao? Ngu kiều đạp đá của hắn sau đùi, lạnh giọng hỏi. Tiêu ngạn sơ cắn chặt răng không ra nói. Ngu kiều lại đạp hai hạ, không lưu tình chút nào, kia địa phương tuyệt đối đã xanh tím. Tiêu ngạn sơ tự nhiên không dám tâm, lần trước hắn không phòng bị, bị nàng quá kiên suất, mấy tháng sau, hắn đã quên, kết quả lại đây một lần, rất dọa người, lần trước liền hai người bọn họ, hiện tại. Sau đùi địa phương đau hắn sắc mặt nhăn nhó, nhìn không được nói. Ngươi có bản lĩnh buông ra ta, chúng ta đường đường chính chính đến một hồi. Ta khờ a, à, đương nhiên là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Ngu kiều thân chân lại đây hai hạ, mang theo vài phần trào phúng nói. Ngu gia sự tình ngươi mặc kệ, không có quan hệ gì với ngươi. Ngu Kiều nói xong câu đó, mới nới ra tiêu ngạn sơ, xem hắn tá lực, té trên mặt đất, chậm rãi đứng lên bộ dáng, không thú vị biểu môi. Nàng bản thân là một cái thập phần lấy tự mình vì trung tâm nhân, rất khó có người chân chính tiến vào trong lòng nàng, cho nên không ai có thể đánh vì tốt cho nàng cờ xí bắt buộc nàng làm không thích chuyện. Ngu Kiều lần này xuống tay như vậy ngoan, cũng là bởi vì tiêu ngạn sơ thái độ tự hồ có gì đó không đúng nghi, phía trước nàng hoài nghi quá tiêu ngạn sơ sẽ không thích thượng bản thân, nhưng là quan sát một trận không phát hiện hắn có yêu mến manh mối, sẽ không để ý. Nhưng là ở vừa mới, hắn lại còn nói muốn cùng nàng đi ngu gia, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ đối ngu gia tất cả mọi người là thập phần kinh thường, nhất là đã xảy ra ngu kiều kê đơn chuyện sau. Cho nên vẫn là xuống tay ngoan một điểm, làm cho hắn minh bạch, bản thân là thật không thích hắn. Tiêu ngạn sơ không có lãnh hội đến ngu kiều lương khổ dụng tâm, chỉ là phi thường bi vẫn đứng lên trừng mắt ngu kiều, xem như vậy, tự hồ rất muốn cùng nàng đánh một trận. Ngu mẫu đã không biết nói cái gì, này nữ nhi rất xa lạ, nàng có chút sợ hãi. Gặp ngu kiều nhìn về phía bản thân, môi nàng cánh hoa rung lẫy bẫy, nói. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngu kiều nhu nhu trắng non mềm tay nhỏ bé, hướng nàng đi rồi hai bước, chỉ vào đại môn phương hướng, nói. Môn ở nơi đó, ngươi là bản thân đi, vẫn là ta đưa ngươi. Ta. Ngu mẫu đang muốn nói ta bản thân đi, tiêu ngạn sơ liền thở phì phì nói. Này là của ta phòng ở, nhạc mẫu, ngươi đừng đi, ta cũng không tin nàng còn phản thiên. Không nghĩ tới tiêu ngạn sơ như vậy tôn kính bản thân, ngu mẫu nhẹ nhàng thở ra, lộ ra có vài phần cứng ngắc mỉm cười, nói. Hảo hài tử, ta cũng không biết đứa nhỏ này thế nào hiện tại như vậy nóng nảy có chuyện gì không thể hảo hảo nói đi ai trong nhà còn có việc ta hãy đi về trước gặp ngu mẫu hay là muốn đi tiêu ngạn sơ do dự một chút vẫn là đem nhân tặng đi ra ngoài trở về chỉ thấy ngu kiều đã không ở bàn ăn kia liền đi qua gõ cửa vừa trở lại phòng ngu kiều theo bản năng quá khứ mở cửa tiêu ngạn sơ liền tiến lên tới gần nàng hai bước ngu kiều mờ mịt lui về phía sau một chút của hắn bàn tay to liền thân đi lại thành công vách tường đông tiêu ngạn sơ tâm tình tốt lắm điểm xem ải bản thân một đoạn dài ngu kiều áp thấp người đối mặt nàng gợi lên một chút tươi cười tuấn lãng khuôn mặt mang theo vài phần buồn cười nói tâm tình tốt chút sao ngươi cùng trong nhà đã xảy ra chuyện gì vì sao không đồng ý trở về ngươi có thể hay không tránh ra ngươi trong miệng khẩu khí vọt tới ta Ngu kiều thống khổ nắm bắt cái mũi nói tiêu ngạn sơ đem nàng vách tường đông bởi vì thân cao nguyên nhân còn cố ý loan thắt lưng nói với nàng hai người cách tương đối gần có chút ái muội nhưng này ái muội nháy mắt bị ngu kiều đánh vỡ tiêu ngạn sơ cứng ngắc thân mình xem nàng mà ngu kiều thân mình ải một chút sau đó theo hắn cánh tay hạ vòng đi qua lui trở lại một bên còn dùng thủ phẩy phẩy trước mặt không khí nói chúng ta vẫn là vẫn duy trì thân cận an toàn khoảng cách tương đối hảo tiêu ngạn sơ ngươi ngươi quá đáng quá rồi tiêu ngạn sơ thật sự tức giận căm tức ngu kiều phía trước hắn còn có thể an ủi bản thân đó là ngu kiều cùng ngu gia từng có chương biểu hiện hiện tại này không chói lọi ghét bỏ bản thân thôi ngu kiều tỏ vẻ không muốn cùng hắn loại này không có tự mình hiểu lấy nhân đàm luận này đó chỉ là hỏi xin hỏi có chuyện gì không khóe miệng nàng còn mang theo lễ phép tươi cười, nhẹ bổng một câu, phản phất vừa mới sự tình nàng bỗng chốc liền quên sạch. Tiêu ngạn sơ bực mình, nhưng vẫn là trả lời. Ngươi vì sao đối với ngươi mẹ này thái độ? Ta cao hứng. Ngu kiều trả lời, nhân đến bản thân chuyên môn dùng để làm công cái bàn kia như là ở tìm một này nọ. Thật dài tóc dừng ở trên mặt bàn, ngoài cửa sổ sáng ngời ánh mặt trời chiếu tiến vào, tiêu ngạn sơ nhịn không được đến gần hai bước, nói ngươi như vậy sẽ bị người nói bất hiếu nàng nếu đòi tiền ngươi cấp là đến nơi ngu kiều xuất ra một văn kiện miệng hoàn toàn thất vọng nói đã nói dù sao không thể thiếu một miếng thịt ngươi người này thế nào như vậy tiêu ngạn sơ khí dậm chân rất có loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác hắn nói xong lại phi 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 hai hạ hắn sao lại thế này thái giám đâu tại đây khi ngu kiều đem một cặp hồ sơ đưa tới trên tay hắn nói thỏa thuận ly hôn, tổng cộng tam phân, ngươi ký tên, chúng ta liền có thể đi làm công chứng, sở hữu này nọ ta đều không cần, nhà ăn công ty cổ phần tính ngươi 40%, hiểu lâm 10%, một mình ta 50. Tiêu ngạn sơ ngây người, tay run có chút run run, nói chuyện cũng không lưu loát, có chút mờ mịt hỏi. Thế nào? Thế nào đột nhiên nói lên này? Ngươi không là luôn luôn muốn ly hôn sao? Vừa vặn ta cũng tưởng ly hôn, cho nên thành toàn ngươi. Ngu Kiều nhíu mày nói, hắn là có mệnh định người, hiện tại bản thân cũng có nhất định tài sản, liền tính tương lai nhà ăn trực tiếp đều làm không nổi nữa, nàng cũng có thể dựa vào này đó tiền tài sống sót. Tiêu ngạn sơ miễn cưỡng cười cười, ngay từ đầu bị đưa ra ly hôn hắn trước tiên là cao hứng, hiện tại lại lòng tràn đầy sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết không thể đáp ứng, bằng không sẽ mất đi rất trọng yếu gì đó. Hắn lắc đầu, nói, ngươi ngẫm lại, ta cảm thấy chúng ta như vậy tốt lắm. Ngu Kiều tìm tòi nghiên cứu xem của hắn thần sắc, chần chờ nói. Ngươi thích ta. Làm sao có thể? Tiêu ngạn sơ lập tức lớn tiếng phủ nhận, đùng một tiếng đem trong tay cặp hồ sơ rơi trên mặt đất, lại cuốn quyết nhặt lên đến, đứng lên liền đi ra ngoài, nói. Ta nhớ tới công ty còn có việc, đi trước. Hắn đi bay nhanh, trong tay nhanh nắm chặt kia cặp hồ sơ, chỉ phút đều trở nên trắng, Thứ này suốt môn hắn liền muốn đã đánh mất, ly hôn làm cái gì, này không là tốt lắm sao? ngu kiều cao mày xem tiêu ngạn sơ bóng lưng suy tư về, nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm a, à, chính là trong ngày thường ở chung cũng tốt lắm khống chế đang bình thường hợp thuê giả quan hệ thượng, theo không nói nhiều, trừ bỏ cùng nhau ăn cơm. đại bộ phận thời điểm tiêu hiểu lâm cũng là ở, hắn làm sao có thể thích bản thân đâu? ngu kiều làm không rõ chỉ có thể cho rằng nam chính đều là thích không thích bản thân nữ hài nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai ngu kiều tiếp tục đi công tác mở nhà ăn buổi sáng bận rộn thời gian qua sau hai giờ chiều chung ngu kiều cùng tiêu hiểu lâm cùng nhau chuẩn bị đi cách vách thẩm mỹ viện mát xa một chút chỉ thấy trước mặt đi đến một cái gận thật to kiểu tóc còn mang theo kính trâm mỹ nữ hai người không hẹn mà cùng nhìn sang tiêu hiểu lâm nhìn hai mắt nhìn không được nói tẩu tử Thế nào với ngươi có chút giống nha." Ngu Kiều dừng lại, chờ đối phương đi tới, miệng nói: "Này là của ta song bào thai tỷ tỷ Ngưu Na nha." "A, là nàng a." Tiêu Hiểu Lâm giật mình, nàng cũng không biết cụ thể tình huống, lúc trước vốn nên là nàng cùng ca ca có hôn ước, bất quá sau này bị Ngu Kiều tiệt hồ, Tiêu Hiểu Lâm có chút xấu hổ, lung tung tìm đề tài, nói: "Nàng không là xuất ngoại sao?" "Không là a." nàng cùng bạn trai bỏ trốn. Ngu Kiều dường như không có việc gì nói, lúc này Ngu Na cũng đi đến trước mặt nàng, phi thường có tư thế đem kính trăm tháo xuống cười hít mắt nói. Kiều Kiều, thật lâu không thấy. Ngu Na sau Ngu Kiều gầy một điểm, nhưng chỉnh thể mà nói, vẫn là giống nhau như đúc, duy độc hai người một cái hóa trang, một cái không hóa trang, lúc này bọn họ chính ở trên đường, bên cạnh đi ngang qua mọi người nhịn không được xem hai mắt, sau đó than thở một câu này gia nhân đều cái gì nhan giá trị a à? Ngu Kiều cũng lộ ra một cái ngu na đồng khoảng tươi cười, mở miệng câu nói đầu tiên đã đem ngu na đau điểm trạc trung, nàng nói. Thế nào không cùng trâu văn thành bỏ trốn? Ngu na tươi cười cứng đờ, thượng kiều môi đỏ độ công chậm rãi biến mất, tiêu hiểu lâm ôm cái miệng nhỏ nhắn ở một bên trận to mắt nhìn tình cảnh này, hảo kích động A, à, luôn cảm thấy có một hồi tê bức đại chiến. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 34 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiêu hiểu lâm suy nghĩ nhiều, mọi người đều là người văn minh, làm sao có thể tê bức đâu. Ngu kiều trở nên cùng trong trí nhớ không giống với, ngu na tươi cười không có, nguyên bản chắc chắn lòng có chút không, nàng hơi hơi nhíu mày nhu nhu huyệt thái dương, nói. Nào có cái gì bỏ trốn, chẳng qua là cùng bằng hữu cùng ra nước ngoài chơi đùa, chơi đã sẽ trở lại, các ngươi muốn đi đâu. Thật lâu không thấy, chúng ta tỉ muội cũng tụ một chút, lúc này hiểu lâm, lâu như vậy không thấy, quả nhiên nhiều hấp dẫn. Nàng dùng một đống lời nói đến che giấu bản thân xấu hổ, tiêu hiểu lâm đối ngoại nhân cũng là một cái lễ phép hảo hài tử, khách khí cười cười, nói. Cám ơn khích lệ. Ngô Kiều không muốn cùng nàng cùng đi mát xa, sẽ ảnh hưởng mát xa hiệu quả, nàng nghiêng đầu đối tiêu hiểu lâm nói ngươi trước tự mình đi ta nói với nàng một chút nói chướng mắt diễn tiêu hiểu lâm có chút đáng tiếc nhún nhún vai cùng hai người đánh tiếp đón bản thân đi một bên thẩm mỹ viện mà ngu kiều tắt cùng ngu na đi bên kia quán cà phê ngu na tươi cười một lần nữa dương đi lên trong lòng nhẹ nhàng thở ra muội muội còn ăn này nhất chiêu là tốt rồi các nàng muốn một cái phòng một người điểm nhất tách cà phê mặt đối mặt ngồi xuống Ngu na tao nhã liêu liêu tóc, nói. Trong khoảng thời gian này ngươi trải qua không sai. Hoàn hảo. Ngu kiều khiêm tốn cười cười, dựa vào ở sau lưng trên sofa xem nàng biểu diễn. Ngu kiều không tiếp lời, ngu na có chút không thể nói rõ đến, nàng nghĩ nghĩ bản thân nhìn đến tin tức, nhìn không được nói. Ngạn sơ tự hồ thích ngươi. Ngu kiều cúi mâu nhìn một chút, nàng nắm cái cốc ngón tay ở bất an động, phỏng chừng là có yêu cầu muốn đề nàng nghĩ nghĩ nói không có a à, hắn bị ta đánh mấy đốn liền thành thật mà thôi a à. ngu na nho nhỏ kinh hô một tiếng cho rằng bản thân nghe lầm có chút không thể tin xem ngu kiều ngu kiều tươi cười khuếch đại buông cà phê thanh âm có chút nhảy nhót nói ta hơn một năm nay đều đang luyện võ hiệu quả không sai ít nhất hắn đánh không lại ta ngươi ngươi không là đang luyện trù nghệ sao ngu na có chút không biết cái gì cùng này muội muội trao đổi thế nào cảm giác thật xa lạ a à? đều cùng nhau a à? trù nghệ cũng muốn điên trước thật cần khí lực ngu kiều gật gật đầu cũng không phủ nhận ngu na tươi cười triệt để biến mất khẩn trương sắc theo trên mặt đều lộ ra đến đây trời ạ à, nàng đã hơn một năm không thấy làm sao lại biến thành như vậy nàng sẽ không đánh bản thân gặp ngu na không nói chuyện Ngu Kiều có chút kỳ quái, hỏi. Ngươi tìm đến ta sẽ không thật sự đến ôn chuyện. Ta cảm thấy giữa chúng ta cũng không có gì tưởng tự. Thế nào nói như vậy đâu. Ngu Na có chút xấu hổ đem buông xuống tóc phóng tới sau tai, nói. Ngươi có phải không phải đang trách ba mẹ bất công ta? Ngươi có biết, ta? Không có, ta không trách, còn có việc sao? Không có việc gì ta phải đi về nghỉ ngơi. Ngu Kiều làm bộ muốn đứng dậy. Ngu Na vội vàng kéo nàng thẩn cầu nói. Kiều Kiều, giúp tỷ tỷ một phen, cho ta mượn một điểm tiền, một điểm là tốt rồi. Ngu Kiều hỏi. Bao nhiêu? Một ngàn vạn. Ngu Na nói, gặp Ngu Kiều nhíu mày, lập tức nói. Ngươi đều trực tiếp buôn bán lời nhiều như vậy, ta tin tưởng đánh thưởng cũng không chỉ này đó, ngươi còn có nhà ăn kiếm tiền, còn có tiêu gia ta tiền lại nhiều mắt mớ gì đến ngươi. Ngu Kiều bỏ ra tay nàng, nói. Ta liền không cho ngươi mượn, có thể đem ta làm sao bây giờ? Nếu không là ta, ngươi có thể có hôm nay. Ngu Kiều, ngươi đừng quá phận. Ngu Na trừng mắt nàng, căm giận nói. Ngu Kiều bất vi sở động, chỉ là nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy bản thân có thể cho ta cái gì? Ta. Ngu Na từ cùng, nàng có thể làm cái gì nếu không là cùng đường nàng làm sao có thể đi lại cầu nàng luôn luôn tối khinh thường nhân đâu ngu kiều ngươi xem ta là ngốc vẫn là ngốc đâu sẽ đem tiền cho ngươi tái kiến ngu na có chút tuyệt vọng không quan tâm đem ngu kiều lay không nhường đi đi phẫn trung mang theo vài phần tuyệt vọng nói không được của ngươi tất cả những thứ này đều là của ta vốn nên là của ta vậy ngươi đem tiêu gia thiếu nải nải vị trí cho ta. Lúc trước là ta nhường đưa cho ngươi, hiện tại ta muốn trở về. Ngu Kiều suy cười một tiếng, nói. Tuy rằng ta cũng rất tưởng đưa cho ngươi, nhưng thật sự bất lực, hôn thú thượng tên là Ngu Kiều. Nói đến này, Ngu Kiều bỗng nhiên ngây ra một lúc, lúc trước ký tên thời điểm là nguyên chủ, có phải hay không xuất hiện bút ký không giống tình cảnh. Bất quá này ý tưởng dây lát lướt qua, Nàng búng ngu na ra quán cà phê, đương nhiên vẫn là tốt lắm tâm đem tiền trao. Chậm một bước ngu na thất hồn lạc phách đi ra. Bỗng nhiên một đôi người trẻ tuổi tình lữ đi tới, thấy ngu na, ngay ra một lúc, nói: "Chủ bá, là mỹ vị nhà ăn chủ bá sao? Hai chúng ta đều là của ngươi phan, có thể ký cái danh sao? Chúng ta theo khắc thành thị chạy tới, đáng tiếc của ngươi điếm hiện tại không là buôn bán thời gian." ngu na vựng hồ hồ bị để trái trước mã khắc bút trái tim kinh hoàng có chút không hiểu kích động hỏi ký cái gì liền viết mỹ vị nhà ăn kiều kiều thì tốt rồi nữ hài hai tay tạo thành chữ thập nhỏ giọng nói xin nhờ xin nhờ ta thật sự thật thích ngươi ngu na cắn răng một cái liền ký ký thượng sau kia đối tình lữ nói với nàng chúng ta đi trước phụ cận tìm cái nhà trọ để sau tới dùng cơm Chủ bá cố lên A à. Cám ơn Ngu na cứng ngắc cười Sau đó tại kia hai người đi rồi U hồn dường như trở về trong nhà Lôi kéo mẹ nàng nói Mẹ, ngươi nói ta cùng ngu kiều giống như Nếu biến thành ngu kiều người khác nhận ra được sao Ngu mẫu giật nảy mình Trừng lớn đôi mắt kinh hô nói Tịnh nói này đó mê sản Sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm Lúc trước vốn là của ngươi Kết quả chính ngươi dám không cần Ngu na lắc đầu, nhanh cầm chặt ngu mẫu thủ kiên định nói. Ta chưa nói mê sản, ta nói là thật sự, nếu ta thành ngu kiều, về sau nhất định sẽ nhường tiêu gia giúp ngu gia, mẹ, nhất định phải giúp ta. Ngu mẫu thần sắc khẽ nhúc nhích, do dự một chút, nói. Hảo, kia, làm sao bây giờ? Ta đến nghĩ biện pháp, chỉ cần đem ngu kiều bắt đến là tốt rồi. Ngu na khẽ cắn môi, nói. Ngu Kiều tuy rằng luyện một năm, nhiều nhất đánh nhất hai nam nhân, nếu nhiều người đâu. Nàng cũng không tin. Ngu Mẫu gật gật đầu, nói. Ta với người ba nói một chút. Ngu Na tắt cấp tốc trở lại trong phòng bắt đầu của nàng kế hoạch, đầu tiên là bề ngoài, hai người ngủ quan cơ bản giống nhau như đúc, chỉ cần thoáng làm một điểm thay đổi, liền sẽ không có vấn đề, đến lúc đó bắt được Ngu Kiều, về ở tiêu gia ở chung tình huống, ép hỏi nàng thì tốt rồi nàng chính vùi đầu kế hoạch, bỗng nhiên di động vang, tiếp đứng lên vừa thấy, quả nhiên là Chu Văn Thành, điện thoại bên kia, Châu Văn Thành nói. Thân ái, thời gian không nhiều lắm, nếu tiền lại không tới tay, này ảnh chụp ta liền đều phóng đi ra ngoài. Ngu na trắng mặt, cắt cao cắn môi dưới để cho mình trấn định xuống, mới nói. Ta sẽ đưa cho ngươi, chờ một chút, ta mới vừa trở về. Hảo, ta lại chờ hai ngày, khả ngàn vạn đừng làm thiên kim tiểu thư tọa cái gì đều quên. Châu Văn Thành tiếp tục uy hiếp nàng. Ngu Na cuốn quyết nói. Một tuần được không? Liền một tuần. Vậy tăng giá, một ngàn năm trăm vạn. Làm sao ngươi không đi thưởng A? Ngu Na sụp đổ gầm nhẹ, trống hoàng lại che miệng sợ bị người nghe thấy. Hắc hắc, nếu ngươi không cho được, ta sẽ. Châu Văn Thành đáng khinh cười, treo điện thoại ngu na nắm di động thủ đều đang rung rung trong mắt bi phẫn nàng không ngừng ở trong lòng an ủi bản thân rất nhanh rất nhanh nàng sẽ không là ngu na chính là ngu kiều không có việc gì không có việc gì nhưng là an ủi xong rồi vừa hận bản thân lúc trước nàng làm sao có thể yêu như vậy một người cặn bã đâu ngu na nhịn không được nhắm mắt lại nghĩ đương thời những chuyện kia nàng mang theo không ít tiền tài cùng châu văn thành bỏ trốn nhưng là chờ ly khai nhà ấm mới phát hiện hết thảy cùng bản thân nghĩ tới không giống với bên ngoài xã hội so nàng đối ngu kiều đùa dẫn tâm tư tàn khốc gấp trăm lần theo trên người tiền tài dùng hết ngu na bắt đầu sợ hãi lại phát hiện châu văn thành thật là không biết kiếm tiền nhất sự không thành phía trước ở trường học cái loại này tài ba tựa hồ đều không có cao không thành thấp không phải xấu hổ nhường hai người đều không có công tác miệng ăn núi lỡ nhất là ngu na tiêu tiền tiêu tiền như nước nhưng nàng lúc đi ra cùng cha mẹ ầm ỉ một trận, chi phiếu đã sớm bị đông lại. Châu Văn Thành bắt đầu đi ra ngoài tìm một ít giá rẻ công tác, Ngu Na tắt tiếp tục chơi bời lêu lỏng, miễn cưỡng qua một trận, mỗi thứ đi ra ngoài khi, nghe thấy bị người nói nàng giống như ai ai ai. Lúc đó nàng tâm niệm vừa động, đi qua hỏi một chút, mới phát hiện nàng cho tới bây giờ khinh thường muội muội cư nhiên hiện tại trải qua tốt như vậy, đều thành võng hồng, mỗi ngày đánh thưởng liền so trâu văn thành tân tân khổ khổ công tác tiền nhiều nhiều lắm. Bởi vì ghen tị, trong lòng nàng bắt đầu bất bình hành, hơn nữa trong lòng sợ hãi, nàng bắt đầu cùng trâu văn thành cãi nhau, cuối cùng ầm ỉ ầm ỉ, kia cắn răng cứng rắn chống đỡ ý chí biến mất không thấy, nàng phải đi về. Lại cố tình bị trâu văn thành phát hiện đánh nàng một chút, sau đó liền đánh lên nghiện. Lúc này nàng mới nhìn minh bạch trâu văn thành nhân phẩm, hắn sở dĩ cùng với nàng, kỳ thực không là yêu, mà là vì ngu gia gia sản. Ai chẳng biết nói ngu gia nhị nữ nhi không thảo ngu gia cha mẹ thích, tương lai tài sản đại đầu khẳng định là ở ngu na trong tay. Ngu na muốn chạy, hắn tự nhiên mặc kệ, vì thế ngu na đã đem ngu kiều sự tình nói với hắn, nói nàng chỉ là trở về lấy tiền tới được. Châu Văn thành đầu óc vừa chuyển, liền bắt buộc nàng vỗ các loại hạn chế cấp gì đó, sau đó lấy này uy hiếp nàng, thân thể của nàng cùng Ngu Kiều trên thân thể đều có một rõ ràng bớt. Ngu Kiều là sau thắt lưng chỗ vết sẹo, lúc trước rơi vào cái ao kém chút đã chết, nàng tốt lắm sau dỗ Ngu Kiều trèo cây làm cho nàng đến rơi xuống khi hoa thương. Chính nàng còn lại là đại. Chân chỗ, lúc đó rơi vào trong nước bị bể bơi bên cạnh phân ra lưu lại. Tại kia trong màn ảnh, cố ý chiếu rõ ràng. Bất quá hiện tại không quan trọng, chỉ cần nàng trở thành Ngu Kiều, Ngu Na sẽ không tồn tại các nàng là nhất giống nhau song bào thai, chỉ cần tiếp xúc không sâu nhân, là đều phát hiện không đến, Ngu Kiều bản thân cũng nói, nàng cùng tiêu ngạn sơ không có cảm tình. Ngu Na đóng chặt mắt, cánh môi bị nàng cắn trắng bệt, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta cũng không có biện pháp. Mà Ngu Kiều còn lại là ở cân nhắc bức bách tiêu ngạn sơ ly hôn. Tiêu ngạn sơ người này, có chút trốn tránh hình nhân cách, gặp được sự tình, nếu không nghĩ đối mặt vậy tận lực đừng đối mặt, hắn hiện tại, còn chưa trải qua nguyên chủ tra tấn, không có đổi thành thục, không có đêm này nhất khuyết điểm cấp sửa lại đi lại. Lúc trước hắn không muốn kết hôn, nhưng ở cha mẹ yêu cầu hạ vẫn là kết hôn, nhưng hôm sau cũng không cùng Ngu Kiều cùng nhau, sau này hai lần Ngu Kiều đưa ra ly hôn, hắn cũng đều là trốn tránh dường như né tránh. Nàng liền chuẩn bị trực tiếp rời đi quên đi, dù sao chết sống không quay về, tiêu gia cũng không thể đem nàng làm sao bây giờ. Vào lúc ban đêm, Ngu kiều ngay tại trên mạng sưu nửa ngày cuối cùng xác định tương lai định cư thành thị trong tay nàng không hề thiếu tiền tìm một ba bốn tuyến thành thị độ ấm thích hợp phong cảnh mê người như vậy cũng có thể cuộc sống tốt lắm về nhà ăn trực tiếp sự tình nàng cùng hát trực tiếp xin phép nửa tháng bên kia cũng phê chuẩn sau đó nàng liền trực tiếp treo xin phép thông cáo không có mở lại trực tiếp nhà ăn cũng trực tiếp đưa bọn họ đều sa thải phát lại bổ sung một tháng tiền lương đem nhà ăn đóng cửa. Tiêu Hiểu Lâm cùng Tiêu Ngạn Sơ đều thật buồn bực nàng vì sao phải làm như vậy, ngu kiều trực tiếp hai chữ. Mệt mỏi. Hai người liền không nói chuyện rồi. Mỗi ngày không sai biệt lắm 400 phân đồ ăn, quả thật rất lụy nhân. Nhất là Tiêu Ngạn Sơ gần đây tựa như không mặc mũi thấy nàng, mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong, còn muốn chạy tới phòng tập thể thao một chuyến, luyện đến buổi tối 90 điểm mới trở về. Ngu Kiều đối này chỉ là cười cười. Một tuần đảo mắt liền trôi qua, Ngu Na lòng nóng như lửa đốt, nàng cùng ba mẹ nàng tìm 10 vạn ở Ngu Kiều tiểu khu cửa đổ nhân, kết quả. Một tuần không gặp nàng xuất ra, xuất. Tức chết cá nhân, không mở nhà ăn, hàng này có phải không phải không tính toán xuất ra. Cả ngày liền trạch ở nhà. Tiểu khu quản lý nghiêm cẩn, phi tiểu khu hộ gia đình, căn bản không thể vào đi, Ngu Na cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại nàng sốt ruột khi, bỗng nhiên tiếp đến mai phục người ta nói thấy Ngu Kiều xuất môn. Nàng kích động kém chút nhảy lên, vội nói. Mau, xem đúng thời cơ, đem nhân đưa nói tốt địa phương. Không thành vấn đề. Người nọ trả lời, treo điện thoại, cùng các huynh đệ sử cái ánh mắt, một đường liền đi theo Ngu Kiều. Mà Ngu Kiều sở dĩ xuất ra, là vì nàng kế hoạch tốt lắm phải rời khỏi nàng là thật không biết ngu na muốn sử dụng này nhất chiêu nếu biết nếu biết nàng cũng sẽ không thể phối hợp ngu kiều hai tay trống trơn phản phất chỉ là đơn giản đi ra ngoài chuyển động một chút nàng trọng yếu chứng minh thư các văn kiện quần áo chờ này nọ đều ở trong không gian để vì không làm cho bọn họ trước tiên phát hiện ngu kiều quần áo cũng chỉ dẫn theo tam bộ làm tắm rửa đi ra tiểu khu liền đánh cái trực tiếp đến sân bay vừa xuống xe bỗng nhiên một người nam nhân liền xông lại lôi kéo nàng nói. Vang cầu ngươi đừng đi, theo ta trở về, ta về sau không bao giờ nữa dính vào. Hắn nói chuyện thời điểm liền lôi kéo Ngu Kiều hướng bên kia đi. Vây xem nhân nhìn hai mắt cũng không nhiều xem, Ngu Kiều tự nhiên biết không đúng, trước tiên nhất chân đá bay cánh tay hắn, xoay người bỏ chạy. Sau đó lại có hai người đi lại, một nam một nữ, trung niên bộ dáng, bộ dạng một bộ thành thật dạng nói. Con dâu, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cả nhà đều đi lại, quên đi. Ngu Kiều không nói, chỉ là banh mặt né tránh bọn họ hướng bên trong chạy, đặt sau nhất ba nhất ba nhân đi lại, đều kêu chị dâu nàng tỷ tỷ, một hai cái không thành vấn đề, ba bốn cái Ngu Kiều cũng có thể miễn cưỡng trải qua, nhưng như vậy một đám người, nhất là một đám đều là tráng niên, Ngu Kiều giật mình thủ liền phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Nàng rốt cục không kềm được nói. Cứu mạng A, phiền toái báo nguy hỗ trợ báo nguy, cảm tạ phí một ngàn. Huynh đệ, đừng, này thật là ta phụ nữ, bất quá ta làm việc gì sai, cho nên nàng muốn chạy. Trong đó một người nam nhân lập tức hoảng, vây quanh Ngu Kiều vòng luẩn quẩn lui càng chặt. Ngu Kiều đem bên người muốn đi lại kéo nàng nhân trực tiếp một cái quá kiên suất, biên suất biên kêu. Hỗ trợ báo nguy sau, nhất vạn khối, tuyệt đối không kém trướng. Lúc này sân bay bảo an cũng nghe tin đi lại, gặp nơi này có nhân nháo sự, trực tiếp đem cùng nhau đưa bọn họ vây đứng lên. Này nhóm người phát hiện không thích hợp muốn chạy, Ngu Kiều trực tiếp đem nhân lôi kéo không nhường đi. Vì thế, bọn họ một đám người đều vào cảnh cục. Bởi vì sự tình làm lớn, còn bị nhân phát đến trên mạng, Ngu Kiều bộ dạng bản cũng rất nhiều yêu võng nhân biết, bỗng chốc thượng hót sớt. Đang ở phòng tập thể thao rèn luyện tiêu ngạn sơ còn tại chạy bộ cơ thượng huy mồ hôi như mưa, sau đó từ giáo luyện lấy di động đi lại, mặt trên là một cái video clip, hắn nói. Ngươi mở ra nhìn xem. Tiêu ngạn sơ có chút không rõ chân tướng mở ra, vừa vặn thấy trong clip ngu kiều cùng mấy nam nhân đánh nhau, bị vây ở bên trong nhường báo nguy bộ dáng. Hắn sợ tới mức trực tiếp theo chạy bộ cơ thượng ngã xuống tới, đứng lên trước tiên hỏi giáo luyện. Ở đâu cái cảnh cục? Sân bay bên kia, ngươi tra một chút bản đồ từ giáo luyện lực bất tòng tâm. Tiêu ngạn sơ cũng không nhiều lưu lại, trực tiếp cầm bản thân gì đó liền chạy về đi, cũng không thay y phục phục, mặc tập thể hình chuyên nghiệp trang phục liền lái xe đi qua. Tốc độ vẫn là đáng giá khen ngợi, ở ngu kiều tiến vào cục cảnh sát bất quá một giờ, ghi chép vừa mới làm xong, tiêu ngạn sơ liền chạy tới. Ngu kiều đang nghĩ tới muốn hay không bản thân lại đến một chút vé máy bay. Hiện tại sự chậm trễ này, thời gian đều bỏ lỡ cảnh sát tiểu tỷ tỷ còn đi lại nói muốn nàng kêu gia nhân đi lại, ngu kiều phi thường lưu loát thốt ra. Ta là cô nhi. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Ta xem quá ngươi trực tiếp. Hiện tại cảnh sát đều xem trực tiếp sao? Ngu kiều xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nói. Thực không có, ta không là cô nhi hơn hẳn cô nhi. Tìm ai cũng không tốt, tiêu ngạn sơ tối hợp pháp, cũng không hợp lý, tiêu hiểu lâm nhất tìm, Tiêu gia cả nhà tuyệt đối oanh động, lại nhìn những người khác. Nàng liên hệ phương thức đều giống như không có. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ đang muốn nói quên đi, chỉ thấy Tiêu Ngạn sơ đi lại, nói: "Xin hỏi ngu Kiều nữ sĩ ở?" Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt còn tại chung quanh xem, bỗng chốc liền thấy ngồi ở bên kia ngu Kiều, lập tức đã chạy tới thân thiết nói: "Ngươi không có việc gì?" "Không có việc gì." Ngu Kiều bài trừ một cái tươi cười hỏi cảnh sát tiểu tỷ tỷ, nói. Ta trên luật pháp trượng phu đi lại, có thể rời đi sao? Cảnh sát tiểu tỷ tỷ đưa qua một cái bản muốn hắn ký tên, ký hoàng tự ngu kiều tìm được hỗ trợ báo nguy người nọ, là cái muội tử, nàng lục hoàng ghi chép chính phải rời khỏi, ngu kiều ngăn đón nàng cho nhất vạn. Thật là vạn phần cảm tạ a. À. Sau đó muội tử vui tươi hớn hở tiêu sái, tiêu ngạn sơ lại đến hỏi một chút về tình tiết vụ án chuyện, bất quá cảnh sát bên kia không có cấp ra cái gì minh xác trả lời chỉ nói còn tại thẩm vấn có rồi kết quả hội điện thoại thông tri đã như vậy hai người liền cùng rời đi cảnh cục ngu kiều vô hạn chột dạ dọc theo đường đi cũng không nhìn hắn chỉ là xem ngoài cửa sổ đáng tiếc không có tránh thoát đi xe đến ga ra tiêu ngạn sơ cũng không giải khóa xem nội trong kính chiếu hậu ngu kiều trầm giọng hỏi làm sao ngươi đi sân bay phía trước cả đầu đều là sợ nàng xảy ra chuyện cảnh tượng đợi đến cảnh cục thấy nàng bình an vô sự hỗn độn đầu óc rốt cục thanh tĩnh tiêu ngạn sơ phản ứng đầu tiên là vì sao lại ở sân bay xảy ra chuyện ngu kiều đẩy một chút nhóm phát hiện quả nhiên là khóa nàng bất đắc dĩ thở dài nói thật xin lỗi ta là chuẩn bị bất cáo nhi biệt ngươi tiêu ngạn sơ trước tiên cởi bỏ dây an toàn tức giận xoay người xem nàng vốn sẽ không tiểu nhân hai mắt trừng lớn đều hận không thể sinh nuốt nàng dường như ngu kiều thật chân thành xin lỗi hoàng nói bởi vì ta muốn ly hôn ngươi không đồng ý ta đây chỉ có thể tay làm hàm nhai để cho mình quá muốn cuộc sống đại bảo đâu ngươi như vậy thích đại bảo đều không cần sao tiêu ngạn sơ nghiến răng nghiến lợi nói kỳ thực hắn muốn nói là bản thân nhưng thật túng phát hiện giống như một năm qua nàng thật sự không thích bản thân mà đối với đại bảo cho dù ngu kiều lại vội nên cùng đại bảo chơi đồ ngủ tiền thời gian cũng sẽ không thể thiếu trừ phi là đại bảo bị ôm đi tiêu gia nhà cũ bên kia nàng làm hết thảy chính là một cái trân trọng đứa nhỏ mẹ tiêu ngạn sơ không thể tin nàng cư nhiên sẽ chọn trực tiếp đào tẩu ngu kiều mím môi ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ nói nhân sinh của ta là ta bản thân quyết định cho dù hắn là hài tử của ta cũng không thể ngăn cản ta theo đuổi ta nghĩ muốn cuộc sống. Hơn nữa ta cũng không nghĩ triệt để đoạn tuyệt quan hệ, tương lai chờ thật sự ly hôn, ta cũng hội thường xuyên đi lại nhìn hắn, đương nhiên, nếu ngươi không thích, ta đây không đi tới cũng xong. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm ơn thân ái Đắc Tiểu Thiên Sứ, sao sao sao. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35. 35 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngu Kiều thật sự thật xác định bản thân vô pháp cùng với tiêu ngạn sơ. Thứ nhất, tiêu ngạn sơ tính cách quá mức kiệt ngạo, thuộc loại nắm trong tay nhất loại hình, cho dù hắn hiện tại rất ngây thơ, trong khung cái loại này ham muốn khống chế vẫn là có thể cảm giác được. Thứ hai, hắn là nguyên chủ nam nhân, điểm ấy vô pháp thay đổi, nàng cũng đã chiếm nguyên chủ thân thể, thế nào còn có thể giữ lấy nam nhân của nàng cho dù có nguyên chủ yêu cầu, Ngu Kiều bản thân trong lòng kia một cửa cũng qua không được. Chẳng bao lâu sau, làm Ngu Kiều vẫn là cái mối tình đầu thiếu nữ khi, có cái nam sinh cùng nàng thổ lộ, thiếu niên thanh tuyển ôm nhu, Ngu Kiều là chuẩn bị đáp ứng, kết quả phát hiện thiếu niên bạn gái trước là nàng tốt đồng học, nháy mắt kia một chút trung động không có. Đúng, chính là biến mất nhanh như vậy. Nhất tưởng đến nàng nếu thật sự cùng này thiếu niên ở cùng nhau, hai người dắt tay, nàng trước tiên hiện lên tuyệt đối là nàng hảo đồng học khuôn mặt hôn môi thời điểm đều có loại cùng nàng hảo đồng học gián tiếp hôn môi lỗi thấy hơn nữa nàng tốt lắm đồng học cơ bản mỗi ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng vì thế ngu kiều cẩn thận suy tư một chút quyết đoán buông tha cho lúc đó mọi người bao gồm của nàng cái kia đồng học đều khuyên nàng đồng ý nàng cũng không có nhã ra không qua được trong lòng kia quan vẫn là đừng miễn cưỡng mà tiêu ngạn sơ đã bị lời của nàng tức giận đến cả người đều giận dữ nghĩ tới đi hung hăng đem nàng gục nhưng là hắn đối lập một chút hai người vũ lực giá trị nhịn xuống đến đây cởi bỏ xe khóa có loại buông tha cho dãy dụa thỏa hiệp hương vị ly hôn là không có khả năng hy vọng ngươi tài cán vì đại bảo tưởng một chút ta nghĩ hắn nhất định rất muốn một cái hoàn chỉnh gia cái khác ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó ta sẽ không miễn cưỡng ngươi gì sự lời này ý tứ đã đem hạng cuối phóng thật sự thấp ngu kiều nhíu mày tuy rằng nàng cũng tưởng nhưng là nàng tam quan vẫn phải có đỉnh này hữu danh vô thật hôn nhân liền tính gặp để ý nhân nàng cũng không thể thực làm cái gì nha ngu kiều không đi xuống tiêu ngạn sơ xem nàng thấy nàng tự hồ còn không mãn có chút sụp đổ nói lúc trước là ngươi nói muốn kết hôn là ngươi nói yêu ta muốn cùng ta vĩnh viễn ở cùng nhau hiện tại đứa nhỏ đều sinh hạ đến đây còn đáng yêu như thế cứ như vậy hảo hảo qua ngày không tốt sao ngu kiều bị hắn trống lên vừa thông suốt ngắn mũi ngay người sau buồn bã nói nhưng là ngươi lúc trước bản thân đề muốn ly hôn a à, lại nói ta đã không thương ngươi tiêu ngạn sơ triệt triệt tóc ngắn sau này nhất dựa vào có chút vô lực nói ta lúc trước điên rồi được rồi ngu kiều cũng có chút phiền chán nàng nghĩ nghĩ nói vậy ngươi về sau gặp người trong lòng làm sao bây giờ không có khả năng. Tiêu ngạn sơ quyết đoán nói, hắn rất gầy, mặt nhất banh đứng lên, hàm dưới cốt cách liền thập phần xông ra, hắn hầu kết chuyển động từng chút, cuối cùng nói. Xuống dưới về nhà, chúng ta hòa hảo, từ nay về sau chúng ta hảo hảo qua ngày được không? Ngu kiều trầm mặt hai giây, đi xuống đến đây, cùng sau lưng hắn chậm rãi đi trở về. Mãi cho đến vào phòng, đi đến bản thân cửa phòng, ngu kiều mới nói. Lúc trước ngươi không thích, liền muốn ly hôn, hiện tại ngươi thích liền không ly hôn, tiêu ngạn sơ, trên cái này thế giới không có chuyện tốt như vậy, cái gì đều tùy theo tính tình của ngươi đến, thích của ngươi ngu kiều đã chết, phía trước sự tình ta vô pháp nói nguyên không tha thứ, ta chỉ có thể nói, ta không thương ngươi, không nghĩ tiếp tục này hữu danh vô thật hôn nhân. Nói xong, nàng liền đi vào phòng quan hảo môn, tuy rằng nàng đã không chán ghét tiêu ngạn sơ, nhưng vẫn là vô pháp đưa hắn trở thành bản thân trượng phu này hôn nhân ký tên là nguyên chủ, mọi người tán thành kỳ thực cũng là nguyên chủ. Ngô Kiều tuy rằng trở thành các nàng, nhưng vĩnh viễn sẽ không đem bản thân cùng đối phương nói nhập làm một, cho nên ly hôn là phải. Phía sau xem cấp tốc quan thượng môn, tiêu ngạn sơ gắt gao banh mặt, trong mắt mang theo không cam lòng cùng một chút hối hận. Nếu lúc trước không có làm như vậy quá thì tốt rồi, cái gì đã chết bất tử, nàng chẳng qua là bị bản thân thương tâm ngoan, hết hy vọng mà thôi. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngu Kiều liền tiếp đến điện thoại, nói những người đó công khai, bọn họ là bị người thuê trảo Ngu Kiều đi mổ cái địa phương. Về phần thuê bọn họ nhân, là Ngu Na. Được đến tin tức này trong nháy mắt, Ngu Kiều liền minh bạch Ngu Na tính toán, tiêu gia thiếu nải nải vị trí chỉ cần nàng ngồi, lấy Ngu Kiều phía trước kinh doanh, tiền tài phương diện là không có khó khăn. Bên kia, cảnh sát còn tại hỏi. Ngu Kiều nữ sĩ, chúng ta tưởng hỏi một chút của ngươi cái nhìn. Khởi tố A, à, thế nào nghiêm trọng thế nào đến? Ngu Kiều nhanh mồm nhanh miệng nói. Bên kia biết kia hai người là song bào thai cảnh sát. Chúng ta hết thảy theo lễ công bằng tiến hành. Cám ơn. Ngu Kiều treo điện thoại, xoa xoa nắm tay, muốn đi tấu nàng một chút. Cũng không lâu lắm, Ngu gia cha mẹ một người tiếp một người gọi điện thoại đi lại, Ngu Kiều trực tiếp đều cấp kéo đen, khi hai người ở nhà không ngừng suốt này nọ, chỉ là suốt này nọ cũng vô dụng, nhân nha, phải vì bản thân làm chuyện phụ trách. bất quá chuyện này cũng bị không biết là ai nhân cấp phát đến trên mạng, bạn bè trên mạng, bao gồm một phần ngu kiều trực tiếp ra người xem đều đối ngu kiều cường ngạnh thái độ cùng đối gia nhân không lưu tình chút nào phát ra khiển trách. bình tĩnh hồi lâu rồi bộ thượng lại đây một chuỗi tiếng mắng. ngu kiều vốn là xin phép, nghĩ nghĩ vẫn là ở quê bộ thượng phát ra một câu nói. Ta đi pháp luật trình tự, các ngươi nên vì tội phạm biện giải thỉnh đi theo thẩm phán nói. PS. Bị đặc phỉ bán chờ phát đạt tới 500 điều cũng đủ ta khởi tố các ngươi. Vì thế, trong nháy mắt đại bộ phận mọi người an tĩnh lại. Tiêu ngạn sơ yên lặng cho nàng phát ra nhất vài thứ, đều là ngu gia cha mẹ tìm người hát nàng chứng cứ. Ngu kiều xem qua liền sang, không cần thiết làm cho này loại cha mẹ hao tâm tốn sức đời trước tuy rằng tô gia phụ mẫu cũng là cái hố nhưng tối thiểu đối nữ nhi vẫn là có một chút yêu chỉ là vì cùng sau này điều giáo một chút vẫn là rất nghe lời đời này cha mẹ não đường về ngu kiều làm không hiểu cho nên cũng không cùng bọn họ giao tiếp bất quá đem chuyện này giải quyết về ly hôn chuyện ngu kiều vẫn là không nghĩ lại tha đi xuống yên tĩnh hai ngày gặp tiêu ngạn sơ đều không có trở về Ngu Kiều liền trực tiếp tìm được tiêu thị bên trong đi. Nàng đã tới một lần, lần này đại gia cũng coi như đều nhận thức Ngu Kiều, không ai ngăn cản, ngược lại nhiệt tình đem tiêu ngạn sơ văn phòng nói cho nàng. Ngu Kiều chỉ là mặc một thân đơn giản quần dài ngắn tay, xem tựa như cái vừa tốt nghiệp sinh viên, thập phần thanh thuần, công ty nhân chờ nàng đi qua đều nhịn không được ở sau lưng tán gẫu khởi bác quái. Khó trách tổng giám đốc mỗi ngày đúng hạng tan tầm, dài đẹp mắt như vậy, có thể không đúng hạn về nhà sao. Một ít hiểu biết nội tình mọi người lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, lúc trước vị này thiếu phu nhân lấy trong bụng đứa nhỏ bức hôn sự tình, lão viên công đều có nghe thấy, bọn họ thậm chí còn riêng về dưới đánh đố này hôn nhân có thể chống đỡ bao lâu. Tiêu ngạn sơ văn phòng là hờ khép, ngu kiều nghe thấy bên trong không thanh âm, liền trực tiếp đẩy cửa ra, đối phương còn sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt khẽ biến, nói thế nào đi lại? Ngu Kiều quét mắt, văn phòng quả nhiên không có khác nhân, liền nói. Đến thương lượng một chút ly hôn chuyện. Nàng nói chuyện thời điểm thuận tiện đóng cửa lại, cũng không cần hắn tiếp đón, liền đến một bên trên sofa ngồi xuống, một đôi mắt thúc giục nhìn về phía hắn. Tiêu ngạn sơ ít hầu phát nhanh, nhìn nhìn trước mặt máy tính, cũng đã vô tâm công tác, cuối cùng chỉ có thể suy sụp cười, đứng dậy đi đến bên người nàng, nói trước kia là ta sai lầm rồi ta quá mức vô liêm sĩ nhưng hiện tại ta đã tưởng hảo 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 qua ngày ngươi vì sao không thể cho ta một cơ hội nói thật thấy hắn cái dạng này đối với này tiểu thiếu gia mà nói cũng thật là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép ngu kiều vẫn là sẽ có chút không đành lòng chỉ là nàng lại không hiểu cảm thấy buồn cười ngươi ý tứ là ngươi lãng tử hồi đầu ta liền nhất định phải tha thứ ta không có ta chỉ là hắn muốn vì bản thân biện giải cái gì kêu lãng tử hồi đầu hắn phía trước kỳ thực chưa bao giờ lãng quá chỉ là có không biết từ đâu nói lên hắn ẩn ẩn biết ngu kiều để ý không là hắn lãng không lãng vấn đề ngu kiều thấy hắn nói một đôi đôi mắt đẹp chống lại hắn mang theo vài phần khẩn cầu hai mắt nghiêm cẩn nói lúc trước ta thích ngươi cho ngươi kê đơn thật xin lỗi vì bồi thường của ta xin lỗi ngươi nghĩ muốn cái gì đều được nhưng là này hôn vẫn là cách, bởi vì ta không thích ngươi, với ngươi tiếp tục bảo trì hôn nhân hội chậm trễ của ta. Tiêu ngạn sơ khí phát trung, cố tình không thôi khí, trái tim nơi đó còn triều triều đau, giống là có người ở dùng kim đâm thông thường, hắn nắm tay nắm gắt gao, trắng chặt răng trừng mắt ngu kiều, nói: Dựa vào cái gì lúc trước ngươi muốn kết hôn liền kết hôn, hiện đang muốn ly hôn liền ly hôn. Bồi thường. Làm sao ngươi bồi thường? nhưng là này hôn nhân không hề ý nghĩa, ta sẽ không thích ngươi, liền tính tiếp tục đi xuống, cũng bất quá là chậm trễ đối phương. Ngu kiều thanh âm vẫn là rất bình tĩnh, mặc kệ tiêu ngạn sơ như thế nào táo bạo. Nàng kỳ thực cũng có chút bất đắc dĩ, này đó là nguyên chủ làm, nhưng nàng đã tiếp nhận rồi thân thể của nàng, liền muốn nhận này hậu quả, chỉ là không rõ hắn vì sao không đồng ý ly hôn. Tiêu ngạn sơ tử cũng không nhả ra, bởi vì hắn biết, một khi ly hôn, hắn cùng Ngu Kiều, trên cơ bản sẽ không lại có gì cùng xuất hiện. Ta không đồng ý, lúc trước là ngươi trước muốn kết hôn, kia ly hôn chuyện, phải ta quyết định. Tiêu ngạn sơ banh mặt, lạnh lùng nói ra những lời này. Ngu Kiều nghĩ nghĩ, nói. Ở trên luật pháp có một loại ly hôn phương pháp, vợ chồng hai người ở riêng hai năm đã ngoài, có thể trực tiếp ly hôn, không cần thiết đối phương đồng ý, ta. Ngô Kiều vừa nói xong bản thân cuối cùng quyết định, nội tạng ngực đều là đau xót, phun ra một búng máu đến, cả người hơi thở nháy mắt quể oải, mềm yếu ngã vào trên sofa. Tiêu Ngạn Sơ mạnh mở to hai mắt nhìn, dạy ra nửa ngày, xong. Chân Nguyễn nằm sấp nằm sắp chuyển đi lại, hoảng sợ nói: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi báo nguy. Không đúng, 120. Xe cứu thương." Tiêu ngạn sơ tưởng chạm vào nàng không dám đụng vào, lấy điện thoại cầm tay ra đánh cấp cứu điện thoại thủ cũng là đang run rung, xoa bóp vài hạ cũng chưa ấn đúng, hắn triệt để hoảng thần, sau đó dương mắt nhìn nhìn ngu kiều, chỉ thấy nàng hai mắt đã nhắm lại, như là chết ngất đi qua. Hắn nuốt nuốt nước miếng, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, sau đó chậm rì rì đè xuống 120. Chờ ngu kiều lại tỉnh lại, đã là ba ngày sau, nàng tỉnh lại phát hiện bản thân ở bệnh viện không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là thủ vừa thử giật mình, cũng cảm giác được tựa hồ bị người cầm. Người nọ cũng cảm giác được, bỗng chốc theo trong mộng bừng tỉnh, có chút kinh hoảng xem nàng, lại vừa vặn chống lại ngu kiều còn có chút mê mông ánh mắt, trong nháy mắt, ngu kiều thấy đối phương cả người đều sáng. Tiêu ngạn sơ có chút kích động nói. Ngươi rốt cục tỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn. Ngu Kiều miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, đảo mắt liền tiêu thất, trên mặt hơn một chút hờ hững. Tiêu ngạn sơ cũng không quản này đó, chỉ cảm thấy nàng vừa tỉnh, thân thể còn có chút không thoải mái, hắn đè linh, chỉ chốc lát sau hộ sĩ đi lại, thấy thanh tỉnh Ngu Kiều, lại đi gọi bác sĩ đến kiểm tra một lần, cuối cùng nói cho nàng, trái tim của nàng xảy ra vấn đề, không thể vào đi kịch liệt vận động, không thể đi qua mệt nhọc đợi chút. Tuy rằng bác sĩ cũng tỏ vẻ thật nghi hoặc, Ngô Kiều thân thể 2 năm trước kiểm tra sức khỏe báo cáo rõ ràng thập phần khỏe mạnh, lúc này đây đột nhiên hộp máu sau liền kiểm tra ra bệnh tim, tuy rằng không là rất nghiêm trọng, nhưng là làm cho nàng từ đây cáo biệt khỏe mạnh nhân hàng ngũ. Ngô Kiều tự hồ cũng không ngoài ý muốn, thập phần lễ phép đồng thời sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi này một ít. Tiêu Ngạn Sơ đau lòng thu khó chịu, đặc biệt ở Ngô Kiều bình tĩnh như vậy thần thái hạ. Chờ bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh liền thừa hai người bọn họ khi, tiêu ngạn sơ nhịn không được hỏi. Ngươi là vì vậy bệnh mới theo ta ly hôn sao? Ngu kiều. Cái quỷ gì? Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi bản thân từ đây trở thành một cái bệnh tim người bệnh, nhưng vẫn là vô pháp lý giải tiêu ngạn sơ não đường về. Nàng nghĩ nghĩ, minh bạch này hài tử ngốc là vì nhớ tới cẩu huyết ngôn tình tiểu kiều đoạn, lắc đầu nói. Không là, ta cũng mới biết được bản thân có này bệnh thật sự tiêu ngạn sơ không quá tính bất quá điều này cũng không trọng yếu hắn nói ngươi yên tâm bác sĩ nói ngươi chỉ muốn hảo hảo dưỡng sẽ không đối với ngươi sống lâu cùng với bình thường cuộc sống tạo thành quấy nhiễu về sau ta cũng hội nhiều rút ra thời gian đến của ngươi ngu kiều lập tức nói không cần ta một người tốt lắm nàng nói xong sờ sờ đầu giường không có sờ đáo di động liền hỏi tiêu ngạn sơ tiêu ngạn sơ rất nhanh theo trong túi đem di động của nàng lấy ra ngu kiều nhìn nhìn quả nhiên là ba ngày hiện tại là giữa trưa liền đối với một bên luôn luôn dùng một đôi cọ lượng con ngươi xem bản thân tiêu ngạn sơ nói ta đói bụng phiền toái hỗ trợ gọi cơm hảo ngươi muốn ăn cái gì tiêu ngạn sơ lập tức lấy ra di động hỏi rau xanh ngu kiều trả lời tiêu ngạn sơ lại không là gọi điện thoại cho nhà ăn mà là cấp tiêu hiểu lâm nửa giờ sau tiêu hiểu lâm cùng tiêu mẫu dẫn theo một đống lớn đồ ăn đi lại tiêu mẫu thần sắc cũng phá lệ nhu hòa cho nàng đem bàn ăn cấp cố định hảo đồ ăn nhất nhất phóng đi lên miệng nói trước kia là ngạn sơ không tốt ngoạn tính đại chúng ta cũng xem hắn tuổi không lớn không có gia dĩ quản thúc về sau sẽ không hắn nếu không làm tốt ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta xem ta cùng hắn ba đi tức hắn cảm ơn ngu kiều cười cười không có phản đối ván giường bị diêu đứng lên tiêu hiểu lâm đưa lên chiếc đũa bọn họ những người khác cũng ngồi vây quanh tại bên người cùng cùng nhau ăn khẩu vị đều là nhẹ nhưng làm đều thật tinh tế vẫn là nóng hầm hập thức ăn ăn qua sau lại uống lên non nửa bát canh ngu kiều lại nằm xuống nàng ngực còn có chút đau đớn những người khác tắt ly khai tiêu ngạn sơ cũng có rất nhiều sự phải làm bác sĩ nói ngu kiều tỉnh lại liền sẽ không có vấn đề về sau chỉ muốn chăm sóc thật tốt là tốt rồi kia hắn cũng muốn vội đứng lên mau chóng đem công ty tiếp nhận ba hắn nói rất đúng hắn nên trưởng thành hiện tại ngu kiều đều ra chuyện này hắn cần phải mau chóng thành thục đứng lên làm một cái hảo trượng phu một cái hảo ba ba tiêu hiểu lâm ở bệnh viện cùng nàng bất quá thấy nàng nhắm mắt lại cũng yên tĩnh ở một bên đeo tai nghe ngoạn di động không ầm ĩ không nháo Ngu kiều tuy rằng từ từ nhắm hai mắt nhưng không có ngủ mà là suy nghĩ nàng cùng cái kia không biết tên nhân ván bài lúc đó ở tiêu ngạn sơ văn phòng học máu té xỉu sau nàng liền mất đi ý thức nhưng lúc này nàng thấy nguyên chủ nguyên chủ đang ở vui sướng khi người gặp họa xem nàng khanh khách cười không ngừng thế nào ta nói ngươi sẽ hối hận ngươi tiếp nhận rồi cơ thể của ta nên hoàn thành tâm nguyện của ta vậy ngươi đem thân thể cầm lại Ngu Kiều thản nhiên nói, tự hồ cũng không thèm để ý có thể hay không sống sót. Trên thực tế, nàng đối này đích xác thật vật hệ, có thể sống, rất tốt, dùng thân phận khác nhau thể hội bất đồng trải qua, bất đồng cảm tình, cơ hội như vậy quả thật rất khó, nhưng nếu muốn vi phạm tâm ý của nàng, làm cho nàng làm không thích chuyện, khi nàng vẫn là đi đầu thai. Nguyên chủ tiếng cười trác nhưng mà chỉ, giận trừng mắt ngu kiều, tự hồ không nghĩ tới còn có thể như vậy. Ngô kiều cũng không thúc giục chỉ là thật bình tĩnh chờ kết quả nhưng mà đợi nửa ngày đã thấy nguyên chủ không cam không nguyện biến mất thủ nhi đại chi là một đoàn màu trắng sương mù rất nhanh kia sương mù bắt đầu nói chuyện ngươi liền thật sự không đồng ý làm về cảm tình nhiệm vụ ta muốn là thuận theo tự nhiên nếu ta thích không thành vấn đề không thích cho dù tử cũng không làm ngu kiều trả lời nàng đối với mấy cái này không hay biết kia sẽ không cần sợ hãi, nên chết thì chết, nên sống liền sống. Sương mù quay cùng một trận, thanh âm lại xuất hiện, hơn một chút bất đắc dĩ. Ngươi hẳn là đoán được, ta không thể thương hại ngươi. Ngu kiều gật đầu, của nàng xác thực có chút đoán, đến đến nơi đây, trên thân thể thống khổ một điểm đều không biết, nàng nơi này linh hồn thể cũng là nàng nguyên bản linh hồn, lúc ban đầu bộ dáng. Hơn nữa nàng không có trực tiếp tử vong, thậm chí linh hồn cảm thụ không đến bất kỳ thống khổ sương mù nói nếu ngươi đồng ý ngươi ở cái thế giới kia thân thể không có gì vấn đề còn nhiều một cái xuất khí nhiều kim trượng phu hắn kỳ thực thật trung thành như vậy điều kiện rất nhiều nữ hài tử cầu mà không được ngươi cứ như vậy không ủng sức lực chiếm được không tốt sao nhưng là ta không thích ngô kiều vẫn là câu nói kia kỳ thực nguyên nhân chủ yếu không là này lúc đó nàng đối một lăng cảm quan cũng bình thường, nhưng là một lăng là chính nàng chọn lựa, hơn nữa tính cách ôn hòa trung hậu, phù hợp yêu cầu của nàng, này nam nhân, trên thực tế là người khác nam nhân, nàng cũng không muốn, cũng không tưởng về sau từng cái thế giới đều tiếp nhận một cái người khác nam nhân. Sương mù trầm mặt nửa ngày, nói, ta tìm nhiều năm như vậy mới tìm được ngươi như vậy một cái thích hợp hơn nữa nguyện ý phối hợp linh hồn, nói thật. Ta không nghĩ cứ như vậy buông tha cho ngươi kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy xuyên việt rất không sai. Ngu kiều lộ ra một cái tươi cười, tâm ngược lại càng ngày càng yên ổn. Sương mù truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, nói. Ta đây đánh với ngươi cái đổ, không ly hôn, cùng tiêu ngạn sơ hảo hảo ở chung đi xuống, hết hạn sinh mệnh cuối cùng một khắc, ngươi nếu đối hắn động tâm, liền đại biểu ngươi thua, về sau cảm tình nhiệm vụ ngươi không thể cự tuyệt, nếu không hề động tâm, đại biểu ngươi thắng, về sau cảm tình nhiệm vụ tùy ngươi cao hứng, như thế nào? Ngu Kiều cân nhắc một chút lợi hại, cuối cùng quyết đoán gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Sương Mù nói, đương nhiên, thế giới này, ngươi nên chịu trừng phạt vẫn là thừa nhận. Làm nó nói xong, Ngu Kiều tỉnh lại, ngực còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng đã ở bệnh viện, nàng liền đại khái đoán được, thân thể này thượng thống khổ, một khi nàng trở lại trên thân thể, nàng sẽ thừa nhận, bất quá này đều không trọng yếu, nàng càng muốn muốn là thắng. Tác giả có chuyện muốn nói. Rốt cục viết ra, phía trước luôn luôn không có nói rõ, chỉ nói nữ chính sẽ không thật sự cùng với hắn, bởi vì đề cập đầu mối chính, ở trong này nói một chút, sẽ không ly hôn, cũng sẽ không thể ở cùng nhau, nữ chính không có khả năng thật sự tiếp nhận người khác trượng phu, cho dù này người khác là nàng hiện tại dùng là thân thể, đến cùng vẫn là hai người vì làm cho ta ở quyển sách này kết cục có thể viên một cái đầu mối chính, cùng với về sau nhiệm vụ nữ chính đều không cần thiết để ý tới phương diện này vấn đề, cho nên này chuyện xưa viết ra. Về sau cơ bản sẽ không lại đề cập đầu mối chính, cho đến khi ta không nghĩ viết. PS Ta cảm thấy nguyên chủ cùng tiêu ngạn sơ cũng không tốt, nhưng nguyên chủ bản thân đều không so đo, ngu kiều cũng sẽ không thể vì nguyên chủ đi ngược hắn, ngược lại hội để cho mình bị thương. Đối với Ngu Kiều mà nói, nàng chỉ là thích dùng bất đồng thân thể thể hội bất đồng nhân sinh trải qua, nhưng thật sự muốn đem bản thân đại nhập nguyên chủ là không có khả năng, cho nên cũng sẽ không thể vì nguyên chủ lòng thấy bất bình, nhiều nhất như là xem giống nhau, đáng tiếc hai tiếng. Ờ, Nguyên chủ bản thân đều không so đo tình huống, Ngu Kiều là không có khả năng xen vào việc của người khác, quá tốt bản thân này là được, nhưng là nếu bọn họ đưa lên cửa tìm đến ngược, khi nàng cũng sẽ không thể trùng tay. Professor. Tiêu ngạn sơ đối ngu kiều bản nhân, thật sự nói không ít hư, hội tiểu ngược một chút, gần ngay trước mắt, xem tới được không chiếm được, mới là thật khó chịu. Đi xa, bất quá ngẫu nhiên tưởng lúc thức dậy khổ sở một chút, nhưng đối của hắn ngoan ngược là không có. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36. 36. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tưởng thắng kỳ thực rất đơn giản lại thật khó khăn bởi vì cảm tình không là từ bản thân khống chế chỉ là ngu kiều nhưng không có nhiều lắm lo lắng bởi vì nàng có thể là trời sinh đối tình yêu thiếu nhất chút gì rất khó động tâm nhất là một cái nàng chướng mắt nam nhân ở bệnh viện tỉnh lại sau vượt qua cái thứ nhất ban đêm chỉ có tiêu ngạn sơ cùng ngu kiều hai người tiêu ngạn sơ có vẻ hơi khẩn trương ngu kiều là ở tại đan nhân trong phòng bệnh có độc lập toilet cùng một trương bồi giường không gian cũng không nhỏ nhưng làm tiêu hiểu lâm rời đi sau tiêu ngạn sơ liền cảm thấy không khí đều trở nên có chút dinh dính hắn cẩn thận nhìn nhìn ngu kiều phương hướng thấy nàng đang ở một lòng một dạ ngoạn di động nhẹ nhàng thở ra đang muốn đi rửa mặt lại ở lấy bồn thời điểm không cẩn thận thủ trượt ban đương một tiếng bừng tỉnh ở trầm tư bên trong ngu kiều nàng nhìn sang chỉ thấy tiêu ngạn sơ cứng ngắc đối nàng cười cười lập tức cầm chậu đi vào nửa giờ sau hắn xuất ra mặc miên chất áo ngủ cả người đều nhu hòa xuống dưới mang theo vài phần ở nhà cảm hắn chính lau tóc vừa đi đến chính hắn trên giường cầm điện thoại ngu kiều nghĩ nghĩ không nhịn xuống mở miệng hỏi ngươi xác định không ly hôn tiêu ngạn sơ thủ rung lên di động đều kém chút rớt hắn bất đắc dĩ quay đầu kiên định nói ta nói rồi kết hôn ngươi đề ly hôn chỉ có thể ta đề ta không đồng ý đứa nhỏ đều có ly hôn làm cái gì? Ngu kiều nhịn không được hỏi. Ta có thể xác định ta không thích ngươi, về sau cũng sẽ không thích ngươi, ngươi thật sự nguyện ý tiếp tục này không có cảm tình còn hữu danh vô thật hôn nhân. Tiêu ngạn sơ dường như không có việc gì nhúng nhúng vai, nói. Khi có cái gì, lúc trước ta không thích của ngươi thời điểm ngươi còn không phải không đồng ý ly hôn, đổi cá nhân, ta cũng không phải nhất định sẽ thích A. Hảo, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ngu Kiều yên tâm, tiếp tục đi chơi di động. Cũng không gặp tiêu ngạn sơ cả người kia kinh hỉ bộ dáng, hắn mang theo một tia không thể tin cùng với đè nén không được mừng như điên vụng trộn nhìn về phía Ngu Kiều, thấy nàng đang nhìn di động, có chút thất lạc, nhưng vẫn là không che giấu được hưng phấn. Nàng rốt cục triệt để thỏa hiệp. Có lần đầu tiên thỏa hiệp, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Tiêu ngạn sơ kích động dơ chân, trái tim bang bang phanh kinh hoàng, nhưng là không thể khiêu, nhân thiết không thể băng, vì thế hắn nghẹn lấy ra di động, cấp bản thân ba cái bạn hữu gửi thư tính tức. Nàng nói không ly hôn. Quảng Thanh thấy tin tức, nở nụ cười, nói. Ta chỉ biết, xem. Đều loại tình huống này ở, làm sao có thể ly hôn, ly hôn ai chiếu cố. Mà gió lục địa còn lại là nói. Vậy là tốt rồi, hảo hảo qua ngày, thời gian lâu, nàng tự nhiên hội một lần nữa yêu của ngươi. Tả Văn Hạo suy nghĩ nửa ngày, nói. Chúc mừng. Tiêu ngạn sơ đưa lưng về phía Ngu Kiều, nhếch miệng ngây ngô cười, mà Ngu Kiều ngoạn di động khi vụn trộn ngắm hắn liếc mắt một cái, nội tâm hơn vài phần ấy nấy. Nàng cũng không biết như vậy đối hắn là đúng hay sai, chỉ có thể nói, huynh đệ, thực xin lỗi, đã nàng vô pháp làm tiêu ngạn sơ người yêu, vậy nỗ lực làm một cái thê tử cùng mẫu thân, nuôi lớn đại bảo, sau đó chờ thân thể này đại nạn đã đến, thắng được trận này ván bài. Ngày thứ hai, tiêu ngạn sơ kia ba cái huynh đệ liền đi qua xem ngu kiều, mang theo một đống các loại quà tặng, bất quá bọn họ cũng không thuộc, đợi lập tức ly khai. Mà ngu kiều thân thể đã ở trải qua tiến thêm một bước kiểm tra sau phát hiện cũng không có mấy vấn đề khác, trực tiếp xuất viện. Trong nhà cũng nhiều xuất ra hai cái người hầu, một cái hội một ít y học thường thức nữ nhân, một cái là chuyên môn nấu cơm A-di. Đại bảo cũng theo nhà cũ trở về, vừa nhìn thấy ngu kiều liền ba ba đã chạy tới ôm đùi nàng ủy khuất nói mẹ đại bảo rất nhớ ngươi nơi nào suy nghĩ ngu kiều cười hỏi nàng cúi xuống thắt lưng đang muốn đem nhân ôm lấy đến lại bị tiêu ngạn sơ thưởng trước một bước hắn giơ giơ lên trong tay tứ chi đạp nước đứa nhỏ nói đừng mệt đến trên sofa đi ngồi không có việc gì ngu kiều thái độ cường ngạnh đem đứa nhỏ tiếp nhận đến chuyện này đối với nàng mà nói cũng không tính kịch liệt vận động đại bảo bị ngu kiều ôm lập tức nắm chặt cổ áo nàng một tay chỉ vào ngực của chính mình nơi đó nói nơi này tưởng ngu kiều nghe xong vui mừng thân ái hắn khuôn mặt đại bảo càng dài càng đáng yêu cùng nguyên chủ trong trí nhớ đứa nhỏ đã cơ bản hai cái dạng thông minh hoặc bác đã đã hạ quyết tâm ngu kiều là tốt rồi hảo ở trong này cuộc sống bởi vì thân thể nguyên nhân tiếp tục một người mở nhà ăn hiển nhiên không thích hợp, vì thế lại mời một cái đầu bếp, cùng với một ít người phục vụ, cải biến một chút nhà ăn kinh doanh hình thức một lần nữa bắt đầu buôn bán. Đầu bếp bên kia, Ngu Kiều tay cầm tay dậy, mà bản thân, tắt chỉ là ngẫu nhiên bộc lộ tài năng, thuận tiện trực tiếp một ít cái khác này nọ. Hát trực tiếp bên kia xem qua của nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo sau cũng không nói cái gì, nhất là thấy nàng trực tiếp nhiệt độ vẫn chưa bởi vậy đi xuống, ngược lại thập phần ổn định ở Mỹ thực này một khối xương vương. Hết thảy đều thật thuận lợi, trừ bỏ về lần trước bắt cốc sự kiện, bởi vì động cơ không lớn, Ngu Na một mực chắc chắn là tỉ muội trong lúc đó ngoạn nháo, bởi vậy vẫn chưa phán bao lâu, mấy tháng liền xuất ra. Ở nàng xuất ra sau không lâu, một tổ cao thanh diễm chiếu bị báo danh trên mạng, ảnh chụp bên trong nhân cùng Ngu Kiều giống nhau như đúc. Ngu Kiều lúc đó còn chưa tiếp đến tin tức, liền tiếp đến tiêu mẫu điện thoại làm cho nàng trở về một chuyến sau đó đem này một chồng ảnh chụp giao cho nàng xem này không là của ta ngu kiều bất quá nhìn lướt qua liền thản nhiên trả lời tiêu mẫu yên lòng hỏi sao lại thế này có phải không phải cùng tỷ tỷ ngươi có liên quan ngu kiều gật đầu nói đúng ta đi cùng nàng nói chuyện đi trước tiêu mẫu còn tưởng hỏi lại hai câu chỉ tiếp ngu kiều chạy đến quá nhanh nghĩ vừa mới ngu kiều sắc mặt tựa hồ có chút không đúng sợ tới mức nàng trả lại cho con trai gọi điện thoại sợ con dâu làm cái gì việc ngốc tiêu ngạn sơ tiếp đến điện thoại trước tiên bác đánh ngu kiều di động bị treo lại đánh cấp lái xe lái xe nói ngu kiều làm cho hắn lái xe đi ngu gia sợ tới mức tiêu ngạn sơ cái gì cũng không quản trực tiếp lái xe vọt tới ngu gia kết quả thấy chính là ngu gia một mảnh hỗn loạn cảnh tượng nhất là ngu na, nằm trên mặt đất thảm hề hề ôm bản thân hai đầu gối kêu khóc, lộ ở bên ngoài trên mặt có thể thấy mặt mũi bầm dập, ngu mẫu tắt bị dây thường vây ở một cái cây cục kia, không ngừng đối với ngu kiều mắng. Tiêu ngạn sơ tiến vào sau thấy này cảnh tượng, bộ pháp không khỏi có chút chậm lại, hắn cẩn thận hỏi một chút. Ngu kiều, ngươi, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không đánh 120? Trên sofa, Ngu Kiều đang ngồi ở kia thở dốc. Ngu Kiều nhìn nhìn Tiêu Ngạn Sơ, rất là bình tĩnh nói. Không có việc gì, chính là vận giật mình. Đã cảnh sát trị không được hàng này, kia nàng liền bản thân đến, cư nhiên đời này còn dám đem nước bẩn hắt đến trên người nàng, thật sự là chưa ăn đủ đau khổ. Ngu Kiều vừa nhìn thấy này ảnh chụp đã nghĩ khởi nguyên chủ trong trí nhớ phát sinh chuyện, rõ ràng không là bản thân nàng, lại muốn nàng thừa nhận, ai bảo song bào thai bộ dạng giống nhau như đúc, nàng thân ở tiêu thị thiếu phu nhân vị trí, cũng là cái hào môn thiếu nải nải, lúc trước này ảnh chụp phát đến trên mạng, bạn trên mạng không rõ chân tướng, liên tiếp trào phúng tiêu thị. Sau này làm sáng tỏ, cũng không ai để ý tới, chỉ cảm thấy dù sao đều dài hơn một cái dạng, nói là ai cũng đi. Việc này phát sinh ở ngu kiều trên người, tự nhiên chính là một dòng tức giận, dù sao lần trước bắt cóc cũng chỉ là mấy tháng, nàng một mực chắc chắn đại gia là thân nhân, hơn nữa không có chứng cớ chứng minh nàng là muốn giết người hoặc là làm cái khác cái gì cảnh sát cũng không thể làm cái gì vì cấp bản thân báo thù ngu kiều liền trực tiếp bắt đầu trời đất bao la nắm tay lớn nhất nàng xông tới khi này hai nàng nhân còn tại cười hề hề tán gẫu ngu kiều thừa dịp các nàng không phản ứng trực tiếp đem ngu mẫu cấp buộc lại sau đó đãi ngu na liền quyền đấm cướp đá này hai nàng nhân sức chiến đấu vốn lại không được ôm nhu yếu ớt Ngu Kiều bản thân căn bản vô dụng sức lực, trái tim cũng không đau. Thích qua sau, Ngu Kiều nhu nhu huyệt Thái Dương xem này tàn cục, đang suy nghĩ nếu không trực tiếp đi, tiêu ngạn sơ liền vào được. Ngu Na còn tại kia anh khóc thúc thích khóc, Ngu Kiều nói. Đi, trở về. Tiêu ngạn sơ nhìn xem Ngu Kiều, lại nhìn xem Ngu Na, nói. Kia này. Không có việc gì, gia nhân trong lúc đó ngoạn nháo, ngươi nói đúng không đúng rồi, tỷ tỷ. Ngu kiều đá đá nàng, cảm giác được ngu na co rúng lại một chút, cười hiếp mắt nói. Thành thật điểm, bằng không đến lúc đó trực tiếp nhường ngu gia phá sản, ngươi liền thật sự không có gì cả. Ngu na dãy dụa ngẩng đầu xem nàng, hung hăng nói. Ta sẽ báo nguy. Tốt, ta chờ, cùng lắm thì đãi mấy tháng, chờ ta xuất ra, lại đánh ngươi một chút. Ngu kiều thản nhiên nhún nhún vai, nói thập phần quan côn, bất kể nàng hậu quả, trước thích lại nói. Ngu na bị dọa đến trực tiếp co rúng lại một chút, thậm chí cũng không dám lại cùng nàng nhìn nhau, sợ ngu kiều vẽ nhẫn tâm đi lên, lại đánh nàng một chút. Tiêu ngạn sơ lau mồ hôi, đối ngu kiều kia không có gì lo sợ tỏ vẻ kính nể, lôi kéo nàng liền rời đi, nói. Yên tâm, ta sẽ không làm cho nàng nhóm báo nguy. Ngu kiều. Gật gật đầu, đi theo hắn ngồi trên xe, tiêu ngạn sơ đem nhân đưa đến trong nhà, cũng không dám lập tức rời đi, mà là đem con trai ôm đi lại, đưa đến trước mặt nàng, nói. Ngươi xem đại bảo nhiều đáng yêu, không cần luẩn quẩn trong lòng. Ngu Kiều. Đã biết, ngươi đi làm. Ngu Kiều đem đứa nhỏ ôm tới trên tay, đối hắn ghét bỏ vẫy vẫy tay, đại bảo bỗng chốc đem Ngu Kiều bổ nhào vào hôn hai khẩu, mà tiêu ngạn sơ tắc buồn bực trời đi. Hắn còn không phải là vì Ngu Kiều hảo, tuy rằng hắn tiêu thị gia đại nghiệp đại, nhưng nếu sự tình thật sự tuôn ra đến Ngu Kiều Kỳ thực chiếm không được hảo Càng là nàng coi như là nửa công chúng nhân vật Chuyện này lặng yên không một tiếng động kết thúc Tiêu gia rất nhanh dùng thủy quân đem chuyện này trộn lẫn Lại căn cứ Ngu Na cung cấp manh mối vụn trộn đem Châu Văn Thành trảo bộ Bắt chẹt cũng là phạm tội Ở hai nhà nhân sử lực hạ Châu Văn Thành trong khoảng thời gian ngắn là ra không được Ngu gia cũng không có nếu chặt chuyện này không tha bởi vì tiêu ngạn sơ rất nhanh liên thủ ngu gia đối địch công ty cấp ngu gia tạo thành nhất định kinh tế đánh sâu vào ngu gia cha mẹ lập tức mang theo ngu na đến tiêu gia đến nhận lỗi chờ thương thế tốt lắm chuyện này cũng liền không có chứng cớ ngu kiều biết được kết quả bất quá nghe qua liền tính vẫn là tiếp tục quá bản thân này thời gian nhoáng lên một cái đại bảo ba tuổi sinh nhật qua đi không lâu ngu kiều đã đem nàng đưa đến tiểu khu phụ cận một nhà trong nhà trẻ Đứa nhỏ vừa lên học, nàng liền nháy mắt cảm giác thoải mái, thường thường còn có thể ước cùng tiêu hiểu lâm đi ra ngoài dạo phố. Một năm trước, Mạnh Hoài An tham gia một cái mỹ thực tiết mục, này tiết mục vừa vặn liền liên hệ Ngu Kiều, tỏ vẻ hợp tác. Ngu Kiều lập tức sẽ đồng ý, ở tiết mục ngày đó nhường ra phòng bếp đến, xem Mạnh Hoài An ở trong phòng bếp các loại quẩn thái, tiêu hiểu lâm bỗng chốc liền mất đi rồi đối này minh tinh nhiệt độ. Chủ yếu là thần hóa một người sau, nhìn đến hắn tiếp đất khí một mặt, hội bỗng chốc đem phía trước này não bổ đều cấp trạc phá. Tiêu hiểu lâm đối mạnh Hoài An cũng không có lúc trước cuồng nhiệt như vậy, bất quá vẫn là thật thích. Nàng ở cùng Ngu Kiều cùng nhau khai triển trực tiếp một năm sau trở lại trường học tiếp tục học tập, bất quá vẫn là vòng vo chuyên nghiệp. Mà Ngu Kiều ở cùng hát trực tiếp hai năm hiệp ước đầy sau, liền không có lại tục ước cũng không trực tiếp, chỉ là đúng hạn đi nhà ăn đi làm. Nhưng mà nói là đi làm, nàng hiện tại cũng cơ bản cái gì không cần làm, chỉ là phụ trách giáo đồ đệ. Nàng cũng không nhỏ khí, ai tới thỉnh giáo nàng đều dạy, vì thế này nhà ăn còn không có suy sụp, sinh ý luôn luôn không sai, hàng tháng còn có thể vì nàng kiếm không ít tiền tiêu vặt. Hết thảy đều trải qua thập phần bình tĩnh, chỉ là hôm nay Ngu Kiều ở theo nhà ăn trên đường về, nhìn đến mặt trên lộ vẻ vĩ đại áp phích, sửng sốt một chút. Áp phích là một cái điện ảnh, tên gọi làm, ác ma ở nhân gian, hiện đại kinh hài kịch, mặt trên là vài cái diễn viên chính bộ dáng, tối trung gian một cái nữ tử trang dung tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp, hồng. Môi kiều diễm, có vài phần ngự tỷ lại mang theo tiểu nữ nhi thẹn thùng, dung nhan xứng thượng khí thế thập phần lóng lánh. Ở một bên xứng thượng rõ ràng hai chữ nhường ngu kiều không khỏi nhíu mày. Tô ngưng, nữ chính xuất ra, không biết lúc này đây tiêu ngạn sơ nên làm cái gì bây giờ. Tô ngưng là ở điện ảnh bạo hồng sau, nhanh chóng trở thành đương thời hấp dẫn nữ tinh, nàng bạn trai trước rất nhanh sẽ đã chạy tới nhận thân, còn các loại uy hiếp cùng với bị đặt chờ, tô ngưng nhân khí ở cao nhất phong khi thanh danh rồi đột nhiên giảm xuống, sự nghiệp kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngu Kiều ở trên mạng tra xét một chút, nàng không làm gì chú ý vòng giải trí, cho nên đều không biết này điện ảnh đã xuất hiện. Điện ảnh ở nửa tháng trước vừa rồi ánh, rõ ràng là cái không nổi danh đạo diễn thỉnh không nổi danh diễn viên diễn, xem bình thản vô kỳ, kết quả trực tiếp ở chiếu phim 3 ngày sau thế cục bắt đầu xoay. Cuối cùng lấy 20 trăm triệu phòng bán vé hạ giá, diễn viên chính tất cả đều một lần là nổi tiếng. Hiện tại điện ảnh còn chưa có hạ giá nha, ngu kiều. Điểm điểm di động màn hình, trong lòng nghĩ muốn không nhìn tới một chút. Nếu tiêu ngạn sơ bản thân đưa ra ly hôn, kia đánh cuộc cũng không tính nàng thua. Không đợi ngu kiều hành động, tiêu hiểu lâm một cái tin tức phát đi lại, nói. Tẩu tử, ta đồng học đề cử này điện ảnh đặc biệt đẹp mắt, ta ngày mai nghỉ phép trở về cùng đi xem, sau đó xứng thượng có tô ngưng ảnh sân khấu điện ảnh bị mặt tiệt đồ. Ba năm này, Ngu Kiều thành công cùng Tiêu Hiểu Lâm phát triển trở thành hảo khuê mật, hai người thường xuyên ước cùng nhau chơi đùa, Ngu Kiều cũng lập tức hồi phục. Không thành vấn đề, ngươi đặt vé. Bên kia trở về một cái ok, thời gian cứ như vậy định ra rồi thứ sáu buổi tối rất nhanh sẽ đến, tiêu ngạn sơ chính ở nhà bồi đại bảo làm nhà trẻ bố trí thủ công bài tập, ba năm này mắt thấy tiêu ngạn sơ từng bước một thành thục đứng lên, lại không là cùng nguyên chủ trong trí nhớ như vậy mang theo vài phần lãnh khốc thành thục, mà là một loại ôn nhuận thành thục. Càng ngày càng giống một cái phụ thân rồi, mà không là một cái còn chưa có lớn lên tiểu thiếu gia. Gặp ngu kiều mặt chỉnh tề xuất ra, còn có chút nghi hoặc tiêu ngạn sơ hỏi. Ngươi đi đâu? Đi xem phim, Hiểu Lâm đi lại. Ngu Kiều đi qua nhìn phụ tử lưỡng đang đùa cái gì, miệng thuận miệng đáp. Tiêu ngạn sơ có chút cảm giác khó chịu nói. Cái gì điện ảnh A à, cũng không bảo ta. Ngươi cũng đi, mang theo đại bảo, gần nhất giống như tân chiếu phim một cái phim hoạt hình. Ngu Kiều thuận miệng nói. Tiêu ngạn sơ nghe vậy, cũng không chơi, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đặt vé, bất quá vì chiếu cố con trai vẫn là định phim hoạt hình, phim hoạt hình cũng xong A, à, dù sao thời gian giống nhau là có thể. Chờ 7 giờ rưỡi đến rạp chiếu phim khi, chính là ba cái đại nhân một cái hài tử. Tiêu ngạn sơ mặt hưu nhàn vận động y, đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ lưỡi trai, lưng đại bao sữa bột giấy nước tiểu khố linh tinh, ngu kiều cùng tiêu hiểu lâm thủ tay trong tay đi ở bên kia. Dọc theo đường đi đại bảo luôn luôn nháo, cho đến khi rạp chiếu phim, ngô kiều tọa ở một bên trên ghế ngồi đem đại bảo tiếp nhận đi thế này mới yên tĩnh một điểm tiêu ngạn sơ cùng tiêu hiểu lâm đứng tán gẫu thuận miệng liền hỏi đúng rồi các ngươi nhìn cái gì điện ảnh tiêu hiểu lâm nhìn một vòng rạp chiếu phim sau đó chỉ vào phía trước trên tường một cái quảng cáo nói này nha ác ma ở nhân gian tiêu ngạn sơ thì thào đi qua kết quả mới đi hai bước liền ngây ngẩn cả người sau đó lui về đến nói này vai nữ chính ta giống như nhận thức đang muốn xem kịch vui ngu kiều cây này nói tốt không quá giống nhau a à? tiêu ngạn sơ thấy thế nào đến mối tình đầu như vậy tự nhiên a à? tiêu hiểu lâm tắt một mặt ngạc nhiên nói ngươi nhận thức thế nào nhận thức tác giả có chuyện muốn nói ngày mai này chuyện xưa kết cục nhìn đến một cái đoạn tử áo lông tốt nhiều tiền nhưng cảm mạo dược chỉ cần mấy chục khối em đột nhiên nhớ tới, năm nay ta còn giống như không có cảm mạo phát sốt quá. Nghe nói nhân nha, muốn ngẫu nhiên bệnh một chút xếp độc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 37 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiêu ngạn sơ nghĩ nghĩ, nói Trung học một cái đồng học, tên giống nhau, bộ dạng cũng không sai biệt lắm, hẳn là một người. Tiêu Hiểu Lâm kinh ngạc vòng quanh hắn một vòng, miệng liên thanh tán thưởng nói. Ai nha, nhìn không ra đến A. À. Hai người cho nhau trêu ghẹo, mà Ngu Kiều khóe miệng trừ trừ, ông đại bảo không nghĩ lại nhìn hắn. Sẽ không nàng thật sự đem nam nữ chính cảm tình tuyến bương bướng. Điện ảnh xem xong, Tiêu Hiểu Lâm cầm giấy vệ sinh lau nước mũi, vừa khóc vừa cười, Ngu Kiều tắt nắm đại bảo chậm rãi đi theo, Tiêu Ngạn sơ nhịn không được cười nhạo nàng. Xem cái điện ảnh đều phải khóc, thật là vô dụng. Cút. Tiêu hiểu lâm giận dữ hết, sau đó một mặt thẹn thùng nói. Từ nay về sau, Tô Ngưng liền là của ta đầu tường. Truy tinh thiếu nữ hàng ngày đổi đầu tường. Ngu Kiều nở nụ cười. Chuyện này qua đi, hoặc nhìn ai cũng không đem Tô Ngưng để ở trong lòng, cho đến khi một tháng sau, toàn võng bắt đầu hát Tô Ngưng, cho dù Ngu Kiều không lên võng cũng có thể ở nhà ăn nghe thấy các thực khách thảo luận. Tô Ngưng lúc đó là không có công ty đại diện, thế đang lực bạc, cho nên bị đen cũng không năng lực phản bác, luôn luôn bị đen một tuần, Quảng Thanh kỳ hạ giải trí công ty cao điệu ký ước Tô Ngưng, hơn nữa trực tiếp phát tố tụng hàm đến này marketing hào, cùng với Tô Ngưng bạn trai trước đám người nơi đó. Tẩy bạch tin tức bá xuất ra sau vào lúc ban đêm, tiêu ngạn sơ cố ý ở trên bàn cơm khoe ra dường như đưa điện thoại di động lấy ra, trên di động ảnh chụp đúng là Tô Ngưng, Ngu Kiều đều cho rằng hắn muốn ngã bài, còn có chút kinh ngạc như vậy nhanh chóng. Liền nghe thấy hắn nói. Xem, này thật là ta đồng học, bất quá nàng gần nhất bị đen, ta liền cùng Quảng Thanh trôi chảy nhất lên một câu, Quảng Thanh đã đem nàng ký, còn nói cảm tạ ta cho hắn một cái tốt như vậy mầm. Ngu Kiều liền nạp buồn. Quảng Thanh không là với ngươi cũng là trung học đồng học sao? Hắn không biết Tô Ngưng đã từng nhận thức, sau này đã quên A, à, nếu không là ta trí nhớ hảo, đều trung học tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, lúc trước tô ngưng cũng không thích nói chuyện. Tiêu ngạn sơ đương nhiên nói xong, cuối cùng sắc mặt có chút lạ dị, lại cứ khi đó, ngu kiều cúi đầu ăn cơm, vừa vặn không phát hiện hắn cuối cùng biểu cảm. Tiêu ngạn sơ có chút chột dạ, hắn có thể nhớ kỹ tô ngưng, là vì năm đó cấp 3 học nghiệp bận rộn, hắn vốn là phản nghịch, cố tình vào lúc ấy lại ham chơi, không nghĩ tới yêu đương, cho đến khi bị người cười nhạo mau cản không nổi yêu sớm đuôi. Vì để cho mình không đến mức bị cười nhạo, tiêu ngạn sơ liền ở trong lớp nhìn chung quanh một vòng, tìm được tô ngưng thông báo. Vì sao tìm tô ngưng? Bởi vì trong bang tô ngưng học tập thành tích tốt nhất, luôn hạng nhất, hơn nữa tô ngưng bộ dạng đẹp mắt, vì thế liền nàng. Sau đó hai người ở cùng nhau một tháng, thi cao đẳng kết thúc, đoạn cảm tình này liền vô tật mà chết biết đến nhân cũng không nhiều quản thanh bọn họ vài cái cũng chỉ là biết hắn nói qua một đoạn luyến ái nhưng đối phương là ai hắn chết trắng răng quang không lộ ra may mắn chưa nói bằng không hiện tại liền xấu hổ ngu kiều đối bản thân ấn tượng hội càng nguy chuyện này coi như chưa bao giờ đã xảy ra mà ngu kiều tắc thật sâu đối kịch tình cùng với nguyên chủ trí nhớ tỏ vẻ ra hoài nghi tô ngưng là trùng sinh mà đến nàng lại nhất định tiên tri đời trước trải qua rất thảm đời này nàng thầm nghĩ hướng lên trên đi. Có thể là thật sự đời trước đem vận xấu đều dùng hết, lại dùng tâm cân nhắc quá kỹ thuật diễn, nàng luôn luôn đều thật thuận lợi, cho đến khi bị cặn bã nam hắt. Chỉ là không nghĩ tới cặn bã nam cư nhiên xuống tay nặng như vậy, mua được một đống thủy quân cùng giải trí đại vê hào hắt nàng. Tô ngưng lúc này không có tiền không nhân mạch, rõ ràng có chứng cớ, lại không ai hội để ý, liên tiếp bị hắt, ngẫu nhiên một hai cái phang vì nàng nói chuyện đều bị mắng không dám ra lại đầu đúng lúc này quản thị giải trí công ty vương bài người đại diện liên hệ nàng muốn ký ức tô ngưng là mộng quản thị danh dự tốt lắm cũng chưa bao giờ từng có nào hắc ám giao dịch truyền ra đến nàng đã nghĩ đổ một phen vì thế đi qua gặp mặt đối phương cấp điều kiện tốt lắm không cao không thấp hoàn toàn phù hợp của nàng tình huống hơn nữa hội cam đoan sẽ không nhường nghệ nhân xuất hiện cái loại này tiếp trụ nơi cô ngưng quyết đoán ký ước cũng đem bản thân đỉnh đầu chứng cứ lấy ra phối hợp người đại diện cùng nhau đánh một hồi xinh đẹp chiến tranh thành công xoay người sau nàng lại tham gia tống nghệ tiết mục lấy một thân phẩm mị lực hấp dẫn không ít phan ở mổ thiên về công ty khi vừa vặn gặp phải quản thanh lập tức đi qua nói lời cảm tạ quản thanh lại nói lão đồng học không cần cảm tạ cô ngưng sửng sốt nàng thật đúng không nhớ ra học sinh thời đại một lòng một dạ đọc sách tâm tư quá mức đơn thuần mới có thể bị cặn bả nam làm hại như vậy thảm bất quá như vậy nàng ngược lại càng an tâm hảo hảo công tác dùng bản thân giá trị qua lại báo nàng này lão bản kim lão đồng học thật lâu về sau tô ngưng đã thành công ty nhất tỷ tam kim ảnh sau ở vòng giải trí thần cách ổn định ngẫu nhiên cùng quảng thanh nói chuyện mới biết được chân chính giúp bản thân là một cái khác lão đồng học sau đó tiêu ngạn sơ bốn người cùng với tô ngưng còn có nàng đương thời bạn trai mạnh hoài an cùng nhau ăn cái cơm vừa vặn bị phóng viên chụp ảnh đến vì thế tô ngưng làm tiểu tam tiêu thị chủ tịch ra quỹ đương hồng ảnh hậu tin tức lập tức tuôn ra đến đây tin tức vừa ra tới ngô kiều bản nhân còn không nhận thấy được đại bảo tiêu hiểu lâm cũng đã trở nên không đúng buổi tối đại bảo đi ngủ tiêu hiểu lâm trở về Tiêu Ngạn Sơ bận rộn hoàng công ty sự tình lập tức nghiêm cẩn giải thích tình huống, Ngu Kiều mới biết được chuyện xấu chuyện. Bất quá sự tình rất nhanh đi qua, bởi vì bọn họ phơi mấy người tụ hội ảnh chụp, đồng thời Tô Ngưng tự mình công khai cùng Trung Quyển Nam phụ mạnh hoài an tình cảm lưu luyến. Sau này, Tô Ngưng kết hôn, trả lại cho Ngu Kiều cùng Tiêu Ngạn Sơ phát ra thiệp mời, Ngu Kiều đương nhiên mang theo Tiêu Hiểu Lâm, ở trong hôn lễ, nàng khóc tối hăng hái nhi, liên tiếp ồn ào của ta hai cái đầu tường cư nhiên kết hôn. Ô ô ô, ta cư nhiên còn có thể chứng kiến, quá tuyệt vời. Ngu kiều cười tủm tỉm đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay chúc phúc người mới, tô ngưng phẩm tính cốt lắm, cũng từng là ngu kiều thích vai nữ chính, nàng không chán ghét tô ngưng. Mà nguyên văn tình tiết theo tô ngưng kết hôn, triệt để bôn khác một cái phương hướng đi rồi, ngu kiều cũng không rối rắm nguyên văn. Tô ngưng kết hôn sau, ngu kiều ngày càng trải qua không có phập phòng, liền bắt đầu học tập cái khác tri thức. Nàng hiện tại đã có kỹ năng là trù nghệ cùng hội họa, bởi vì biết bản thân còn có thể xuyên việt rất nhiều lần, ngu kiều liền càng nghĩ, tìm lão sư kêu bản thân kinh tế học, trong đó bao gồm cổ phiếu đợi chút, nếu là về sau xuyên việt đến một người bình thường gia, nàng phải dựa vào này đó kiếm tiền. Ngay từ đầu tiêu ngạn sơ cùng tiêu hiểu lâm còn số chết ngăn cản ngu kiều, bởi vì sợ nàng sao cổ mệt trái tim chịu không nổi dù sao sao cổ tuy rằng đến tiền mau, nhưng thua thiệt nhanh hơn. Bất quá hiển nhiên bọn họ nghĩ tới, tiền tài đối với ngu kiều mà nói cũng không trọng yếu, không có tiền, nàng còn có thật nhiều loại phương pháp đông sơn tái khởi. Ngô kiều có tư bản, ở học tập sau, liền dùng theo nhà ăn cùng trực tiếp lý kiếm đến tiền dùng để khảo sát bản thân học tập thành quả, đến nàng tuổi già, đỉnh đầu 300 vạn tiền vốn đã biến thành vài tỷ, đương nhiên không chỉ có là cổ phiếu, còn có khác đầu tư đợi chút. Ngay từ đầu kỳ thực nàng lỗ lã rất nhiều, bất quá ở kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, cùng với sau này học càng nhiều, lại không lo lắng hội không có tiền, lớn mật rèn luyện bản thân, lỗ lã liền mỗi một ngày giảm bớt, cho đến khi sau này biến thành lợi nhuận. Làm tiền nhiều hơn, lấy ở trên tay cũng vô dụng, Ngu Kiều liền bắt đầu hướng làm từ thiện đường. Cả đời này, tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân, không có đổi thành đại phú hào hoặc là lão tổng nhưng nàng cũng là cái ẩn hình phú hào trứ danh từ thiện gia chờ lớn tuổi hồi tưởng cả đời ngu kiều tự giác trải qua cũng không có bao nhiêu tiếc nuối trừ bỏ đối mặt tiêu ngạn sơ nam nhân đều là một cái mâu thuẫn thể vừa nói không để ý nhưng là thời gian dài quá trong lòng vẫn là hội để ý ngu kiều không là thật sự nói một chút mà thôi nàng muốn thắng được đánh cuộc đương nhiên sẽ không đối tiêu ngạn sơ có gì động tâm, lúc trước không ly hôn điều kiện tiên quyết cũng nói được tốt hảo, tiêu ngạn sơ lúc đó đều đáp ứng rồi. Nhưng là thật sự phát hiện Ngu Kiều đã đem hắn trở thành một cái bạn cùng phòng, hai người phân phòng ngủ, ở chung bên trong, Ngu Kiều vĩnh viễn không thể thiếu khách khí dùng từ, thông tin lục bên trong, tên của hắn chính là tiêu ngạn sơ ba chữ. Trong ngày thường cũng sẽ không có nhiều lắm khơi thông, nàng càng yêu thích một người đợi học tập hoặc là nghỉ ngơi, tiêu ngạn sơ căn bản chen vào không lọt đi của nàng hàng ngày cuộc sống, thậm chí ở toàn bộ trong nhà, trừ bỏ đại bảo cùng tiêu hiểu lâm hai người có thể được đến nàng thật tình tươi cười, những người khác đều là lễ phép khách khí. Tiêu gia cha mẹ ngay từ đầu hội để ý, sau này đã nghĩ mở, lúc trước bọn họ trước không có mở rộng cửa lòng tiếp nhận ngu kiều, hiện tại ngăn cách đã sinh, nàng không tha thứ cũng là tình lý bên trong. Nhưng tiêu ngạn sơ có chút chịu không nổi, Hữu danh vô thật hôn nhân tiến hành đến thứ tư năm, liền bắt đầu ngôn ngữ gian thử muốn ở cùng nhau ngủ, còn lôi kéo đại bảo bơi chung nói, trong lời nói tựa như bị thê tử quan đến phòng khách ngủ trượng phu, đáng thương hề hề lại mang theo vài phần lấy lòng. Bởi vì thân thể trái tim nguyên nhân, ngu kiều ở nhà thời gian rất nhiều, mỗi ngày chính là xem các loại kinh tế phương diện bộ sách, lúc đó nàng đang ở học tập một quyển kinh tế học, nghe xong tiêu ngạn sơ cùng đại bảo lời nói, Ngu Kiều buông bút con ngươi trầm tĩnh xem hắn, nói. Nếu ngươi không tiếp thụ được như vậy hôn nhân, có thể đưa ra ly hôn. Đánh cuộc là nói nàng không ly hôn, nhưng nếu tiêu ngạn sơ ly hôn vậy không thành vấn đề. Ngu Kiều ánh mắt thậm chí mang theo vài phần chờ mong, đem tiêu ngạn sơ khí giận sôi lên. Chúng ta rõ ràng là vợ chồng, ngươi không thể như vậy hoàn toàn không để ý của ta cảm thụ. Ta cũng vậy cái bình thường nam nhân. Tiêu ngạn sơ ôm con trai lỗ tai, giận dữ hết, đây là hắn từ đạt thành hiệp nghị sau lần đầu tiên tức giận. Ngô Kiều Hảo tỳ khí gật đầu, lại ở Tiêu Ngạn Sơ vừa dâng lên một điểm hy vọng sau lập tức nói: "Trước tiên là nói hảo, hôn nội cường." Giang cũng là phạm pháp, còn có trái tim ta không chuẩn ngươi vừa động thủ sẽ tử, lại nói: "Ngươi muốn thư giải, bên ngoài nhiều nữ nhân thật sự muốn ta giúp ngươi gọi cuộc điện thoại kêu hai cái tới sao?" Tiêu Ngạn Sơ trắng mặt, ngươi có phải không phải ở oán ta lúc trước dẫn người trở về giận ngươi? Ta không có thật sự chạm vào các nàng. Ngu Kiều đưa tay làm cái tạm dừng thủ thế, đánh gãy lời nói của hắn, nói. Ta biết, nhưng ngươi cũng hẳn là nhớ được, ta nói rồi, thích ngươi yêu của ngươi Ngu Kiều đã chết. Ngu Kiều trầm ngâm vài giây chung, bổ sung thêm. Nghe nói qua hai mặt sao? Ta kỳ thực xem như hai mặt, bất quá chủ nhân cách sau này buông tha cho thân thể này nắm trong tay quyền. Tiêu ngạn sơ khiếp sợ thân thể lui về phía sau nhất quan quan, trên mặt biểu cảm hay thay đổi, mâu quan kịch liệt chớp động, cuối cùng giống là có chút không tiếp thụ được, hắn đem đại bảo buông chạy đi. Đại bảo bị tiêu ngạn sơ một loạt động tác sợ tới mức đều nhanh khóc, ngu kiều chạy nhanh đem đứa nhỏ ôm đi lại dỗ tốt lắm, mới nhường A-di dẫn hắn đi xuống chơi đùa, mà bản thân, tiếp tục đọc sách lên lớp lão sư mới vừa đi không lâu, để lại một cái bài tập, muốn nàng phân tích 10 năm trước một hồi thương chiến. Ngu Kiều nghiêm cẩn đứng lên, là thật chuyên chú, bởi vậy này nhất vội, liền trực tiếp đến buổi tối, tiêu ngạn sơ còn chưa có trở về, Ngu Kiều cũng không quản, ở ngô mụ muốn nói lại thôi biểu cảm trung, bản thân làm hai cái đồ ăn, cùng đại bảo ăn này hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong mang theo đại bảo tắm rửa, cùng hắn chơi một lát trò chơi, thế này mới dỗ hắn đi vào giấc ngủ nàng đối đại bảo làm được một cái mẫu thân nên làm nhưng là tiêu ngạn sơ có chút thê tử nghĩa vụ nàng vẫn là không thể nhận cho nên chỉ có thể cam đoan bản thân không ra sằng bậy cho hắn đội nón xanh là được hợp với vài ngày tiêu ngạn sơ đều không có trở về chờ hắn trở về thời điểm râu ria sồn sàm xem thập phần chật vật nhìn thấy ngu kiều đầu tiên mắt hắn khàn khàn thanh âm mở miệng nói ta còn có thể nhìn thấy nàng sao Ngu Kiều sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới ngày đó nàng có lệ tiêu ngạn sơ lấy cớ, giả cười một chút, lắc đầu nói. Thật có lỗi, nhưng về sau nàng đều sẽ không xuất hiện, ta thành chủ nhân cách, sẽ không lại làm cho nàng xuất hiện. Tiêu ngạn sơ con ngươi giật giật, mang theo vài phần hy vọng hỏi. Khi ngươi chừng nào thì xuất hiện? Đại bảo sau khi sinh 15 ngày. Sở hữu hết thảy đều bị sâu chuỗi ở cùng nhau, tiêu ngạn sơ đầu óc ông một tiếng, trợn tròn mắt, khó trách hắn theo khi đó bắt đầu liền cảm thấy ngu kiều như là thay đổi cá nhân mà hắn thích là trước mắt này không thích của hắn ngu kiều mà không là lúc trước cái kia thương hắn yêu hèn mọn ngu kiều trong hiện thực có rất ít nhân sẽ tưởng đến mượn xác hoàng hồn linh tinh thần quái sự kiện đại đa số nhân hội đem mấy thứ này quy tội nhân cách phân liệt ngu kiều lợi dụng điểm này triệt để làm cho hắn tin nàng cùng nguyên chủ kỳ thực là hai người cách một cái thương hắn yêu phải chết một cái đối hắn không có bất kỳ tình yêu. Tiêu ngạn sơ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, một lăng lăng tiêu sái đến bản thân phòng, lập tức cuộn mình ở trên giường, hai tay ôm trái tim, sắc mặt thống khổ khó coi, hô hấp dồn dập, khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt chảy ra, hắn cả người phản phất ở thừa nhận rất lớn tra tấn một loại. Lúc này tiêu ngạn sơ trong đầu luôn luôn quanh cũng một cái phương diện này chuyên gia nói một câu nói người tài ba cách phân liệt nhân thông thường tuổi nhỏ chịu quá rất lớn kích thích có thể nhường chủ nhân cách buông tha cho bản thân tình huống cũng đồng dạng là kích thích quá đại làm phu nhân hẳn là liền là tình huống như vậy kỳ thực xem như nhân cách phân liệt án kiện lý tương đối thông thường bất quá chủ nhân cách hẳn là không về được đúng vậy tiêu ngạn sơ rời đi lâu như vậy không dám trở về một cái là nhất thời không tiếp thụ được ngu kiều nói cái loại này tình huống cái thứ hai chính là tra tìm về tinh thần phân liệt bộ sách. Tìm vài ngày, hắn đại khái có một ít ý nghĩ sau liền tìm được phương diện này chuyên gia, đem ngu kiều tình huống nói một chút, hắn đã sớm điều tra quá ngu kiều cùng ngu na sự tình, sở hữu sự kiện kết hợp ở cùng nhau, chuyên gia làm kết luận chính là Ngu kiều quả thật có bệnh tâm thần phân liệt, chủ nhân cách yếu đuối nguyễn nhu, ái mộ tiêu ngạn sơ, thứ nhân cách cường thế bá đạo, đối tiêu ngạn sơ không có bất kỳ cảm giác, thậm chí mổ ta phương diện đối hắn có chút bài xích chuyên gia tổng kết nói này hoàn toàn phù hợp hai mặt tình huống các nàng hai cái vừa khéo góc bù tiêu ngạn sơ có chút không tiếp thụ được suy súp nhiều thiên đều không đi làm chỉ là đãi ở nhà ngẫu nhiên thấy ngu kiều xuất hiện ánh mắt liền gắt gao đi theo giả nàng tiêu gia nhân cũng đều lo lắng không thôi một đám đi lại nói bóng nói gió ngu kiều đều một mực nói không biết hắn bộ dáng ngu kiều xem ở trong mắt nhưng không có chút dao động nên ăn ăn nên uống uống cuối tuần còn mang theo đại bảo đi khu vui chơi chơi thoáng cái buổi trưa buổi tối lại ở bên ngoài ăn cơm xong mới trở về hai người trở về lúc trên mặt đều lộ vẻ vui vẻ tươi cười vừa vào cửa liền chống lại tiều tụy không chịu nổi tiêu ngạn sơ đại bảo lo lắng quá khứ muốn an ủi hắn nhưng là tiêu ngạn sơ lại chỉ là gắt gao xem ngu kiều khóe mắt còn chưa triệt để thốn đi nếp nhăn trên mặt khi cười, và dây loại sau sụp đổ chạy trở về phòng. Hắn rốt cục xác định người này thật sự một điểm đều không quan tâm bản thân, không phải là bởi vì hậm hực chứng, không phải vì đối bản thân lạc mềm buộc chặt. Ngày thứ hai buổi sáng đứng lên, tiêu ngạn sơ mặt chỉnh tề xuất hiện tại trên bàn cơm đi theo ngu kiều cùng đại bảo cùng nhau ăn cơm, cùng dĩ vãn giống nhau ôn hòa trả lời đại bảo vấn đề, phản phất vài ngày nay đều không có phát sinh gì sự, vẫn là cùng dĩ vãn giống nhau, chỉ là không lại đề làm thực vợ chồng chuyện này. Hắn không nghĩ ly hôn, cho nên chỉ có thể giả bộ như vậy làm dường như không có việc gì, chẳng sợ mỗi một lần thấy Ngu Kiều, trái tim sẽ trừ trừ đau đớn, tựa như ở tự ngược giống nhau. Ngu Kiều cũng chỉ cho rằng không biết, tiêu ngạn sơ ở không đề cập cảm tình thời điểm, vẫn là một cái không sai bằng hữu, ít nhất Ngu Kiều không chán ghét hắn. Bao nhiêu năm sau, làm hai người đều đã tuổi già, tiêu ngạn sơ cũng đem cảm tình chuyện buông xuống, hiện thời con cháu cả sảnh đường lại nói khác đã không trọng yếu nhưng trong tươi cười vẫn là mang theo chút tiếc nuối ta thật xin lỗi tiền nửa đời đối với ngươi làm chuyện như vậy làm ngu kiều trước một bước bị bệnh nằm ở trên giường bệnh bị bác sĩ tuyên cáo bệnh tình nguy kịch thông tri sau tiêu ngạn sơ đuổi đi sở hữu con cháu đối ngu kiều nhẹ giọng nói tuổi trẻ chuyện quay đầu xem đều có đều tự không thành thục tiêu ngạn sơ cũng minh bạch lúc trước bản thân sở tác sở vi kỳ thực có bao nhiêu sao quá đáng, hắn ôn thanh nói. Lúc đó ta không đủ kiên định, cho nên không dám quan minh chính đại kháng cự ba ba, chỉ có thể cưỡng bức ngươi tưởng đạt tới mục đích, thật xin lỗi. Ngu kiều buông xuống con ngươi, lắc đầu, nói. Ta không có tư cách trả lời ngươi nguyên không tha thứ, vẫn là câu nói kia, thích của ngươi ngu kiều đã sớm đã chết, mà ta không thương ngươi, lại bởi vì mổ ta nguyên nhân chậm trễ ngươi cả đời ta cũng thật xin lỗi tiêu ngạn sơ cho rằng nàng nói là về thân thể chuyện nở nụ cười nhẹ giọng nói đây là ta cam tâm tình nguyện trên cái này thế giới nào có nhiều như vậy lưỡng tình tương duyệt cứ như vậy cũng rất tốt ân tái kiến ngu kiều lộ ra một cái tươi cười chậm rãi nhắm mắt lại lúc này nhất đạo thanh âm xuất hiện mang theo nồng đậm bất đắc dĩ nói ngươi thắng ngu kiều tươi cười khuếch đại trong nháy mắt lập tức cảm giác được linh hồn ở bị lấy ra nàng tự nhiên biết bản thân sẽ thắng bởi vì nàng hoàn toàn không hề động tâm quá thậm chí nói khả năng nàng không quá hội động tâm trời sinh thiếu cảm tình kia căng huyền tình yêu Khi tính cái cái gì vậy là nàng làm đồ ăn không thể ăn vẫn là tiền không tốt tìm nào có nhiều như vậy thời gian dùng để nói chuyện yêu đương a vườn trường ngược luyến không biết qua bao lâu, Ngu Kiều nghe được có người kêu bản thân. Kiều Kiều, đi lên. Khi nhân thanh âm thật ôn nhu, giống mẹ thanh âm, lại là thế giới mới. Ngu Kiều mở tròn mắt, chỉ thấy trước mặt là một cái thật nhỏ phòng ngủ, vừa mới buông một trương một m năm giường cùng một cái tủ đầu giường, lại không quá nhiều không gian, bất quá trang sức rất ít nữ, thật ấm áp. Điều hòa còn tại vù vù thổi gió lạnh, dưới thân là hồng nhạc ráp giường, nàng quần áo bị nhấc lên đến lộ ra trắng nõn. Nộn cái bụng, mặt trên còn bán đáp một cái chăn mỏng, mà tay nàng. Tim gầy trắng nõn mềm mại, sờ nửa sờ khuôn mặt, bóng loáng nhẵn nhụi. Lại xuyên việc A. Trăng rắc một tiếng, cửa mở ra, một cái hơn 30 tuổi mặt mày ôm nhu nữ tử tiến vào, nhăn lại mày đầu. Thế nào còn không đứng dậy nha? Như thế này còn muốn đi báo danh đâu? Báo danh. Ngu Kiều thì thào. Ngu mẹ chưa từng chờ nàng tiếp tục mơ hồ, trực tiếp nhất khăn hồ ở trên mặt nàng, lạnh lẽo mắt xúc cảm bỗng chốc nhường Ngu Kiều giật mình. Mẹ! Ngu Kiều theo bản năng nói, nội tâm đã có chút sụp đổ, đặt sao ta đây là biến thành một đệ tử. Tác giả có chuyện muốn nói. Từ nay về sau, chuyện tình cảm, không tính ở nhiệm vụ nội, nàng tưởng với ai ở cùng nhau liền với ai ở cùng nhau, nếu không nghĩ, độc thân quý tộc cũng là không sai. Ngao ngao ngao, sau thế giới, nữ chính tựu thành học bá, muốn đuổi theo cầu nàng, tiên khảo quá nàng lại nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 38 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngu mẹ nhìn thấy ngu kiều tỉnh lại sau xoay người đi rồi. Ngu kiều xoa xoa cái trán, còn là có chút mộng, nhưng thân thể theo bản năng rời giường mặc quần áo rửa mặt chờ đều sửa sang lại tốt lắm ngu kiều thế này mới ngồi ở trên bàn cơm hoàn hảo thân thể của nàng đối hết thảy đều có trí nhớ này vẫn là duy nhất một lần xuyên việc đi lại không có trước tiên tiếp thu trí nhớ ngu kiều có nhất quăng quăng chột dạ bất quá hảo ở nhiều lần như vậy tâm lý trạng thái cũng cường đại không ít nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ sớm tinh mơ ánh mặt trời cũng thập phần trong sáng xanh biết lá cây ở ngoài cửa sổ thường thường lay động một chút, ngoài cửa sổ còn có thanh thúy điểu tiếng kêu. Xem ra, hẳn là mùa hè, còn muốn báo danh, thì phải là 9 tháng, vừa mới ở trong gương, nàng xem gặp kia khuôn mặt còn là của chính mình, cùng nàng thứ nhất thế 16-17 tuổi thời điểm không sai biệt lắm, tràn đầy đều là giao nguyên lòng trắng trứng, kia một đôi mắt thủy nhuận nhuận, lại đại lại lượng, môi đỏ phấn nộn, mỉm cười, liền nguyên khí tràn đầy, xem khiến cho nhân nhịn không được thích ba ba đâu ngu kiều dựa vào trực giác hỏi này ấm áp gia đình nữ chủ nhân trên mặt cũng không có gì ưu sầu hẳn là không là đơn thân gia đình đi làm nha ngươi chạy nhanh ăn cơm như thế này đưa ngươi đi báo danh ngu mẹ cho nàng bưng một chén cháo lại thả ngu kiều trong ngày thường thích ăn dưa muối ngu kiều có chút máy móc ăn chợt nghe ngu mẹ có chút kinh ngạc nói ngươi cư nhiên đem này váy mặc xuất ra. Này váy. Ngu kiều cúi đầu vừa thấy, thật bình thường váy dài nha, bất quá thoáng tu thân, đem nguyên chủ này linh lung có trí dáng người đều hiện ra đến đây, màu lam nhạt váy, thật thục nữ. Rất tốt nha. Ngu kiều theo bản năng nói, sau đó có chút chột dạ, nàng khả năng vẫn là cùng nguyên chủ không giống với. Ngu mẹ cười cười, nói. Ngươi thích là tốt rồi, phía trước đặt ở trong tủ quần áo đều nhanh sinh bụi ta còn lo lắng ngươi không thích đâu ngu kiều cười cười không nói chuyện trong lòng lại bỗng nhiên có chút minh bạch nguyên chủ hiện tại bất quá mười mấy tuổi đến trường niên kỷ trong lòng thích mới có thể váy đặt ở tủ quần áo tối dễ thấy địa phương nhưng thiếu nữ thẹn thùng kia không biết xấu hổ mặt như vậy tu thân váy ngu kiều liền không giống với nàng sống đều nhanh tam thế cái gì quần áo chưa thử qua liền theo bản năng cầm trong tủ quần áo đẹp mắt nhất ăn cơm xong, không sai biệt lắm hơn 9 giờ chung, Ngu Kiều liền đi theo ngu mẹ phía sau đi trường học, thông tri thư nàng đều không biết để chỗ nào, vẫn là ngu mẹ tìm được. Đại học A Phụ Trung Đại học A là thành phố A nổi tiếng nhất đại học, ở cả nước đều là số 1 số 2, nó phụ thuộc trung học cũng là thập phần có tiếng, thi cao đẳng thành tích ở khác vài cái trung học trung đều là bài danh hàng đầu thành tích phải là thượng du tài năng khảo đi qua đây là trên đường ngu mẹ lại nhảy liên miên nói với ngu kiều, hiển nhiên nàng thập phần kiêu ngạo bản thân nữ nhi thành tích tốt lắm. Thứ nhất thế ngu kiều đến trường khi thành tích nhất định hảo, nhưng đều đặt sao đã trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm quên sạch, hiện tại chỉ cần nhất tưởng đến muốn một lần nữa trải qua một cái thi cao đẳng, liền điểm nhàn nhạt ưu thương. Hơn nữa nguyên chủ hình như là không có di động. Hai người tọa giao thông công cộng đi đến đại học A Phụ Trung, Lúc này nơi này đã có không ít chiếc xe ngừng ven đường, người đến người đi, vừa mới ngu kiều quên đi một chút, theo trong nhà xuất phát, ước chừng đại khái 20 phút, nàng là có thể đến nơi đây, về sau có thể đi xe đạp hoặc là đi. Màu vàng hành thư giáo danh loè loè sáng lên, chung quanh 15, 16 tuổi đứa nhỏ đều cao hứng phấn chấn nắm cha mẹ thủ báo lại danh, cho dù nắng hè chói chang mặt trời chói chang cũng chút không làm cho bọn họ nhiệt tình biến mất. Báo danh địa phương là phòng giáo vụ đại lâu lầu một đã xếp đầy người, thậm chí bắt đầu lộ ra ngoài xuất ra, ngu kiều trong lòng kêu rên, dưới chân lại nhanh hơn tốc độ chạy tới xếp hàng. Nàng phía trước là một cái tiểu cô nương, chính thôi la hét làm cho nàng cha mẹ đi một bên nghỉ ngơi, nơi này bạo phơi dưới ánh mặt trời đáng sợ. Tiểu cô nương cha mẹ cũng đau lòng nàng, song phương đang ở đúng là, cuối cùng tiểu cô nương hầm hừ tỏ vẻ ra muốn tức giận bộ dáng, thế này mới làm cho bọn họ đến một bên đi ngu mẹ đã sớm bị ngu kiều người chỉ huy ở một bên chờ. Đỉnh đầu chói lọi thái dương phơi ngu kiều choáng váng đầu chút, bỗng nhiên phía trước tiểu cô nương quay đầu, ngu kiều trong lòng hợp thời xuất hiện một cái tên. Trương Diệu. Nàng có chút kinh ngạc, lại nhẹ nhàng thở ra, không phải không cho nàng trí nhớ là tốt rồi, nghĩ như vậy, ngu kiều trên mặt nhiều ra một chút tươi cười, Trương Diệu cũng cười, thịt đô đô viên mặt xem thập phần đáng yêu, nàng có chút ngượng ngùng nói. Nhĩ hảo, ta gọi Trương Diệu. Nhĩ hảo, ta gọi Ngu Kiều, ngu mỹ nhân ngu, nữ tự giữ Kiều. Ngu Kiều theo bản năng nói. Trương Diệu có chút hâm mộ ánh mắt ở trên mặt nàng lưu chuyển một vòng, đồng ý gật đầu nói. Quả thật rất đẹp mắt, là cái mỹ nhân. Phốc, Ngu Kiều không nhịn cười ra tiếng. Trương Diệu tính tình sinh động, lại có chút tự quen thuộc, rất nhanh lôi kéo Ngu Kiều tán gẫu đứng lên, hai người nói chuyện bạo nóng cũng không có như vậy khó có thể chịu được đúng lúc này bên cạnh đến đây vài người ba cái xem thập phần xuất khí thiếu niên đi theo hai cái mặt tây trang nam nhân phía sau trực tiếp đi vào phòng giáo vụ ba cái thiếu niên tóc còn đều mỗi người đều có đặc sắc một cái màu vàng một cái chọn nhiễm màu đỏ rượu một cái trực tiếp là nải nải bụi tuy rằng đi được mau nhưng ngu kiều vẫn là xem gặp trên người bọn họ quần áo coi nàng nhiều năm như vậy ánh mắt không thôi kiểu dáng còn có không xong đều tuyệt đối là tư nhân đính chế cái loại này. Cừ thật, nàng tưởng nàng khả năng đoán được này chuyện xưa là cái gì cảnh tượng. Bất quá bây giờ còn không có trí nhớ, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Bởi vì bọn họ xuất hiện, trong đám người hơn một tia xôn xao, bất quá các học sinh tộc trưởng đều ở trong này, mọi người đều không dám quan minh chính đại đàm luận người khác. Đội ngũ 10 phút không có nhúc nhích, mà 10 phút sau, mấy người kia trong tay cầm báo danh tờ danh sách xuất ra có tiền chính là hảo có thể đi cửa sau ngu kiều buồn bực trạc trạc mặt mình đảng tưởng hiện tại phải đi kiếm tiền nhưng là rõ ràng không có khả năng trương diệu lúc này cũng bác quái hề hề đi lại nói với nàng kiều kiều ngươi xem kia ba cái bộ dạng hảo xuất a thật sự ngu kiều phối hợp gật đầu đẹp mắt là đẹp mắt chính là màu tóc nàng không quá thưởng thức chiếm được ngẫu nhiên vũ đài trang không thành vấn đề, nhưng hàng ngày cuộc sống cũng có chút không phù hợp của nàng thẩm mỹ. Có lẽ là nhìn ra nàng chưa cùng bản thân giống nhau nhiệt tình, Trương Diệu ở ngắn mũi kích động sau cũng an tĩnh lại. Lại xếp hàng mấy mười phút, rút cuộc đến các nàng, giao tiền, cầm một cái báo danh tờ danh sách, mặt trên viết quân huấn phục, giáo phục chờ này nọ ở nơi nào đi lĩnh. Sau đó Trương Diệu lại cùng Ngu Kiều hai nhà cùng đi tìm mấy thứ này. Chờ sở hữu này nọ đều làm xong rồi, hai nhà nhân tách ra, ngu mẹ có chút vui mừng sờ sờ ngu kiều tóc, nói: "Kiều Kiều trưởng thành." "A." À. Ngu Kiều theo bản năng a một tiếng, phản ứng đi lại nàng có ý tứ gì, trong lòng rung lên. Liền nghe thấy ngu mẹ nói. Trước cục hội chủ động giao bằng hữu, xem ra này trung học không có chọn sai. Ngu Kiều làm bộ ngượng ngùng cúi đầu, không là nàng không nghĩ diễn trò chỉ là tâm tính vẫn là không đủ thiếu nữ, diễn không ra cái loại này thiếu nữ cảm giác. Ngu mẹ cùng ngu kiều đi đến giáo môn cách đó không xa khi, nàng vô ý thức sờ sờ khuyên tai, bước chân dừng lại, sau đó thấp giọng nói. Kiều kiều, mẹ khuyên tai rớt, ngươi ở chỗ này chờ một chút mẹ. Ngu kiều vừa định nói ta cùng ngươi cùng nhau, liền cảm giác đầu óc hơi hơi choáng váng, không có khai này khẩu, mà là gật gật đầu nói. Ta đây ở bên kia ngồi nàng chỉ vào là một bên bóng cây phía dưới. Ngu mẹ cười cười tấp tốc rời đi, hẳn là vừa mới tại kia lấy giáo phục cùng quân huấn phục khi bị người chạm vào rớt, nàng đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền tiêu thất. Ngu kiều xoa có chút vựng hồ hồ đầu đến dưới bóng cây ngồi, này thân thể tự hồ có chút quá độ hư nhược rồi. Nàng tựa vào trên thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, kết quả còn không đến 2 phút, liền nghe thấy tiếng bước chân cùng với một cái nữ hài khẩn trương hề hề thanh âm dục ca ca. Ta, ta thích ngươi. Ngươi liền cùng với ta được không được. Nam sinh lập tức cự tuyệt nói. Không cần. Nam sinh tự hồ ở nhúng nhường, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nữ sinh cũng cùng đi lại, ép hỏi nói. Ngươi vì sao cự tuyệt ta, chẳng lẽ là có người trong lòng. Ngu Kiều nghe đến đó, liền cảm thấy không nên lại nghe đi xuống, nàng chống đỡ đứng dậy liền muốn xoay người rời đi có chút choáng váng mắt hoa đầu còn chưa có phản ứng đi lại thân thể đã bị nhân ôm vào lòng chỉ nghe kia nam sinh thanh âm bên tai biên nói đúng ta có người trong lòng chính là nàng ngu kiều cái quỷ gì loại này kịch tình đều có thể bị nàng gặp phải ngu kiều nhìn sang nữ hài bộ dạng rất đẹp mắt kiều diễm khuôn mặt cánh môi bị gắt gao cắn trong mắt còn tràn ngập thượng nước mắt thoạt nhìn thập phần ủy khuất nói không ta không tin. Ta đều chưa thấy qua nàng. Khi trong thanh âm còn mang theo nồng đậm khóc nức nở. Ngu kiều nhìn về phía bên người nam sinh, một đầu nải nải bụi, tiểu nộn mặt nhan giá trị thập phần cao, làn da trắng nõn, quần áo. Định chế, rất xa hoa, chính là vừa vặn báo danh khi chen ngang đi cửa sau ba cái chi nhất. Nam sinh cười hì hì nói. Ngươi không tin cũng không có biện pháp, ta liền là thích. Còn chưa có nói xong, Ngu Kiều đã nhẫn không xong, cắn răng hai tay lôi kéo hắn nắm ở cánh tay của mình chính là một cái quá kiên suất. Đùng, đánh trên mặt đất thanh âm vang lên, ba người đều không nói chuyện rồi, vừa mới còn ẩn ẩn đang khóc thúc thiếp tiểu cô nương cũng trợn mắt há hốc mồm xem nàng cùng với nằm trên mặt đất sắc mặt nhăn nhó người trong lòng. Nàng ngây người hai giây, sau đó hét lên một tiếng, đi lại dìu hắn, dục ca ca, ngươi có sao không? Nam sinh đẩy ra nàng, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đen mặt nói ngươi có ý tứ gì ngu kiều vỗ vỗ tay nhu nhu thắt lưng vừa mới tựa hồ giống như đem thắt lưng nhéo nàng một tay ôm sau thắt lưng một tay chỉ vào nam sinh nói ta mới muốn hỏi ngươi có ý tứ gì nằm tàu ta nhận thức ngươi sao đi lên liền thân hàm trư thủ thực đặc sau khi ta bị cảm nắng không có sức chiến đấu a à? hàm trư thủ nam sinh không thể tin chỉ vào bản thân nói không là ngươi là ai a à, bệnh thần kinh a à, vô duyên vô cớ chạm vào ta chẳng lẽ không đúng hàm trư thủ muốn hay không như vậy ngây thơ quả thực kéo thấp chỉ số thông minh bình quân tuyến ngu kiều phi thường sốt ruột châm chọc hoàng kéo hai cái nhuyễn thành mì sợi giống nhau chân hướng cổng trường đi vừa khéo lúc này ngu mẹ thân ảnh cũng xuất hiện phía sau nam sinh bảo kiêu muốn đi qua giáo huấn ngu kiều liền nghe thấy ngu kiều nói mẹ sắc mặt hắn xanh mét dừng lại bước chân nói kêu mẹ. Ngươi cho ta chờ, nếu giả ta. Sau đó chỉ thấy ngu mẹ bước nhanh đã chạy tới nói. Không là cho ngươi ở bên kia ngồi nghỉ ngơi sao? Nóng không nóng? Sắc mặt thế nào như vậy tái nhật? Ta vừa mới lúc thức dậy giống như thắt lưng nhéo. Ngu kiều xấu hổ lau đem cái trán mồ hôi, trên lưng đau đớn mang đi bị cảm nắng kia mê mê trầm trầm cảm giác, chính là loại tình huống này thật làm cho người ta bất đắc dĩ thân thể này quá mức yếu ớt, vừa mới kia nam sinh cũng không sai biệt lắm một M7 đã ngoài, dáng người xem cũng còn rất cường tráng, thể trọng sẽ không là thân thể này thừa nhận khởi, cho nên thành công. Xoay đến thắt lưng. Ngu mẹ trừng mắt, ký đau lòng vừa hận hận trạc trạc cái trán của nàng, nói. Bình thường cho ngươi rèn luyện thân thể mặc kệ, cả ngày đọc sách đọc sách, ai, chờ, ta đi kêu cái xe. Hảo. Ngu kiều ngoan ngoãn gật đầu, mắt to chớp chớp bán manh. Ngu mẹ có lại nhiều khí cũng luyến tiếc phát ra đến đây. Vì thế đi đến thế giới này ngày đầu tiên, Ngu Kiều đánh xe trở lại tiểu khu phụ cận phòng khám bên trong, bị bác sĩ mát xa nửa ngày, còn dán thuốc dán, thế này mới trở về trong nhà. Tác giả có chuyện muốn nói. Canh hai ở giữa trưa 12 giờ, o o, cảm ơn thân ái đắc tiểu thiên sứ đầu địa lôi, ôm lấy chích chích. Sao sao đát. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 39 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vào lúc ban đêm, Ngu Kiều liền tiếp đến nguyên chủ trí nhớ. Nàng sau thắt lưng chỗ từng đợt đau đớn, vốn tưởng rằng hội ngủ không tốt, kết quả nhất nằm ở trên giường, liền tiến vào mộng đẹp. Nguyên chủ là một cái cần cù thành khẩn, thành thành thật thật đến trường tiểu cô nương, tính tình e lệ nhuyễn manh, cùng ngu kiều bản nhân là hai cái cực đoan. Đặc biệt không am hiểu giao tế cùng cự tuyệt người khác. Nam chính chính là nàng ban ngày nhìn thấy, hơn nữa thành công bị nàng quá kiên suất kia hóa, đại học A phụ thuộc trung học giáo bá, hiện tại biến thành phụ thuộc trung học giáo bá, tên gọi lục dục, mà lục gia là thành phố A thủ phủ, quanh thân vài cái thành thị đều là tiếng tâm lừng lẫy đại lão. Hai người bởi vì ngày hôm qua sự tình, nguyên chủ hội cố lấy dũng khí tại kia muội tử tâm linh bị thương chạy đi sau, đánh lục dục một cái tác, từ đây nhường lục dục đem nàng nhớ kỹ. Sau này, nàng, lục dục, cùng với ngày đó cấp lục dục thông báo muội tử triệu hàm, hơn nữa trương diệu đều là một cái lớp học, nguyên chủ cùng trương diệu trở thành bạn tốt, hai người cộng đồng bị triệu hàm nhầm vào. Phụ thân của triệu hàm là thành phố A thị trưởng thư ký, lục gia bởi vì cùng triệu gia giao hảo, cũng làm cho nàng thật sâu thích lục dục cũng là ở triệu hàm thần trợ công hạ, lục dục từng bước một nhường nguyên chủ luân hãm, hai người nói chuyện một hồi thuần thuần luyến ái. Ở xác định luyến ái quan hệ sau, hai người vốn là cất giấu, sau này bị triệu hàm phát hiện, nàng tìm trên xã hội cùng cuộn ý đồ thương hại nguyên chủ, kết quả bị một mực yên lặng mặt thích nàng nam phụ giang dụ cứu, sau đó bị người xem đem sự tình làm lớn, triệu hàm phụ thân địa vị nhận đến dư luận ảnh hưởng, bị bắt đem triệu hàm tống xuất quốc. Bởi vì chuyện này, Ngu Kiều bị bại lộ ở lục gia nhân diện tiền, rất già bộ quan chi phiếu sự kiện nhường hai người cảm tình càng thêm kiên định, tùy theo mà đến cũng là ngu ba ba mất đi công tác, ngu gia cả ngày mây đen dày đặc. Cấp ba phía trước, lục dục bị bắt chuyển trường, triệu hàm trong lúc này vụn trộn về nước, lấy lục dục danh nghĩa dụ. Hoặc ngu kiều đi trước, đem nàng bắt cóc đứng lên tra tấn, ngu gia cha mẹ bởi vì chuyện này đi tìm lục gia, hai nhà ở trên đường cái tranh chấp đứng lên bị một chiếc không khống chế được xe đẩy đâm chết lục mẫu. Chờ Ngu Kiều bị chịu tra tấn về đến nhà mới phát hiện cha mẹ đã bỏ tù, bởi vì bọn họ không tuân thủ giao thông quy tắc, bởi vậy gián tiếp hại chết lục dục mẫu thân. Lục dục biết được chuyện này, đã kích cũng rất lớn, muốn đi tìm nguyên chủ, kết quả nguyên chủ bị cha mẹ bỏ tù tiền giao đãi thân thích mang theo ly khai này thành thị. Đương nhiên sự tình không có kết thúc, ở 8 năm sau, đã là một người dẫn chương trình ngu kiều gặp hắc hóa sau bá tổng lục dục, cùng với thành công gã cho lục dục Triệu Hàm, ba người lại là một hồi ngược luyến tình thâm. Cuối cùng kết cục là nguyên chủ chịu không nổi ra tấn như vậy cảm tình nhảy lầu tự sát, lục dục cùng Triệu Hàm ly hôn, trong chuyện xưa ba người kết cục đều rất không tốt, đương nhiên thảm nhất là nguyên chủ. Xem xong này đó, ngu kiều có chút đau đầu xoa xoa cái trán, sau đó liền nghe thấy nguyên chủ thanh âm nói. Đời này ta chỉ tưởng xa cách bọn họ, an tâm thay cha mẹ dưỡng lão, làm cho bọn họ đời này không có tiếc nuối rời đi. Nguyện vọng này đến là nhường ngu kiều có chút kinh ngạc, nàng hỏi. Ngươi không nghĩ ta cho ngươi báo thù. Nguyên chủ cười khổ một tiếng, nói. Đều làm lại một lần, bọn họ còn không có thương hại ta nha, báo cái gì cừu nha. Khi nhưng là, khi hai người hiện tại bất quá một cái phổ thông vừa thăng nhập trung học học sinh, thậm chí đều không biết nàng, cũng theo chưa bao giờ làm thương hại chuyện của nàng, chân chính muốn báo thù, kia phải đi tìm nguyên lai thế giới hai người. Ngu kiều đối nguyên chủ vốn có chút giận này không tranh, nghe nàng nói xong, nhất thời sinh vài phần hảo cảm, lộ ra tươi cười, nói. Hảo, ta nhất định làm cho bọn họ an hưởng tuổi già, bất quá nếu kia hai người còn chàng đi lại, ta cũng sẽ không thể bởi vì lục dục người này liền thách khí. Cảm ơn, không cần thách khí, kỳ thực muốn là bọn hắn là trùng sinh, ta khẳng định sẽ làm ngươi báo thù. Nguyên chủ chân thành hoàng, cuối cùng nhẹ giọng nói một cái tái kiến, liền không hề động tĩnh. Ngu kiều tỉnh lại, vừa khéo vặn vẹo một chút thân thể, trên lưng truyền đến một trận đau đớn, làm cho nàng nháy mắt nằm xuống lại, xem thường vừa lật, ngu kiều chậm rì rì đứng lên. Bởi vì tiếp thu nguyên chủ trí nhớ, đối trong nhà này cũng nhiều vài phần quen thuộc hòa thân thiết, nguyên chủ là không có di động, bất quá đầu giường có đồng hồ báo thức, nghỉ hè cấp đóng. Nàng nhìn nhìn thời gian, mới buổi sáng 8 giờ, tắt đi điều hòa đi ra ngoài vừa thấy, ngu mẹ hứa giang đang ở ăn bữa sáng, thấy nàng xuất ra, lập tức đứng lên nói. Thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ta cho ngươi thịnh cơm. Hảo. Ngu kiều chuyển đến nhà ăn kia, sau thắt lưng đau đớn đã tốt hơn nhiều, bất quá ăn cơm xong sau, hứa giang vẫn là cho nàng dùng hoa hồng du nhu nhu, sau đó trong phòng một dòng hương vị giữa ngày hè thời tiết nóng bức ngu kiều kia cũng không muốn đi liền đãi ở trong phòng hứa gian đối ngu kiều là thuộc loại nuôi thả hình không làm gì quan nàng nữ nhi quá mức tự giác nàng thật yên tâm vì thế ngu kiều liền ở trong phòng ăn bản thân trong không gian sản xuất các loại hoa quả bắt đầu ôn tập nguyên chủ công khóa kế thừa của nàng trí nhớ nhưng có vài thứ phải bản thân ôn tập một lần tài năng chân chính nhớ kỹ cũng may sơ trung gì đó cũng không khó khăn, Ngu Kiều thích ứng còn rất không sai. Báo danh thời gian tổng cộng là 3 ngày, Ngu Kiều bọn họ ngày đầu tiên liền báo danh, cho nên nghỉ ngơi một ngày bán sau, liền mang theo hành lý đi trường học tham gia trong khi hai tuần quân huấn. Trên đường Ngu mẹ còn lo lắng nói, nếu không ta nhường bác sĩ cho ngươi khai cái chứng minh. Ngươi này thắt lưng bị thương làm sao có thể huấn luyện đâu. Thân thể này quá yếu, Ngu Kiều rất muốn mượn này rèn luyện một chút, vốn sẽ không nghiêm trọng thắt lưng thương, nàng cũng không để ở trong lòng, liền cự tuyệt. Vẫn là không cần, bỏ lỡ quân huấn, đến lúc đó ta sẽ rất khó dung đi vào. Nói đến này, hứa giang lập tức không nói chuyện rồi, nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều khó có thể giao một cái bằng hữu. Báo danh ngày đó, trường học liền phân phối phòng ngủ, bất quá ngu kiều luôn luôn không đi, hôm nay đi qua, mới phát hiện này đó đứa nhỏ đều báo danh ngày đó liền trọ xuống. Ở hứa giang mãnh liệt yêu cầu hạ, Ngu Kiều một đám chào hỏi, sau đó xuất ra hứa giang chuẩn bị thịt bò can phân cho đại gia ăn. Nữ hài tử nhóm phần lớn thật thân cận, một thoáng chốc đã nói nói giỡn cười, Ngu Kiều cùng hứa giang cùng nhau đem giường sữa sang lại sạch sẽ, này phòng ngủ là sáu người giang, thường. Dưới giường bàn, còn có độc lập toilet, hoàn cảnh cũng không tệ. Hứa Giang lúc gần đi cho Ngu Kiều 100 đồng tiền, thế này mới lưu luyến không rời rời đi. Đây là nữ nhi lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy thời gian. Ngu Kiều kỳ thực cũng không yêu cùng nhiều người kết bạn mà đi, nhiều người rất tranh cãi ầm ĩ, vì thế ở Hứa Giang đi rồi không lâu, nhìn trời sắc không sai biệt lắm, nàng liền mang theo tiền một người đi ra ngoài. Nhưng Hứa Giang thất vọng rồi, nàng kỳ thực cũng không yêu giao bằng hữu, nhất là nói không đến cùng đi bằng hữu. Ngô kiều tìm được trăng tin vọt tạp điểm một phần mì sợi mới ăn hai khẩu nàng liền quyết định huấn quân sau khi kết thúc vẫn là mang cơm trăng tin đồ ăn quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau khó ăn này điểm trăng tin nhân không nhiều lắm lẽ loi tinh tinh vài cái, Ngu kiều ngồi ở tối bên ngoài vẫn là một người thật dễ dàng bị người chú ý tới lục dục cùng bản thân hai cái hảo bạn hữu giang dụ cùng kỳ uyên tiến vào sau trước tiên thấy được ngô kiều hắn liếc mắt một cái phiết đi qua vốn không để ý, vừa thấy kia có chút nhìn quen mắt bóng lưng, ánh mắt lập tức xoay đi lại, chờ nhận ra đến sau, hắn ánh mắt nháy mắt biến thành hung tợn bộ dáng. Giang dụ mua một bình nước, chạm vào chạm vào hắn, hỏi. Ngươi uống cái gì? Lục dục thuận miệng nói. Tùy tiện, ta có việc, các ngươi chờ một chút. Sau đó đại chân dài hướng ngu kiều kia phương hướng đi đến. Phía sau Giang Dụ cùng Kỳ Uyên có chút mờ mịt xem hắn, tiếp nhãn tình sáng lên, kỳ uyên có chút kích động nói. Có xinh đẹp muội tử, nằm tàu, hàng này cư nhiên liêu muội Không nhất định. Giang dụ xem thật rõ ràng, như vậy tuyệt đối không là mặt mày hàm xuân, mà là gặp kẻ thù. Thùng thùng thùng, một chất cái bàn bị thon dài ngón tay cốt gõ vài cái, ngu kiều ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy lục dục ở trước mặt nàng, khóe môi gợi lên một chút khiêu khích tươi cười, thấy nàng nhìn qua, dương dương tự đắc cầm nói đến khoa tay múa chân một chút ngu kiều nàng không tưởng để ý tới tiếp tục cúi đầu ăn mì lục dục mặt đen nghiến răng nói thế nào không dám ngày đó suốt ta không là thật lưu loát sao ngu kiều ăn xong cuối cùng một ngụm lau miệng ở lục dục kinh ngạc trong ánh mắt hướng về phía căng tin bộ dạng thập phần hiền lành đại thúc chạy tới nói thúc 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 thúc, hắn nói muốn cùng ta đánh nhau, ngươi có thể giúp ta tìm một chút lão sư sao? Ngươi, ngươi nói bậy. Lục dục có chút sụt đổ hô, nàng này thanh âm không nhỏ, chung quanh đồng học đều nhìn qua, kia ánh mắt thập phần quái dị, lục dục đều có chút không chịu nổi. Đại thúc sắc mặt nháy mắt ban đi lên, nói. Các ngươi này đó đứa nhỏ cả ngày cãi nhau ầm ĩ, có kỷ luật hay không? Cái nào bang? chờ các ngươi lão sư đi lại ta nói với hắn nói. Lục dục mặt triệt để đen, muốn biện giải, nói. Ai muốn? Ngươi vừa không phải nói muốn khoa tay múa chân sao? Ta một nữ hài tử, ngươi xem ta đây cánh tay chân, ngươi tốt ý theo ta khoa tay múa chân sao? Hung cái gì hung a? À? Ngu kiều đánh gãy của hắn biện giải châm chọc nói. Ngươi! Tốt lắm! Lục dục nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, không dám lại tiếp tục chờ đợi, xoay người hướng đã ngây dại hai cái huynh đệ chạy tới, ba người bước nhanh rời đi. Ngu Kiều quay đầu đối Đại Thúc nói. Cám ơn Thúc Thúc, làm ta sợ muốn chết. Đại Thúc khoát tay, nói. Không có việc gì không có việc gì, về sau gặp được loại sự tình này tìm lão sư, ở căn tin tìm ta, người này xinh đẹp tiểu cô nương, liền dễ dàng bị này đó tên côn đồ trành thượng. Ngu Kiều cười tủm tỉm gật đầu có vấn đề không tìm lão sư, ngốc sao? Học sinh thời kỳ lớn nhất vũ khí không phải là lão sư sao? Ngu Kiều chậm rì rì hồi phòng ngủ, trên mặt còn lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười, trở về học sinh thời đại, ân, cũng không tệ. Ngày thứ hai Ngu Kiều lục điểm 50 liền đứng lên, kêu một chút đồng phòng ngủ muội tử, vỗ vỗ khuôn mặt, để cho mình càng thanh tĩnh một điểm, giờ phút này không cần hóa trang, 10 phút rửa mặt mặt đại bảo, sau đó mặc được quân huấn phục bước nhanh đi căng tin mua sữa đậu nành bánh quẩy cùng vùi đầu, ăn no no, ở 7 giờ rưỡi thải điểm đuổi tới phòng học. Phòng học là báo danh ngày đó liền thải tốt chút, không cần lo lắng tìm không thấy. Chỉ là nàng vừa đi vào, liền phát hiện trong phòng học nhân rất nhiều, một đám màu xanh ô liu quân huấn phục nhường trong phòng học có vẻ tràn đầy, chỗ trống liếc mắt một cái nhìn sang vậy mà không có. Nàng thoải mái đứng ở bục giảng nơi đó tìm chỗ trống, đồng nhất cái phòng học chung bốn người không hẹn mà cùng nhíu mày, lục dục cười lạnh một tiếng, cư nhiên một cái bang. Cho ta chờ. Này hai người bọn họ tắt nhìn thấy ngu kiều sau theo bản năng xem lục dục, gặp sắc mặt hắn không tốt, thầm nghĩ quả nhiên. Còn có triệu hàm đã ở, nàng ở nhận ra ngu kiều sau cũng là trước tiên nhìn về phía lục dục, ngày đó ngu kiều biểu hiện, nàng tự nhiên biết ngu kiều không là của hắn bạn gái, đối nàng cũng không có ghen tị, chỉ là người này đối lục dục quá kiên suất, nàng nhưng là xem minh bạch vẫn là thật không thích nàng lục dục sắc mặt không tốt trong lòng nàng trộn nở nụ cười sau đó khuôn mặt lo lắng lục dục bá đạo luôn thích một người một cái chỗ ngồi vì thế nàng ngồi ở lục dục phía trước mà kỳ uyên cùng gian dụ còn lại là ở lục dục mặt sau trong phòng học chỗ trống không nhiều lắm lục dục kia tương đối rõ ràng ngu kiều cũng liếc mắt một cái thấy được nàng có chút khó xử vừa nhíu mày chỉ thấy lục dục khiêu khích đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay môi ngữ nói. Dám đi lại sao? Ngu kiều không nghĩ đi, chần chờ một chút, liền nghe thấy bên kia cuối cùng góc xó một đạo trong trẻo thanh âm nói. Ngu kiều, bên này. Ngu kiều nhìn sang, chỉ thấy trương diệu chính tiểu viên mặt đỏ bừng hướng nàng vẫy tay, sau đó toàn bang đều nhìn qua. Tác giả có chuyện muốn nói. Ta phát hiện của ta làm thu mau phá ngàn, trước mắt 970 cái, khụ khụ, tiểu đáng yêu nhóm, xem ở ta đây sao nỗ lực xong càng phân thượng, cất chứa một chút tác giả bản nhân. ba Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 40 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngu Kiều không chút do dự đi hướng Trương Diệu, nàng phỏng chừng là đã tới chậm, ngồi ở cuối cùng một loạt dựa vào môn nơi đó góc, vừa khéo có cái chỗ trống. Chờ sau khi ngồi xuống, Ngu Kiều thật chân thành nói. Cảm ơn. Trương Diệu lắc đầu, quể oải nói. Không có việc gì, ta vừa vặn cũng không có ngồi cùng bàn, ta hôm nay khởi chậm, hơn 7 giờ liền trực tiếp đứng lên. Ngu Kiều nhắc nhở nói. Ngươi định cái đồng hồ báo thức, nếu không sẽ đến trễ. Ừ ừ, lại nói. Trương Diệu gật gật đầu. Giờ phút này nhất cái trung niên nam nhân đi vào đến, quốc tự mặt, phiêu phì thể tráng cái loại này, hắn mặc áo sơ mi cùng quần tây tử hoặc nhìn như là chuyên môn trang điểm quá hắn vừa tiến đến toàn bộ phòng học nháy mắt an tĩnh lại các học sinh một đám ngưỡng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn trong ánh mắt mang theo chút khiếp đảm xem không dễ chọc a à, về sau vẫn là thành thật điểm làm tự giới thiệu ta họ trần danh vệ đông này là số di động của ta các ngươi nhớ một chút có chuyện gì gọi điện thoại cho ta không có chuyện gì sẽ không cần quấy rầy ta còn có, này lớp là toàn giáo thành tích tốt nhất lớp, cho nên các ngươi tự giác điểm." Trần lão sư lên tiếng nghe được ngu Kiều sáng ngời hữu thần, hảo có xã hội hơi thở, quả thực so bá tổng còn bá tổng có hay không? Hắn phụng phiệu, đoạn này nói thời điểm, những người khác không dám phát ra một điểm thanh âm, ngu Kiều nội tâm so cái ngón tay cái, như vậy lão sư tốt lắm, nếu về sau có người tìm nàng phiền toái, vậy lão sư văn phòng gặp. Ngắn mũi giới thiệu sau Xin mời huấn luyện viên tiến vào, bọn họ lớp học huấn luyện viên là hai người, một nam một nữ, nam là giáo chủ quan, nữ là phó thủ, xem tuổi kỳ thực cũng không đại. Tự giới thiệu xong, huấn luyện viên hét lớn một tiếng, mọi người, đứng dậy. Trong phòng học lập tức một trận động tỉnh, cái bàn ghế giữa di động thanh âm nghe được hắn nhíu mày, sau đó nói. Đều ngồi xuống. Ngu Kiều đi theo mọi người cùng nhau ngồi xuống, đều có chút mờ mịt xem hắn. Huấn luyện viên nói. Đứng lúc thức dậy không cần phát ra âm thanh. Bằng không chúng ta hôm nay cũng không ra, liền luyện tập cả một ngày này. Mọi người kêu trên một tiếng, huấn luyện viên trừng mắt, vừa già thực. Ngu kiều bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thực không ra cũng xong, bên ngoài thái dương quá lớn. Bất quá ở trải qua vài lần giáo huấn sau, các học sinh đều học ngoan, rất nhanh sẽ có thể không phát ra cái gì thanh âm đứng lên sau đó huấn luyện viên mang theo bọn họ đi sân thể dục, quân huấn chính thức bắt đầu. căn cứ muốn rèn luyện bản thân ý tứ, ngu kiều không có một tia nhàn hạ, nàng căn cứ thân cao đứng ở trung gian, xem không chớp mắt, nhưng này có nề nếp, sau bạn học khác càng thêm nghiêm cẩn bộ dáng khiến cho huấn luyện viên chú ý. ngày đầu tiên, thái dương nhô lên cao, mồ hôi ướt đẫm, ngu kiều chỉ cảm thấy kia bị cảm nắng cảm giác lại tới nữa, chỉ có thể yêu cầu nghỉ ngơi một lát. Bất quá đợi đến ngày thứ hai, khẽ cắn môi, cũng đã có thể kiên trì xuống dưới. Hôm nay khí cũng là biến thái, luôn luôn không có đổ mưa quá, làm cho lúc này đây quân huấn bị học sinh lớp lớn cười nhạo đồng tình hồi lâu. Một tuần không đến thời gian, Ngu Kiều thành công trở thành trong ban đội quân danh dự, bởi vì của nàng sở hữu động tác đều là tiêu chuẩn nhất, còn bị kéo đến hàng trước đến. Lục dục là cái ngây thơ nhân, nhìn Ngu Kiều không vừa mắt, cũng tranh thủ các phương diện đều so nàng hảo người này bản thân cũng là luyện qua nghiêm cẩn xuống dưới vậy mà cũng thành đội quân danh dự hai người một mình đứng ở toàn bộ phía trước đội ngũ mang theo đội ngũ tiến hành huấn luyện ngu kiều đều có thể cảm giác được triệu hàm kia hung tợn ánh mắt xem ra cho dù nguyên chủ không truy cứu các nàng lưỡng khả năng vẫn là sẽ có một hồi chiến tranh mà lục dục lại ở nhiều lần khiêu khích ngu kiều đều không đáp ứng sau càng là khí bập bẹ ngứa Hôm nay buổi tối quân huấn, mấy ngày hôm trước buổi tối đều là quân ca hát đối, ngay từ đầu tân kỳ qua đi các học sinh cũng có chút cảm thấy không thú vị, cũng không có gì tinh thần. Vì thế rõ ràng lại hợp kế, cách vách hai cái ban mặt đối mặt đến cái tài nghệ biểu diễn. Có thể tới nơi này đến trường, gia đình cũng không tính đặc biệt khó khăn, hiện tại đứa nhỏ phần lớn đều sẽ học tập mổ ta tài nghệ, này đề nghị được đến các học sinh rộng thấp hoan nghênh. 7 giờ đêm, Thái Dương Lạc Sơn gió lạnh từng trận, hai cái lớp học đồng học trung gian cách xa nhau năm thước khoảng cách, hai cái bàn giáo luyện ở một bên ngồi, trung gian lưu cho biểu diễn nhân. Cái thứ nhất lên sân khấu là đối diện một cái nữ hài, hát khởi ca đến thanh âm viễn chuyển êm tai, trưởng cũng là đương thời chính hỏa ca khúc. Trương Diệu ở một bên nâng tiểu thịt mặt hâm mộ không thôi, ngu kiều tắt buồn ngủ. Nàng khả năng không có phương diện này nghệ thuật tế bào, hát khởi ca đến vĩnh viễn không ở điều thường, chậm rãi, hát đối ca cũng mất đi rồi hứng thú. Đối phương biểu diễn xong rồi, liền là chúng ta lớp, sau đó lại một cái muội tử đi lại biên hát biên kiêu, thân thể ôm nhu cổ điển vũ, các học sinh đều nhiệt tình vỗ tay. Tiếp theo đối diện xuất hiện một cái nhảy phố vũ tiểu soái ca, trong nháy mắt, hai cái lớp học không khí đều náo nhiệt lên, nữ sinh cũng nhịn không được thét chói tai, thành công đem ngu kiều buồn ngủ cấp làm đi rồi. Trương Diệu kích động hai tay nắm tay sáng lấp lánh xem đối diện soái ca chờ hắn kết cục bọn họ ban vậy mà nhất thời không ai lên sân khấu vì thế đối diện liền bắt đầu cười nhạo giờ phút này không biết là cái nào nói một câu ngu kiều ngươi thượng a bộ dạng đẹp mắt như vậy khẳng định hội hát hội kiêu sau đó phía trước đồng học quay đầu mặt sau đồng học trạc trạc nàng liên tiếp thúc giục nàng ngu kiều ngượng ngùng cười cười nói ta không biết ca hát cũng không biết kiêu vũ thật xin lỗi giả dạ một ít đồng học không tin còn tại thúc giục ngu kiều vẫn là quyết đoán cự tuyệt thật sự mọi người đều ở rất bất đắc dĩ thời điểm triệu hàm lên sân khấu khiêu là múa ba lê nàng tứ chi thon dài ở nữ sinh trung xem như cao cái mặc quân huấn phục cũng thập phần tao nhã trong nháy mắt đem hai cái lớp học đều cấp trấn trụ nàng còn chưa kết cục đối diện khiêu phố vũ nam sinh bị người đẩy ra cũng chỉ có thể nhảy lên hai loại bất đồng phong cách một cái nhiệt liệt một cái tao nhã ở trường hợp này rõ ràng múa ba lê chịu thiệt một điểm ngu kiều đều nghe thấy bên tai các học sinh sốt ruột thanh âm đúng lúc này lục dục lên sân khấu triệu hàm thấy vậy phối hợp lui ra đến khuôn mặt kích động đều đỏ cũng không chịu trở lại nguyên lai like vị trí an vị ở đội ngũ dẫn đầu phía trước dùng ngập nước ánh mắt xem hắn lục dục ngoại tại điều kiện thập phần vĩ đại trực tiếp đem đối diện tiểu soái ca dây dết, tiếp theo xuất khí máy móc vũ trực tiếp nhường đối diện há hốc mồm. Vũ đạo kết thúc, tiếng thét chói tai đã làm cho người ta đều nhịn không được ôm lỗ tai, lục dục cuối cùng một động tác dừng hình ảnh, lễ phép cúi đầu trở về, đôi mắt nhìn về phía ngu kiều bên này, đắc ý chợt nhíu mày. Ngu kiều chỉ cho rằng không phát hiện, tiếp tục xem tiền phương sau một người biểu diễn. Triệu Hàm đã sớm đứng lên chuẩn bị cùng lục dục ôm ấp một chút, kết quả liền thấy đến một màn như vậy, nàng cắn cắn môi đi qua nói với hắn. Dục ca ca, ít nhiều ngươi. Lục dục tùy ý gật gật đầu, mang theo một dòng không khạch nói. Không có gì, cũng không phải vì ngươi. Triệu hàm tươi cười biến mất, cúi đầu, một đôi tay bé sức lực quấy góc áo. Tác giả có chuyện muốn nói. Canh hai ở giữa trưa 12 giờ. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.